Chương 3583, đàm phán. Mẹ kiếp, món nợ này nhất định phải tính rõ ràng với Cùng Âm giáo. Diệp Phàm tức giận vỗ bàn. Đúng vậy, vất vả lắm mới kiếm được ít tiền mà bị chúng cho thành mây khói hết rồi. Hơn nữa người tử vong kia chúng ta còn phải bỏ ra chút tiền trợ cấp để trấn an người nhà. Chắc tổng cộng cũng không dưới 7-800 triệu đâu, Lý Cường nói. DCA thật ra rất chấn định, cô vội vàng xử lý hậu sự, dần dần cô đã có phong phạm của đại soái. Diệp Phàm dẫn người đi xung quanh đảo một lần, bên này liên hệ với Lô Gia và Sa Gia, yêu cầu bọn họ ra mặt làm công tác tư tưởng với đám công nhân xây dựng kia. Phải xây dựng một trạm tiếp nhận trên đảo, nếu không thông tin quá bế tắc. Diệp Phàm nói, giao thông đi trước, thông tin cũng phải theo kịp. Tuy nhiên cái này cần không ít tiền đâu, Duy Cơ Tư giống như một mỹ nữ, cần phải một khoản tiền lớn để trang điểm cho nàng. Bao Nghị nói, Duy Cơ Tư trước mắt khá hoang tàn, còn ở Cùng Âm giáo tại Hồng Ma Tây Lượng Quốc kia thì rất khí phái. Tòa thành thép phong cách châu Âu, hơn nữa cây cối bao xung quanh phạm vi cũng phải đến 5 km. Thành bảo của Cùng Âm giáo có 8 bảo lâu nhọn hoắt, độ cao chừng 5-60 mét. Cho nên người ngoài còn gọi Cùng Âm giáo là Bát Cực Bảo. Giáo này thờ phụng thần mặt trăng, cho nên, trên cổ tay áo các giáo đồ đều có hình nguyệt thần nhỏ bằng ngón tay. Khi đi làm nhiệm vụ còn khâu một hình nguyệt thần to bằng nắm tay để cho môn đồ trong giáo nhận ra mà không ngộ thương người nhà. Tuy nhiên, hôm nay nhất định cũng không bình tĩnh. Chiếc chuông đồng cũ kỹ vang lên. Không lâu sau, các giáo đồ từ bốn phương tám hướng đều đi đến quảng trường phía trước tổng bộ. Còn những nhân vật quan trọng trong giáo đều vội vàng đi vào đại lầu tổng bộ. Giáo chủ Ma Khả Đông đến, vẻ mặt âm trầm ngồi trên ghế gỗ có khắc hình mặt trăng. Hạ thủ ngồi dưới đều là những thành viên trọng yếu trong giáo, tuy nhiên, đại đường tổng cộng có 20 ghế dựa, nhưng còn trống rất nhiều. Ma Khả Đông nhìn chiếc ghế dựa trống không, thở dài nói, gần đây bản giáo chịu đả kích lớn, người đi đảo quả ở Indonesia đã bị tiêu diệt hết. Không ngờ cuộc tấn công hoàn mỹ nhất ngày hôm qua cũng bị giáng một đòn chí mạng. Gần 400 huynh đệ của chúng ta phải nằm ở đảo Duy Cơ Tư. Hơn nữa đó đều là những đệ tử tinh anh của giáo chúng ta. Bọn họ đều có năng lực công kích rất mạnh. Đúng vậy, có tù trưởng 12 đẳng đỉnh giai thì đã chết mất 5 người. Cao thủ tiên thiên cũng đã chết mất 4. Trên đảo quả, đến phó giáo chủ của chúng ta là La Khắc Tư Mã cũng đã chết. Hơn nữa, đại trưởng Lão Thiên Ăn cũng bị mất tích trên đảo quả, phó giáo chủ Nạp Đức vẻ mặt buồn bực nói. La Khắc Tư Mã nhất định là chúng mai phục trên đảo quả, nếu không chúng ta đã đi mười mấy hảo thủ sao không có một ai chạy về. Đại tù trưởng Phạm Lương Đông giận dữ nói. Đường thủ đạo hình như cũng tương đối rồi. Việc này rất kỳ lạ, hơn nữa sau trận quả đảo không lâu thì ở tổng bộ đường thủ đạo toàn bộ kho thuốc nổ đã bị nổ tung. Nghe nói chết mất hơn 200 người. Lúc trước hình như còn có một nhóm người công kích đường thủ đạo. Những người này từ đâu đến vậy? Phó giáo chủ Liễu Thiền Anh Hồng nói. Cái này không có gì kỳ lạ cả, đường thủ đạo vì chuyện tuyết nha mộc mà có xung đột với nhiều môn phái của Nhật Bản. Hàng năm đều có nhiều người chết, có lẽ một bang nhóm nào đó đã làm nhân lúc đường thủ đạo suy yếu. Nạp Đức nói, đây tất cả là tại thiên huyết đường thôi, rõ ràng là đã bàn rồi. Chúng ta cho mượn pháo hạm mượn người để bọn họ tiêu diệt người Duy Cơ Tư trên hoang đảo. Còn tinh anh của chúng ta chiếm đóng Duy Cơ Tư trước. Đến lúc đó mỗi bên sẽ chia nhau chiếm một nửa đảo Duy Cơ Tư. Không ngờ bọn họ lại bị đám đàn bà của Duy Cơ Tư đánh cho thảm hại như vậy. Phạm Lương Đông nói. Duy Cơ Tư mọc ra nhiều cao thủ như vậy từ lúc nào thế? Trước kia chúng ta chưa gặp bao giờ. Hình như chỉ trong một đêm đã xuất hiện rồi. Theo Thiên Huyết Đường giải thích thì lần này bọn họ còn bỏ ra một số tiền lớn để mời 5 vị chú sư cấp tiên thiên từ Anh đến. Mà Thiên Huyết Đường cũng cử ra 7-8 tinh Anh, kết quả là bị người ta giải quyết hết. Nghe nói một chú sư đã thoát được trở về báo tin. Nếu không thì tất cả mọi người đều không rõ chuyện gì xảy ra. Nếu bọn họ bên đó có thể bám trụ được ở đảo Duy Cơ Tư, thì bên này chúng ta đã thuận lợi giành được đảo chủ Duy Cơ Tư rồi. Đến lúc đó trở về hợp kích, Duy Cơ Tư còn tồn tại sao? Nạp Đức giận dữ nói. Tôi nghi ngờ nơi này có người của đường thủ đạo đang dở trò quỷ, các vị nghĩ thử xem, đảo Duy Cơ Tư không thể tự nhiên mọc ra nhiều cao thủ tiên thiên như vậy được. Trừ phi đường thủ đạo hợp tác với Duy Cơ Tư mới có kết quả như vậy. Liễu Thiền Anh Hồng nói. Đường thủ đạo rất đáng nghi. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng có bang phái khác hợp tác với Duy Cơ Tư. Thật ra, tôi thấy đám người Nạp Tây Mễ kia cũng thật ngu ngốc.
đến lúc đó đảo bị người ta chiếm mất rồi thì tìm chỗ nào mà khóc. Không bằng để chúng ta thống trị Duy Cơ Tư, chúng ta còn cho bọn họ chút cơm ăn. Chính là con đàn bà Đường Châu Ái kia ngu xuẩn, đàn bà, đầu đúng là chỉ để mọc tóc thôi mà. Nạp Đức mắng, đàn bà không có óc, nhưng còn khôn hơn cái đầu heo của ông đấy. Nạp Đức không ngờ câu nói của mình lại khiến Liễu Thiền Anh Hồng tức giận. Thôi được rồi, để sau bàn bạc đi, trước mắt phải giải quyết vấn đề thi thể của các huynh đệ và những người bị bắt sống kia. Ma Khả Đông phiền nao khoát tay. Bên Duy Cơ Tư đã đưa điều kiện đến, đòi thi thể đòi người thì được, nhưng phải bồi thường toàn bộ tổn thất và thương vong, tiền thuốc men, tiền an táng, Nạp Đức nói. Bọn họ đòi bao nhiêu? Liễu Thiền Anh Hồng hỏi. 3 tỷ, còn là đô la Mỹ cơ, Nạp Đức nghiêm mặt nói. Bộp một tiếng, đồng thời vang lên những tiếng đập bàn. Cái này thì khác gì đi cướp ngân hàng, không phải chúng ta chỉ làm hỏng ít nhà cửa rách nát của bọn chúng, làm chết một số người Nạp Tây Mễ ngu xuẩn thôi sao? Vậy mà bọn chúng đòi tới 3 tỷ đô la Mỹ, một tên phía dưới phẫn nộ nói. La Tây, đây là bọn chúng dở công phu sư tử ngoạm. Ông nói có thể không trả sao? Nạp Đức hừ nói. Giáo chủ, để La Tây tôi dẫn người đi san bằng đảo Duy Cơ Tư Di. Tôi không tin bọn chúng lợi hại như vậy, đây nhất định là hậu quả từ chiến lược sai lầm tạo thành mà thôi. La Tây đúng là người cuồng vọng. La Tây, võ công của ông có mạnh hơn Đông Đang Lâm hay không? Nạp Đức hừ lạnh nói. Hắn mạnh thì có tác dụng chó gì, không phải chết ở Duy Cơ Tư hay sao? La Tây mạnh miệng nói. Đúng vậy, người ta mạnh hơn ông nhiều mà còn phải chết ở Duy Cơ Tư, thì ông còn có cơ hội sống mà trở về không? San bằng Duy Cơ Tư, việc này chúng ta phải làm, nhưng phải thực tế một chút. Đầu óc mơ hồ quá là vô dụng. Mà đám chú sư cấp tiên thiên đại viên mãn đều chết ở Duy Cơ Tư, những tên kia cũng không phải là kẻ yếu. Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn có thể đánh hay sao? Gần đây sau trận chiến với Đường Thủ Đạo, số tinh anh của chúng ta đã mất hơn nữa, mà cao thủ cũng mất đi 6 phần. Hiện tại lực của toàn giáo chúng ta bị suy giảm nghiêm trọng, chúng ta phải nghỉ ngơi lấy lại sức đã. Mấy năm nữa khôi phục nguyên khí rồi thì xử lý bọn chúng cũng không muộn, nếu dốc toàn bộ lực lượng thì giáo chúng ta có nguy cơ bị tiêu diệt lắm. Nạp Đức nói, chúng ta có thể chờ sao? Chờ chúng ta tĩnh dưỡng xong thì bọn họ đã phát triển vượt mặt rồi. Cho đến lúc đó không phải chúng ta xử lý bọn họ nữa mà là bọn họ xử lý chúng ta đấy. Ta thấy, việc cấp bách lúc này là hợp tác với Thiên Huyết Đường. Nếu bọn họ đã ra công phu sư tử ngoạm đòi 3 tỷ, thì chúng ta không bằng bỏ ra 1 tỷ đô la Mỹ mời nhóm chú sư của thần điện xuất mã công kích thì không phải tốt hơn sao? La Tây nói, ta thấy ông ngu ngốc hết thuốc chữa rồi. Nạp Đức bất mãn nói. Nạp Đức, ông mắng tôi như vậy à? Tôi sẽ khiêu chiến với ông. La Tây tức giận đứng lên, nắm chặt tay định xông lên. Im đi cho ta, bịch một tiếng, mặt bàn bị Ma Khả Đông vỗ mạnh một cái. Giáo chủ, tôi nói thật lòng, hiện tại chúng ta có bỏ ra 5 tỷ thì thần điện cũng chưa chắc đã phái người đến. Nạp Đức nói. Thế là thế nào? Ma Khả Đông sửng sốt hỏi. Thần điện tuy nói thần bí, nhưng bọn họ có nhiều chú sư cấp tiên thiên như vậy hay sao? Qua trận này cũng đã chết mất mấy người rồi. Lực lượng của thần điện nhiều nhất cũng mạnh hơn chúng ta một chút. Tôi nghĩ, chúng ta cứ đợi mấy năm nữa đi. Đến lúc đó, chúng ta liên thủ với thần điện, Thiên Huyết Đường, ba bên cùng tiến hành. Người TQ không phải có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn hay sao? Nạp Đức đầu óc thực sự linh hoạt. Chẳng lẽ cho không bọn chúng 3 tỷ à, còn là đô la Mỹ nữa chứ? La Tây đau lòng nói. 3 tỷ là một con số thế nào chứ, cho dù cùng âm giáo chúng ta bỏ ra được thì cũng có phiền phức. Có thể cử người đi qua đàm phán, 1 tỷ thì còn có thể chấp nhận được. Nạp Đức nói, chỉ có thể như thế, nếu như không đem thi thể của huynh đệ và người còn sống về thì trong giáo chúng ta sẽ không ổn định mất. Không thể để rối loạn lòng quân được, việc này phải sắp xếp Nạp Đức ông và Liễu Thiền đến đảo Duy Cơ Tư đi. Ma Khả Động sắc mặt trầm xuống. Việc này chi hội có nên thương lượng với Huyết Đường và Thần Điện một chút không? Không chừng bọn họ lại cho người đi đảo Duy Cơ Tư với chúng ta, đến lúc đó căn bản không cần bỏ tiền ra nữa. La Tây Grossi, nói. Chi hội cái con khỉ. Đã liên hệ với bọn họ rồi, không ngờ bọn họ còn vả cho chúng ta một cái. Nói lần này bọn họ đã chết rất nhiều người rồi, yêu cầu chúng ta chi trả 500 triệu đô la Mỹ trước. Chả làm cái chết tiệt gì giờ lại còn đòi tiền. Ông nói xem, người của chúng ta bị vây ở đảo Duy Cơ Tư,
bọn họ có làm cái gì hay không? Nạp Đức mắng. Lý Cường vội vàng tiến vào, nói, tiên sinh, công ty đường thủ đã cử người đến. Chương 3584, người của công ty đường thủ đến. Công ty đường thủ, bọn họ phái người tới làm gì? Diệp Phàm sửng sốt hỏi. Chẳng lẽ việc chúng ta làm bọn họ đã phát hiện ra rồi sao? Bao Nghị hỏi. Không rõ ràng lắm, tuy nhiên, bọn họ đến là có thành ý. Lý Cường nói. Gọi bọn họ vào đi, tôi thật sự muốn xem thành ý của bọn họ là gì. Diệp Phàm hừ nói. Không lâu sau, Lý Cường dẫn vào bốn người Nhật Bản. Đi đầu là một người phụ nữ, khuôn mặt tròn, nhìn bộ dáng chừng khoảng 30 tuổi, làn da trắng hồng, trông cực kỳ linh hoạt. Cô gái này mặc áo choàng màu đỏ, bên trong là chiếc áo lông màu đen, chân đeo đôi giày màu đỏ. Các hạ là, Diệp Phàm nhìn cô, hỏi. Người của công ty đường thủ, bọn họ gọi tôi là Thái Tâm. Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Diệp Phàm sửng sốt, bụng nghĩ trong tài liệu của tổ A có về bốn đại hộ pháp của DTD, có một người tên Thái Tâm là nam giới. Chẳng lẽ là do nữ giới giả mạo hay sao? Chắc không có khả năng, cô ta không thể là giả mạo được. Có lẽ là tài liệu của tổ A có vấn đề. Thái Tâm, ha ha, cái tên này cũng thật mộc mạc nhỉ. Mời ngồi, một Diệp Phàm chỉ vào ghế nói. Đương nhiên, hai người nói đều là tiếng Anh. Một chữ Thái trong tên Thái Tâm ở đây có nghĩa là món ăn. Thái Tâm gật đầu ngồi xuống. Các hạ là đảo chủ của Duy Cơ Tư hay sao? Thái Tâm hỏi. Cũng coi như là như vậy. Diệp Phàm thản nhiên gật đầu, đương nhiên qua cách ăn mặc của mấy người Diệp Phàm. Nhìn qua cũng giống như người tộc Nạp Tây Mễ. Ha ha, theo tôi được biết, thủ lĩnh của bọn họ là một người phụ nữ, tên là Đường Châu Ái. Thái Tâm cười nhạt nói. Tôi chính là Đường Châu Ái, anh ấy là chồng tôi. Anh ấy là lôi thần của Duy Cơ Tư, chức đảo chủ của tôi cũng là do anh ấy bổ nhiệm. Bởi vì anh ấy là thần giả của tộc người Nạp Tây Mễ. Đối với người Nạp Tây Mễ chúng tôi mà nói, anh ấy là người cao nhất. Đường Châu Ái ngồi bên cạnh thổi phồng Diệp Phàm. Thất kính rồi, không ngờ lại được gặp lôi thần của tộc người Nạp Tây Mễ, Thái Tâm rất là vinh hạnh. Cốc trà này Thái Tâm kính riêng thần tối cao của tộc người ném. Thái Tâm hạ thấp giọng, bưng một cốc trà đến kính Diệp Phàm. Một luồng khí sóng trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Phàm. Đẩy cốc trà trên không trung xoay tròn rồi hướng về phía Diệp Phàm mà đi. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, ba một tiếng. Bên cạnh bay tới một đường khí áp đem cốc trà xoay tròn trở lại trước mặt Thái Tâm. Sau đó, cốc trà hất về phía mặt Thái Tâm, nhất thời, nước trà phun như nước mưa. Thái Tâm vừa thấy nhanh chóng dùng nội khí hồng tắt nước lại. Tuy nhiên, hôm nay cô ta không may mắn đã gặp phải hồng tà. Thái Tâm công lực nhiều nhất là tiên thiên tầng thứ hai, còn hồng tà từ nhiều năm trước đã là tiên thiên đại viên mãn rồi. Nếu không vì hai bị hỏng thì có thể đã đột phá lên bán niệm khí từ lâu rồi. Hơn nữa, gần đây Hồng Tà và Lệ Vô Nhai đều đã có chút cảm giác. Dường như có manh mối để đột phá lên bán niệm khí. Chỉ còn kém một bước nữa mà thôi. Kết quả, nước trà hất lên cả người Thái Tâm. Ba người Nhật khác đều đứng lên trừng mắt lên nhìn Hồng Tà. Ngồi xuống đi, Thái Tâm khoát tay chặn lại, biết hôm nay đã gặp phải cao thủ rồi. Lôi thần là thần tối cao của chúng tôi, ai dám xúc phạm lôi thần thì kẻ đó phải chịu trừng phạt. Hồng Tà nói. Các hạ nội lực thâm hậu, Thái Tâm bội phục. Thái Tâm lấy khăn tay lau mặt, cởi chiếc áo choàng bị nước trà hất lên ra rồi ngồi xuống. Ha ha, chút tiểu kỹ ấy của tôi chỉ có thể theo gót lôi thần mà thôi. Hồng Tà lạnh nhạt cười nói. Thái Tâm tỏ rõ thái độ sửng sốt, vẻ như không tin. Duy Cơ Tư rất mạnh mà. Thái Tâm hừ nói. Ha ha, người Duy Cơ Tư từ trước tới giờ đều mạnh với kẻ địch. Diệp Phàm lạnh nhạt cười nói. Tay giống như tùy ý phất một cái. Những mảnh chén vỡ dưới đất nhất thời bị cuốn lên không trung. Trong nháy mắt, hơi nước trà bị rớt vỡ bốc lên. Không lâu sau, chuyện khiến người ta phải nghẹn họng đã xảy ra. Hơi nước dần dung hợp, một lúc sau một cốc trà mới lại xuất hiện trên không trung. Giống như ma thuật vậy, Diệp Phàm thật ra FSM hợp lực cùng làm một trò ảo thuật che mắt, dùng thuật luyện vật để dung luyện ra một cốc trà mới chỉ trong vòng 10 giây. Nhân dân Duy Cơ Tư cũng không giàu có. Cốc trà này phải mất gần trăm đồng mới mua được. Cho nên không được lãng phí. Cốc trà nhẹ nhàng xoay tròn rồi từ từ đặt xuống bàn bên cạnh Thái Tâm. Ha ha, đúng vậy, không nên lãng phí, nước trà này cũng rất đắt. Thiên đao bỗng nhiên cuốn lên không trung xoay mấy vòng.
không lâu sau trên không trung bốc lên rất nhiều bọt nước. Một lúc sau nước trà không chén lại khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa lá trà không lâu sau sôi trào, một mùi thơm ngát bốc lên sau đó cốc trà lại trở lại trước mặt Thái Tâm. Thủy công của Thiên Đao là học lén Diệp Phàm, bởi vì công lực thâm hậu nên cũng học cũng không đến nỗi nào. Đám người Thái Tâm hoàn toàn bị mất tự tin, năm người đều tỏ ra cứng ngắc. Được được, công ty chúng tôi thích nhất là hợp tác với cường giả đó. Thái Tâm khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng rất mừng rỡ, vừa rồi mấy người này lộ thủ, là đã biết ngay việc Cùng Âm giáo bị đánh thảm là sự thật. Hợp tác, ha ha, vậy phải xem tâm trạng của tôi đã. Diệp Phàm có chút kiêu ngạo nói, thật ra hắn đang rất muốn hợp tác với công ty Đường Thủ. Hiện tại cao giọng cũng chỉ để câu cá mà thôi. Lôi Thần, đại danh của công ty Đường Thủ các vị hẳn đã nghe nói rồi. Việc kinh doanh của chúng tôi liên quan đến khu vực này. Hàng năm tiền lời đều mấy tỷ. Hôm nay chúng tôi đến đây là do Tổng bộ ủy thác đến để tìm kiếm đối tác. Thái Tâm nói. Mấy tỷ, cũng không tệ lắm, có thể suy nghĩ một chút. Diệp Phàm tỏ vẻ không hứng thú, giống như chê ít vậy. Mở ra, Thái Tâm đột nhiên vung tay lên nói, ra lệnh cho thủ hạ. Hai thủ hạ mở chiếc dương lớn dưới đất ra, bên trong là từng tập đô la xếp lên nhau, trông hoa hết cả mắt. Các hạ đây là có ý gì, đến đây để khoe của đúng không? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Nghe nói Cùng Âm giáo đã gây ra tổn thất nặng nề cho nhân dân Duy Cơ Tư, 100 triệu đô la Mỹ này là công ty chúng tôi quyên tặng cho tộc Nạp Tây Mễ. Mượn việc tán gẫu này để thể hiện tâm ý, mặc dù tiền không nhiều, nhưng thể hiện chút tâm ý của công ty Đường Thủ chúng tôi. Thái Tâm nói rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra trong lòng cô ta đã tiếc đứt ruột, 100 triệu đô la Mỹ cơ đấy. 100 triệu rất nhiều sao? Diệp Phàm quay đầu hỏi Thiên Đao. Đây là quyên tặng, nếu Lôi Thần đồng ý hợp tác với chúng tôi. Từ hôm nay trở đi, 20% thu nhập của công ty chúng tôi sẽ dành cho nhân dân Duy Cơ Tư. Thái Tâm nói. 20%, đổi thành USD thì được bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Khoảng 200 triệu gì đó. Thái Tâm nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Vậy các cô muốn chúng tôi làm cái gì? Diệp Phàm hỏi. Chủ yếu mảng an ninh, anh cũng biết công ty chúng tôi trước giờ vẫn đối đầu với Cùng Âm giáo. Đã mấy chục năm rồi, hai bên đều có thương vong, hơn nữa mặt kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Mà Cùng Âm giáo cũng là kẻ thù của Duy Cơ Tư. Cho nên chúng ta có chung một kẻ thù. Hai bên chúng ta hợp tác thì sợ gì Cùng Âm giáo. Chúng tôi chỉ cần anh phụ trách mảng an ninh thôi. Còn việc kiếm tiền thì công ty chúng tôi sẽ lo. Thái Tâm nói. Như vậy có vẻ không ổn lắm. Có trời mới biết các cô mỗi năm kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu cô nói lỗ vốn thì không phải chúng tôi không lấy được tiền sao? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Vậy ý của Lôi Thần thế nào? Đầu tiên nói chuyện chia tỷ lệ, 20% là quá ít, ít nhất phải được 50%. Diệp Phàm vừa nói xong, một tên thủ hạ người Nhật không nhịn được bèn đứng dậy hừ nói, dã tâm của các người cũng quá lớn, đòi nhiều như vậy thì khác gì cướp của. Không phải chỉ đảm bảo an ninh một chút thôi sao? Mỗi năm đã nhận được 200 triệu đô la Mỹ rồi, trên thế giới này có công ty bảo vệ nào thu nhập được như vậy không? Ba một tiếng giòn vang, tên kia bị Hồng Tà giáng cho một cái tát, ngã xuống đất. Mẹ kiếp, trước mặt Lôi Thần mà ngươi cũng có tư cách nói chuyện sao? Hồng Tà mắng, lão già này vừa hưng phấn, liền phụt ra tiếng phổ thông. Các hạ biết tiếng phổ thông, Thái Tâm sửng sốt thốt ra. Ha ha, lão phu từng đi TQ, thế nào? Cũng phải báo cáo cho công ty Đường Thủ à? Hồng Tà hừ nói. Ha ha, đó là quyền của ông, bản cô nương không can thiệp. Tuy nhiên, 50% mà các người nói ra cũng quá nhiều, cái này chúng tôi không thể đồng ý được. Thái Tâm cười nói, sau đó ra hiệu cho thủ hạ qua đỡ tên đen đủi kia dậy. Ha ha, hợp tác này chẳng thể bàn tiếp được nữa. Diệp Phàm cười nhạt nói, đột nhiên hướng ra ngoài kêu lên, người đâu? Đem 100 triệu mà công ty Đường Thủ quyên tặng cho nhân dân Duy Cơ Tư cất đi. Bốn thanh niên lực lưỡng đi vào nhấc dương đi, bốn tay thủ hạ Nhật Bản cố ý đứng trước dương, tỏ ý không muốn cho. Sau đó, Diệp Phàm nhìn Thái Tâm một cái, cười nói, Lôi Thần tôi cảm tạ công ty Đường Thủ đã quyên tặng. Đối với sự giúp đỡ của công ty Đường Thủ, tộc người Nạp Tây Mễ sẽ không bao giờ quên. Sau đó hắn khoát tay nói, khiêng đi, để nơi này chướng mắt lắm. Thôi được rồi, quá nặng, bọn họ không chuyển được đâu, để tôi giúp một tay. Thiên Đao vung tay lên, hai chiếc dương lớn liền bay ra khỏi cửa, bốn thanh niên nhanh chóng đi khiêng dương.
khiến cho đám người thái tâm ngứa răng, biết lão già này không dễ động vào cho nên đành nhịn. Hiện tại muốn đổi ý cũng không có cơ hội, chỉ có thể thầm chửi Diệp Phàm mà thôi. Nếu đã là hợp tác thì cũng nên có thái độ hợp tác đúng không? Chúng tôi không những muốn được phân chia 1/2 lợi nhuận, mà còn muốn giữ 50% cổ phần của công ty đường thủ. Hơn nữa ít nhất phải sắp xếp một số vị trí quan trọng cho người của chúng tôi. Ví dụ như Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Thường trực. Chỉ có như vậy mới có thể khiến nhân dân Duy Cơ Tư đổ mồ hôi công sức. Việc kinh doanh của các người thực ra cũng là việc dùng đao liếm máu mà thôi. Đừng có tưởng chúng tôi không biết gì. Gần đây nghe nói đường thủ đạo hỏa binh với Cùng Âm giáo mấy lần, chắc số người bị thương vong cũng không ít có đúng không? Hơn nữa, đường thủ đạo đã đưa ra thông báo thu nhỏ phạm vi kinh doanh, địa bàn khó khăn lắm mới giành được, lẽ nào lại để Cùng Âm giáo chiếm đi? Đến lúc đó người ta càng ngày càng lớn mạnh, còn đường thủ đạo thì càng ngày càng nhỏ bé. Cuối cùng, việc bị Cùng Âm giáo thôn tính chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Thái Tâm, cô nói xem, việc chúng tôi nắm 50% cổ phần có quá đáng không? So với việc bị người ta thôn tính, thì chi bằng hãy chia một nửa cho chúng tôi. Chúng tôi có thể hợp tác để công kích Cùng Âm giáo. Cô hãy suy nghĩ đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đường thủ đạo càng ngày càng khó sống rồi, nghe nói kho đạn dược bị nổ, thương vong đến 200 người, trong đó có cả một trong tứ đại hộ pháp Thốn Ninh. Hôm nay thái độ của Lôi Thần như vậy đã quá là mềm rồi. Nếu không, ha ha, các người có tư cách quái gì mà đàm phán chứ? Thiên Đao hừ lạnh nói. Sắc mặt của Thái Tâm càng lúc càng khó coi, không ngờ điểm cố yếu của mình đã bị người ta biết, như vậy còn định che mắt ai chứ? Chuyện lớn như vậy tôi không làm chủ được, nhưng khi về tôi sẽ hỏi tổng bộ rồi sẽ thông tin sau. Thái Tâm nói, sau đó liền dẫn người ra về. Tôi cho các người thời gian 3 ngày. Diệp Phàm truyền đến một câu cuối cùng. 50% liệu có nhiều quá không? E rằng bọn họ thà chịu bị thôn tính chứ không chịu hợp tác với chúng ta thôi. Bao Nghị nói. Nếu cậu là Dã Nhị Điền thì cậu có để kết cục đó xảy ra không? Diệp Phàm cười nói. Theo lý mà nói nên lựa chọn hợp tác với chúng ta, nếu như Cùng Âm giáo lớn mạnh rồi thì sẽ nguy đến cả môn phái đường thủ đạo. Tuy nhiên, nếu như bọn họ cam tâm để Cùng Âm giáo lớn mạnh thì chúng ta cũng bị nguy hiểm theo. Bao Nghị nói. Thôn Dã Nhị Điền sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế đâu, Cùng Âm giáo lớn mạnh là việc không ai mong muốn nhìn thấy cả. Diệp Phàm nói. Buổi sáng ngày hôm sau, phó giáo chủ của Cùng Âm giáo Nạp Đức và Liễu Thiền Anh Hồng dẫn theo 4 thủ hạ xuống. Thủ hạ không dẫn theo nhiều, đương nhiên cũng là để thể hiện việc bọn họ đến là để đàm phán chứ không phải đánh nhau. Các người còn có mặt mũi đến đây à? Đường Châu Ái hử lạnh nói. Thù hận của hai bên chúng ta đã kéo dài hơn 1.000 năm nay rồi. Hai bên đều thương vong thảm trọng. Chúng tôi biết, thù oán này không thể hóa giải trong ngày một ngày hai, cho nên hôm nay chúng tôi đến đây không để nói về thù oán của hai bên nữa, mà chỉ nói về việc kinh doanh mà thôi. Nạp Đức nói. Không nói về thù hận à, ha ha, người bên phía chúng tôi gấp mấy lần của các người. Hơn nữa, mỗi lần đều là các người chủ động công kích, nhân dân Duy Cơ Tư rất yêu hòa bình. Nhưng đối với kẻ xâm chiếm thì chúng tôi sẽ kiên quyết chống lại. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Các hạ là. Nhìn thấy Diệp Phàm ngồi ở vị trí chủ, còn Đường Châu Ái ngồi bên cạnh, cho nên Nạp Đức và Liễu Thiền Anh Hồng đều âm thầm kinh ngạc, ánh mắt không ngừng đánh giá Diệp Phàm. Là Lôi Thần của tộc người Nạp Tây Mễ chúng tôi. Đường Châu Ái nói. Hèn gì, các người đúng là đã tìm được Lôi Thần rồi. Nạp Đức sắc mặt trầm lại, nói. Đối với điều kiện mà các người đưa ra chúng tôi đã thương lượng và không thể chấp nhận được, quá nhiều. Nếu như 200 triệu đô la Mỹ thì còn có thể suy xét. Liễu Thiền Anh Hồng muốn kết thúc đàm phán sớm, ở đây thật sự rất không an toàn. Giết chết hết bọn chúng đi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu lớn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm trao mày hỏi. Lôi Thần, bên ngoài đột nhiên đến cả vạn người. Yêu cầu chúng ta giết chết mấy tên này để báo thù cho người Nạp Tây Mễ. Lý Cường đi vào nói. Đường đảo chủ, ra ngoài xem một chút đi. Đường Châu Ái liền đi ra ngoài. Không lâu sau đã trở lại, nói. Bọn họ không muốn đi, tất cả đang quỳ xuống nói muốn gặp Lôi Thần. Diệp Phàm đành phải đi ra ngoài, những tiếng kêu la ầm ầm, khi Diệp Phàm đến, tất cả vẫn đang quỳ dập đầu xuống dưới đất. Lôi Thần, hãy giết bọn chúng đi. Lôi Thần, hãy báo thù cho chúng tôi.
Lúc này Nạp Đức và Liễu Thiền Anh Hồng đang nhìn ra ngoài, người run cầm cập. Nếu như lôi thần không ngăn lại được đám người kia thì e rằng hôm nay mình sẽ phải bỏ mạng ở đây. Còn đám thủ hạ kia thì đã đứng không vững nữa rồi, sắc mặt trắng bệch cắt không nổi một giọt máu. Hãy đứng im một chút cho tao. Nạp Đức mắng, thực ra, y cũng sợ chẳng kém gì cả, sắp tè ra cả quần rồi. Hỡi những người con của Nạp Tây Mễ, mọi người đều là anh hùng. Nhưng phải nên phân biệt một chút, hôm nay bọn họ đến đây để đàm phán, chứ không phải để đánh nhau. Do đó nếu chúng ta giết bọn họ sẽ trở lại để đòi công đạo. Hãy yên tâm, có tôi ở đây, mọi người sẽ không phải chịu thiệt đâu. Người Nạp Tây Mễ dũng cảm, chúng ta mãi mãi bất bại. Những tiếng hào hùng của Diệp Phàm lập tức át đi những tiếng kêu la. Hãy giải tán đi. Chúng tôi không về, nhất định phải giết bọn chúng. Bọn chúng đã giết người thân của chúng tôi. Bốp tương đương một tiếng. Người đứng đầu bị Hồng Tà giáng cho một cái tát, cả người ngã rúi xuống đất. Dám la ó với lôi thần, các người có muốn bị lôi thần trừng phạt không? Hãy mau chóng trở về, nếu không, lôi thần mà tức giận thì các người cũng xong đấy. Hồng Tà và Thiên Đao cùng nói. Đi về thôi, lôi thần sẽ đòi công đạo cho chúng ta. Có người lên tiếng, đám người dần dần giải tán. Các người thật sự thành ý đến chứ? Sau khi trở về, Diệp Phàm lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên rồi, nếu không, chúng tôi đã không đến đây. Đối với chúng tôi mà nói, đây là một nơi đáng sợ. Nạp Đức nói. Tôi cũng không rong dài với mấy người nữa. Con số cuối cùng là 1,5 tỷ đô la Mỹ, thiếu một đồng cũng không được. Tôi cho mấy người thời gian 3 ngày, phải đem tiền đến đây. Nếu sau 2 ngày mà không có câu trả lời, chúng tôi sẽ giết trước 100 người còn sống kia. Sau đó ném xác xuống biển làm mồi cho cá. Diệp Phàm hừ nói. Người của Hồng Ma Tây Lượng Quốc rất tôn trọng người chết, Nạp Đức tức giận xanh mặt rồi. Hai người nói phải về thương lượng một chút, rồi đi luôn. Liên hệ với công ty đường thủ, nói là hai con cá lớn đang trở về cùng âm giáo. Có thể đánh tàn phế, nhưng không được đánh chết. Hơn nữa, còn phải công khai là người của công ty đường thủ làm mới được. Không được để đối thủ đàm phán của chúng ta hiểu nhầm tâm ý của chúng ta mà. Diệp Phàm nói với Lý Cường. Cách này hay lắm, ha ha, tin rằng mỹ nữ Thái Tâm sẽ bằng lòng làm chuyện này thôi. Tuy nhiên, chỉ sợ bọn họ không nghe, đánh chết người rồi không có người về thông báo thôi. Hồng Tà nói. Bọn họ dám không nghe lời thì tôi sẽ tiêu diệt hết. Diệp Phàm rất bá đạo. Không lâu sau truyền đến tin tức, bọn họ đồng ý làm. Tuy nhiên bọn họ nói lực lượng không đủ, yêu cầu bên phía Diệp Phàm cử người hỗ trợ. Nạp Đức và Liễu Thiền Anh Hồng phỏng chừng đều có thân thủ tiên thiên. Còn bên công ty đường thủ một mình Thái Tâm có thể đối phó với một người. Thiên Đao và Hồng Tà đi nữa là đủ. Tuy nhiên, phải để cho Thái Tâm lộ diện nhé. Hơn nữa lần này cũng phải trả tiền, hai tên phó giáo chủ mỗi tên 20 triệu đô la Mỹ là được rồi. Diệp Phàm nói. Lý Cường liền đi liên hệ. Không lâu sau quay lại cười khan nói. Bọn họ tức giận, nói là người có phải làm bằng vàng đâu. Chẳng lẽ bọn họ bằng lòng để mất cơ hội này? Diệp Phàm hừ nói. Bọn họ nói Nạp Đức để chúng ta xử lý, còn Liễu Thiền Anh Hồng thì bọn họ tự giải quyết. Xong sẽ trả 20 triệu đô la Mỹ. Lý Cường nói. Nếu đã keo kiệt như thế thì cứ để Thái Tâm bị thương đi. Mẹ kiếp, mới kiếm được 20 triệu đô la Mỹ. Không ngờ Diệp Phàm còn chê ít. Buổi sáng ngày hôm sau truyền đến một thông tin. Cùng âm giáo và công ty đường thủ lại đánh nhau nữa, kết quả hai bên đều thương vong mười mấy người. Ngay cả Thái Tâm cũng bị trọng thương. Nguyên nhân là Liễu Thiền Anh Hồng và Nạp Đức trên biển bị người của công ty đường thủ công kích, cuối cùng bị tàn phế rồi. Buổi chiều hôm sau có người đến rồi. Công ty đường thủ cử người đến ký bản hợp tác với Duy Cơ Tư, hai bên mỗi bên giữ 50% cổ phần của công ty đường thủ. Tuy nhiên, nhân vật số 1 của công ty này phải do đường thủ đạo phụ trách sắp xếp. Còn Diệp Phàm cũng đồng ý thành lập tổ bảo an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho công ty đường thủ. Còn về những người tham gia quản lý công ty, mấy ngày nữa sẽ do đường châu Ái sắp xếp. Mà cùng âm giáo trực tiếp dẫn nhân mã đến Duy Cơ Tư, trực tiếp dùng 1,5 tỷ đô la Mỹ để đổi lại số người bị chết của họ. Việc bên này ổn thỏa rồi, Diệp Phàm liền dẫn người trở về TQ. Đương nhiên, đối với Duy Cơ Tư tuy bị chết khá nhiều người, nhưng về mặt tiền tài thì lại kiếm được một số lớn. Việc quy hoạch lại đối với quần đảo Duy Cơ Tư, đường châu Ái đã có kế hoạch cụ thể rồi.
Tập đoàn mấy ngày hôm nay đã hoạt động bình thường, Diệp Phàm cũng đỡ phải lo nhiều. Tuy nhiên, ngày hôm sau Kiều Báo Quốc đến văn phòng của Diệp Phàm. Em rể, Khu Lục Loan đến giục tiền rồi. Kiều Báo Quốc nói. Không phải đã cấp 200 triệu cho bọn họ rồi sao? Diệp Phàm nói. Lúc đầu cậu đồng ý cấp cho họ 500 triệu đấy. Kiều Báo Quốc nói. Ha ha, lúc đầu là lúc đầu mà. Hiện tại liệu có phải cân nhắc lại một chút không? Diệp Phàm nói. Cũng phải, đồng chí Phong Hồ Ninh cũng cho rằng 500 triệu là quá nhiều đấy. Kiều Báo Quốc nói. Vậy anh nói có cấp nữa hay không? Diệp Phàm cười nói. Hiện tại đồng chí Nhậm Thời Mãn đang phân quản công tác của Khu Lục Loan. Ha ha, việc này, cậu hãy đưa ra chủ ý đi. Tôi chỉ làm theo là được rồi. Hơn nữa, Phong Hồ Ninh không muốn cấp nữa rồi. Nếu cậu cũng như vậy thì trước tiên hãy kéo dài thêm một thời gian nữa. Kiều Báo Quốc cười nói. Chương 3585, làm người phải giữ chữ tín. Diệp Phàm hiểu, người này tránh ở phía sau, thực tế là không muốn cho chính là ông ta. Dù sao thì số tiền này cũng nằm trong phạm vi quyền lực của Kiều Báo Quốc. Cấp thì chắc chắn phải cấp có đúng không? Chuyện này tôi đồng ý, làm người phải giữ chữ tín mà. Nhưng cấp lúc nào thì là việc của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoành Không là anh mà. Chuyện này anh cứ quyết định là được. Nếu đồng chí Hồ Ninh cố tình thì chúng ta cũng không ngại mà châm biếm anh ta một chút. Ở tập đoàn mà, tạm thời anh ta còn chưa lên chức như tôi được. Diệp Phàm rất cao ngạo. Đây là cậu nói, tôi sẽ quyết định. Tiền này tạm thời không cấp, chúng ta cũng đang khó khăn đúng không? Để lui lại một thời gian nữa đi. Kiều Báo Quốc cười nói. Diệp Phàm chỉ cần nghĩ là hiểu ngay, cục diện trong tỉnh đã có sự thay đổi. Trước kia người tích cực ủng hộ Khu Lục Loan là Phó Chủ tịch tỉnh thường trực Khương Quân Sơn. Lúc đó là Khương Quân Sơn muốn thể hiện, còn Chủ tịch thành phố Yến Nguyệt cũng hy vọng có được một vị trí trong bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhưng, trước khác nay khác, bây giờ Yến Nguyệt bị điều đi rồi đổi lại là người của Ninh Chí Hòa, người này tên là Trần Thăng. Hiện giờ Ninh Chí Hòa và Khương Quân Sơn có quan hệ thân thiết. Đương nhiên là Trần Thăng sẽ ủng hộ công việc của liên minh với mình là Khương Quân Sơn. Còn hiện tại phân lãnh đạo Khu Lục Loan là Nhậm Thời Mãn. Người này vì việc chính của khu kinh tế Hoành Không, đương nhiên Nhậm Thời Mãn sẽ không hợp tác với người của Ninh Chí Hòa và Khương Quân Sơn. Cho nên, châm chọc Nhậm Thời Mãn là điều cần thiết. Còn Diệp Phàm và Nhậm Thời Mãn căn bản là chẳng ưa gì nhau. Có thể khiến cho Nhậm Thời Mãn không thoải mái đương nhiên Diệp Phàm cũng cảm thấy vui sướng. Hơn nữa Phong Hồ Ninh lại là người của Khúc Chí Quốc. Khúc không đồng ý về quan hệ của khu kinh tế Hoành Không và khu Lục Loan. Nhất thời Nhậm Thời Mãn liền lâm vào cảnh tứ cố vô thân. Đương nhiên, cũng không thể nói là đồng chí Lão Nhâm không có liên minh được. Như Đường Quang Hùng chính là đồng minh của ông ta. Chẳng qua là lần trước Đường Quang Hùng vì chuyện của Diệp Phàm mà bị Ninh Chí Hòa châm chọc. Cho nên, người này cũng mất đi một chút nhuệ khí. Đầu tư 3 triệu NDT việc hợp tác của khu Lục Loan là một vấn đề. Tổng Giám Đốc Kiều có hơi căng thẳng về mặt kinh tế của tập đoàn. Kết quả là khiến cho Chủ tịch tỉnh Nhâm phát hỏa lên. Ông ta nói tập đoàn Hoành Không sao lại nói là không có tính toán gì. Trong ban hội đồng quản trị đã đồng ý rồi sao chuyện đầu tư hợp tác vẫn còn chưa tới. Hơn nữa còn lật lại hợp đồng. Khổng Ý Hùng nói. Tổng Giám Đốc Kiều trả lời thế nào? Diệp Phàm nheo mắt. Đương nhiên Tổng Giám Đốc Kiều nói ra một đống các lý do. Nói là không phải không cho mà là thực sự tiền đầu tư cho tập đoàn trong thời gian này là rất căng thẳng. Đã đồng ý chuyển qua mấy tháng rồi. Không ngờ là Nhậm Thời Mãn còn vỗ bàn. Còn nói là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoành Không có phải chỉ là lời nói suông không? Ngay cả hợp đồng cũng không thực hiện. Chỉ trích tập đoàn Hoành Không làm trái điều khoản. Hội đồng Quản trị toàn nói những điều vớ vẩn gì đó, nói toàn những lời thô tục. Tổng Giám Đốc Kiều cũng phát hỏa lên chỉ trích Chủ tịch Nhâm ăn nói linh tinh về tập đoàn. Lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh đều là những người không có tố chất. Khổng Ý Hùng nói. Chủ tịch Phong thì sao? Diệp Phàm hỏi. Không biết, vừa rồi tôi có gọi điện thoại cho thư ký của ông ta, người đó nói rằng ông ta đã về quê rồi. Khổng Ý Hùng nói. Về quê hay nhỉ, đúng lúc quá. Diệp Phàm cười lạnh hai tiếng. Còn không phải sao, rõ ràng là tránh mặt. Khổng Ý Hùng nói. Bây giờ thì sao, Chủ tịch tỉnh Nhậm đã đi chưa? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Vẫn chưa, ông ta dỗi nói là Tổng Giám Đốc Kiều tóm lại vẫn là lấy văn phòng làm việc để giải quyết chuyện riêng.
lại còn cho thư ký đi đán khách sạn Hoành Không mượn chăn ga gối đệm cho tổng giám đốc Kiều tiếp khách trên ghế dài ở bên ngoài. Khổng Ý Hùng nói, ha ha ha, ông ta thích ngủ thì cứ để cho ông ta ngủ thôi. Diệp Phàm cười nói, buổi chiều chủ tịch tỉnh Khúc có gọi điện thoại đến hỏi. Làm thế nào, cãi nhau còn ra thể thống gì nữa? Tôi đâu có biết chuyện này, tập đoàn tạm thời có khó khăn cũng là bình thường thôi. Chẳng qua chỉ là chậm có mấy tháng, chuyện làm ăn có lúc không quay vòng vốn được, chẳng phải chỉ là 300 triệu thôi sao? Lẽ nào khu Lục Loan đến gạo cứu đói cũng không có sao? Diệp Phàm nói, cậu ấy à, tôi thấy cậu Chí Toàn nói những lời nghe mát tai thôi. Cải tạo khu Lục Loan cần một khoản tiền lớn mà tài chính của tỉnh thì lại đang căng thẳng. Đúng là các lãnh đạo đang rất lo lắng. Hơn nữa, vì vấn đề cải tạo này mà khiến cho quần chúng bất mãn. Cuối cùng vì bình ổn chuyện này mà tất cả tiền đầu tư đã phải dốc vào việc bồi thường. Tiền cho khu Lục Loan căn bản là không có. Cho nên, hơn nữa nghe nói là đồng chí Mãn còn phái hai nhân viên công tác để thúc giục các cậu kéo đi. Chuyện này cũng khó mà trách được ông ta lại nóng tính. Chủ tịch Khúc nói, Diệp Phàm cũng có thể nghe ra được không phải là Khúc nóng tính mà chỉ nói ở trong trường hợp này thôi. Chúng ta cũng căng thẳng rồi. Hôm qua Tổng Giám Đốc Kiều mới thương lượng với tôi chuyện phải vượt qua được cửa ải mượn tiền của ngân hàng. Chúng không thể bảo chúng ta đến ngân hàng mà văn vốn cấp cho khu Lục Loan được đúng không? Diệp Phàm nói, lúc sáng đồng chí Quang Hùng có gọi điện thảo luận với tôi chuyện này. Tập đoàn Hoành Không là một tập đoàn có khối tài sản mấy trăm triệu. Hơn nữa thời gian trước đúng là các anh rất dư giả. Bây giờ lại thiếu tiền ngay được cũng khéo quá nhỉ. Chủ tịch tỉnh Khúc nói, tiền cứ nói thiếu là thiếu, vậy có phải là đã có kế hoạch để thiếu tiền không thế? Tập đoàn lớn như vật việc gì cũng cần tiền. Một khoản đầu tư là đã mấy triệu. Lúc trước tập đoàn có tiền, nhưng không nhiều lắm. Sau đó lại đã rút hết ngay, cho nên mới thiếu tiền có phải không? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Dù đồng chí Quang Hùng có chỉ ra việc thiếu tiền như thế nào thì hội đồng quản trị của tập đoàn Hoành Không cứ đồng ý là được. Hơn nữa, chuyện này vẫn là trong thẩm quyền giải quyết của anh. Thương nhân quan trọng nhất là chữ tín có phải không? Tôi thấy các cậu cứ cố gắng mà nghĩ cách cho họ đi. Những lời này của Khúc Chí Quốc rất có nghệ thuật, nhất là từ cố gắng kia dùng rất đắt. Chủ tịch Khúc xin ông cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong hợp đồng cho tập đoàn. Chúng ta và khu Lục Loan là huynh đệ của nhau mà, giúp đỡ cho nhau cũng là phải thôi. Diệp Phàm rong dài, có lẽ Khúc Chí Quốc ở bên đầu dây bên kia nghe cũng chưa hiểu được ngay. Nhậm Thời Mãn và Kiều Báo Quốc đúng là làm hao hụt quá. Cả tối hôm đó ngủ trong văn phòng làm việc. Ha ha ha, chủ tịch có phải là hơi khó chịu đúng không? Diệp Phàm nói, gần như là thế, đây là chuyện cậu đồng ý, không được nuốt lời đâu đấy. Chiêm Hữu Quang hỏi, Diệp Phàm hiểu đây là ý của Ninh. Tôi thấy, hình như cùng gần là như thế, nhưng, tôi thấy số tiền này tốt nhất là để cho đồng chí Trần Thăng đến lấy. Dù sao, tỉnh thành cũng là địa bàn của ông ta. Còn kế hoạch cụ thể cải tạo khu Lục Loan cũng là ông ta thực hiện. Còn những lãnh đạo của khu Lục Loan cũng là những cán bộ trong tỉnh có đúng không? Diệp Phàm cười nói, nếu nể mặt Trần Thăng thì mặt mũi ông ta cũng sẽ rạng rỡ hơn. Vậy được, tôi sẽ nói với chủ tịch Trần một tiếng. Chiêm Hữu Quang cúp máy. Sao rồi, cho chưa? Ninh Chí Hòa hỏi. Đồng ý cho rồi, nhưng đồng chí Trần Thăng phải sang lấy. Chiêm Hữu Quang cười nói. Ha ha, cái đồng chí này, ăn nói khá lắm. Ninh Chí Hòa cười khoát tay. Phó chủ tịch Trần Thăng vui mừng. Đầu tiên là chủ tịch Trần đi tìm Diệp Phàm. Diệp Phàm ký tên cho nhay. Sau đó đến văn phòng của Phong Hồ Ninh để ông ta ký tên. Cuối cùng là đến văn phòng của Kiều Báo Quốc. Kiều Báo Quốc nói dòng dài một lúc rồi mới đồng ý rút ra 300 triệu của công ty Yến Nguyệt thuộc tập đoàn cho khu Lục Loan. 3 giờ chiều tiền đã đến, sau khi đến phó chủ tịch Trần Thăng lại vui mừng. Chủ tịch Nhậm, tiền này là tập đoàn chúng ta cho. Chủ tịch có lẽ cũng nên về bố trí một chút chứ. Kiều Báo Quốc cười gượng nói với Nhậm Thời Mãn đang ngồi trên ghế. Hừ, không cần cậu phải giục, tôi tự đi. Vẻ mặt của Nhậm Thời Mãn âm trầm nói một câu rồi xoay người bước đi. Hôm nay rõ ràng là Diệp Phàm nể mặt ông ta. Thể diện của một ủy viên tỉnh Nhậm Thời Mãn còn không bằng một phó chủ tịch tỉnh Trần Thăng. Đương nhiên, chuyện rõ ràng như vậy cũng phải nghĩ rằng phía sau có ai thao túng chứ. Buổi tối lúc cái Thiệu Trung gọi điện thoại đến,
cho Diệp Phàm biết sau khi Nhậm Thời Mãn về đến tỉnh thì bay thẳng về thủ đô. Nhà của người ta ở thủ đô, quay về cũng là bình thường thôi. Diệp Phàm cười nói, chú em phải cẩn thận đấy, bình thường ông ta về thế nào cũng được. Nhưng lần này là phát sinh chuyện bất bình với cậu nên mới về. Cai Thiệu Trung nói, ý của ông anh là ông ta muốn làm đại sự sao? Diệp Phàm nói, rất có khả năng, dù thế nào thì cũng phải đề phòng. Mặt tiền của cậu ở Kinh Thành gọi bè đến vạch áo cho người xem lưng có phải không? Cai Thiệu Trung nói, nhưng Diệp Phàm cũng không để ý đến lời của ông ta lắm. Hai ngày lặng lẽ trôi qua, cũng không phát sinh chuyện gì. Thứ tư, ngày 10 tháng 1 năm 2008. Chuyện làm cho người ta khiếp sợ đã xảy ra. 6 giờ sáng hôm đó, Cung Chí Quân trực tiếp gọi điện thoại đánh thức Diệp Phàm dậy. Chủ tịch Diệp, bên này xảy ra chuyện rồi. Cung Chí Quân nói rất gấp gáp. Chuyện gì? Diệp Phàm ngồi phắt dậy. Nửa tiếng trước có một phần tử không rõ lai lịch đã tấn công công nhân của chúng ta. Hiện tại đã có 5 người chết, 7 người bị thương, 10 người bị bắt cóc. Cung Chí Quân nói. Những ai bị thương? Diệp Phàm hỏi. Đại đa số là các kỹ tư, còn lại là đám công nhân kỹ thuật cao cấp còn lại có 2 quản lý công trình. Cung Chí Quân nói. Tình hình bên tập đoàn điện lực Viễn Đông thì sao? Diệp Phàm hỏi. Chương 3586, chuyện bên phía cung. Ở cùng một chỗ, có một nửa là người của bọn họ. Cung Chí Quân nói, chuyện này tôi đã báo với Giám đốc Kiều Báo Quốc và Bí thư Phong Hồ Ninh. Chuyện này làm lên rất lớn, nếu xử lý không tốt thì hạng mục công trình điện lực của chúng ta sẽ phiền to. Hơn nữa, tâm trạng của đám công nhân đang rất hoang mang. Lòng quân không ổn định đến đánh sẽ phiền to. Nó sẽ gây những ảnh hưởng không tốt ra bên ngoài cho tập đoàn chúng ta. Người tấn công chúng ta có để lại dấu vết nào không? Diệp Phàm hỏi. Có lẽ là do đám xã hội đen ở Congo làm, phần tử này rất phức tạp. Có đủ các loại vũ trang phi pháp. Quy mô khá lớn là họ vừa được tự do liên minh vừa cứu quốc. Các nơi vũ trang đó tương đối lớn, thậm chí có những cá nhân tự vũ trang một cách phi pháp. Mà vừa tự do liên minh, vừa cứu quốc đều là vũ trang, bọn họ nêu cao khẩu hiệu tự do, dân chủ. Thành viên cũng khá nhiều, thường đánh lén các tổ chức, các ngành của chính phải. Đối với những công ty có đầu tư nước ngoài và thương nhân chúng cũng là một mối nguy hiểm lớn. Thường chuyện xuất phát từ việc bắt con tin. Cung Chí Quân nói, nếu như bắt cóc vì tiền thì có lẽ không lâu nữa chúng sẽ liên lạc. Diệp Phàm nói, e rằng không phải vì tiền, có những tổ chức làm vậy căn bản chỉ để phá hoại. Trạm phát điện của chúng ta đang ở trên sông Congo. Là 5 nước cùng đầu tư, tình hình này càng thêm phức tạp. Có lẽ không phải do tổ chức phi pháp ở Congo làm mà là do một tổ chức bên ngoài làm. Dù sao thì cuối cùng hạng mục công trình này cũng rơi vào người Trung Quốc. Có những nước sinh lòng không phục, có lẽ họ cho rằng tiền đã bị nước chúng ta kiếm mất. Chuyện này có phạm vi rất lớn, xử lý rất khó nếu không muốn nói là công trình trạm phát điện này không tiếp tục thi công được nữa rồi. Cung Chí Quân nói với giọng vô cùng lo lắng. Đang nói chuyện thì lại có điện thoại nữa đến. Diệp Phàm nhìn đó là điện thoại của Cung Khai Hà, hắn liền kết thúc cuộc trò chuyện với Cung Chí Quân và chuyển sang đầu dây bên kia. Diệp Phàm, cậu phản ứng nhanh lên một chút, chuyện này không thể kéo dài được. Sáng nay phải xử lý xong chuyện của thành viên bên kia. Đặc biệt là quan trọng nhất là phải mang được những người bị bắt cóc trở về. Cung Khai Hà không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề. Chuyện lần này sẽ liên quan đến đám công nhân trong nước của chúng ta đang làm việc ở nước ngoài. Hơn nữa, tình hình Congo phức tạp như thế, cho nên tôi thỉnh cầu cả tổ dốc sức ủng hộ công việc của tôi. Diệp Phàm nói, chuyện này không thành vấn đề, cậu muốn gì chứ việc nói. Tôi hy vọng cậu tranh thủ thời gian làm ngay trong hôm nay. Thủ tịch Xứ Hát Hành chúng tôi sẽ ra mặt giúp cậu. Cung Khai Hà nói, quyện. Hơn nữa, chuyện này liên quan đến các thành viên lãnh đạo trong ban chủ tịch của tập đoàn Hoành Không. Đầu tiên là Khổng Ý Hùng thông báo tin cho bên Cung Chí Quân. Tình thế rất nghiêm trọng các đồng chí ạ, tính mạng của các anh em công nhân đang rất nguy hiểm. Vẻ mặt của Phong Hồ Ninh rất nghiêm túc. Lúc trước khi tiếp nhận hạng mục công trình này, trong lúc thảo luận đã có rất nhiều đồng chí cật lực phản đối. Dù sao đây cũng là công trình ở nước ngoài, chuyện này đối với tập đoàn Hoành Không mà nói chắc khác nào chuyện một đại cô nương lên cầu. Hơn nữa, ở Congo rất phức tạp, căn bản là không hợp để cử người sang đó tiếp nhận công trình. Bây giờ thì loạn rồi.
chưa nói đến nhiều người đã bị chết, bây giờ lại còn 10 người bị bắt cóc. Nếu không cứu về thì tính mạng 15 người này coi như xong. Nếu như chuyện này ở trong nước thì là một chuyện hoàn toàn chúng ta có thể giải quyết được. Chủ yếu là các lãnh đạo phải nghiêm khắc chịu trách nhiệm. Dương Chí Thăng hừ nói. Đúng vậy, hạng mục công trình này rất khó giải quyết. Căn bản là không thích hợp để công nhân của chúng ta đi làm. Không những không kiếm được tiền mà còn nguy hiểm. Nếu không thể cứu 10 đồng chí kia trở về được, thì những lãnh đạo chúng ta cũng không thoát được trách nhiệm. Vẻ mặt của Trần Nguyên Đông thộn ra nói. Bây giờ nói những câu đó có ích gì không? Việc cứu con tin cấp bách thế nào mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, lúc đầu tiếp nhận công trình này cũng là vì sự phát triển của tập đoàn chúng ra rộng ra quốc tế. Mở ra một đường hợp tác với nước ngoài. Đương nhiên, kiếm tiền cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Nếu còn chần chừ thì tập đoàn Hoành Không của chúng ta sao có thể vươn ra thế giới được. Kết quả chẳng khác nào như Triều Thanh bế quan tỏa cảng, đây chính là điều bất lợi lớn cho sự phát triển của tập đoàn chúng ta. Tóm lại là tập đoàn chúng ta muốn hướng phát triển ra bên ngoài. Phái người sang đó dò đường trước thì có gì sai? Khương Quân nói với khẩu khí sắc bén. Về mặt công trình không phải do đồng chí Khương Quân phụ trách sao? Còn mạnh miệng nói được, cậu mau ra nước ngoài mang công nhân về cho tôi xem. Congo là nơi nào chứ? Rất rối loạn, không riêng gì quốc gia chúng ta mà các công ty của những nước khác cũng thường xuyên bị tấn công. Kết quả là ai làm thì không biết, hơn nữa con tin bị họ bắt cóc thường bị sư tử mất luôn, căn bản là chúng ta không làm được gì. Ví dụ như, có những lúc căn bản là họ không cần tiền phải thả những thành viên của họ trong chính phủ Congo. Chuyện này tập đoàn của chúng ta làm gì có quyền, nếu có tiền thì cũng phải trên mấy ngàn vạn, một công trình của chúng ta kiếm được bao nhiêu. Đến cuối cùng thì thường thường vẫn là tiền mất tật mang. Dương Chí Thăng hừ lạnh nói. Ông nói quá đúng, Congo loạn như vậy vì sao vẫn có thương nhân của nhiều quốc gia như vậy đến đầu tư. Người ta không sợ thì chúng ta sợ cái gì? Lẽ nào người Trung Quốc chúng ta thực sự nhát gan vậy sao? Giống như Iraq, trong chiến tranh vùng vịnh lúc nào bom cũng bay trên đầu. Không phải con số người đến Congo vẫn rất nhiều sao, người phát tài cũng không ít. Kiếm được nhiều tiền cũng sẽ có người muốn đi đánh bạc. Hơn nữa, lần này chúng ta cử người đi, thực ra cũng vẫn có liên quan đến Tập đoàn Điện lực Viễn Đông. Tập đoàn Điện lực Viễn Đông cũng dám phái người đi, Tập đoàn Hoành Không của chúng ta lại thế này sao? Nếu như mọi chuyện như thế, tập đoàn chúng ta vẫn còn muốn phát triển thì mở cửa đâu còn ý nghĩ gì nữa. Ngũ Vân Lượng hừ lạnh nói. Người ta là tập đoàn điện lực Viễn Đông người ra đã sớm cử người ra nước ngoài rồi, cả một đám người có hàng tá kinh nghiệm. Chúng ta là cái gì? Không phải là cậu đã từng nói là chuyện một đại cô nương lên kiệu sao? Phải xuất ngoại cũng được, nhưng phải cử người hiểu về tình hình đi mới được. Đợi cho họ có kinh nghiệm thì mới cử người đi. So với tình hình ác liệt của đất nước đi cũng phải. Cử người có kinh nghiệm đi đến đó khác nào chịu chết. Chuyện này, nói nhẹ thì là một quyết sách sai lầm còn trên thực tế thì là coi tính mạng của các công nhân đó như một trò đùa. Dù kiếm tiền là tốt nhưng phải sống mới kiếm được tiền, các đồng chí, sinh mạng là vô giá. Dương Chí Thăng đúng là đang nói chuyện phiếm. Đây là một tổ chức phi pháp của nước ngoài, người dân Congo có thể sống được thì chúng ta sợ cái gì? Phải kiếm được tiền thì mới có tiếng nói. Chúng là không phải là đàn bà bị bó chân, chúng là những nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Chuyện cấp bách không phải là chỉ trích hết người này đến người khác, mà là bàn bạc xem làm thế nào để nhanh chóng giải quyết hậu sự cho những thành viên kia. Hơn nữa, phải nhanh chóng liên lạc được với quốc gia để thương lượng chuyện cứu người đó mới là chuyện chính. Kiều Báo Quốc nói. Ừ, đề nghị này của đồng chí Kiều Báo Quốc mới là mục đích mở ra cuộc họp hôm nay. Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết. Không nên trách người này người kia, chuyện đó là vô bổ, đã nói đến chuyện vấn đề mạng sống của những công nhân. Vậy thời khắc quan trọng này chúng ta còn cãi nhau thì còn gì là trách nhiệm nữa? Còn thế nào mới cứu được bọn họ trở về, làm thế nào mới để cho người chế được an tâm mà đi mới là chuyện quan trọng? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Tôi nhớ chuyện này vẫn là do Chủ tịch Diệp thúc đẩy. Mà lúc đó đồng chí Cung cũng rất tán thành. Bây giờ đồng chí Cung phụ trách vấn đề xảy ra. Chủ tịch Diệp, nếu như hai đồng chí nhiệt tình như vậy thì mời Chủ tịch Diệp đích thân đi xử lý là được. Dương Chí Thăng tôi trông chờ mỏi mắt, đợi Chủ tịch Diệp mang chiến thắng trở về. Không nói chuyện khác, không nói chuyện chết.
Cứu 10 người kia trở về Dương Chí Thăng tôi sẽ gieo pháo ở trụ sở tập đoàn nghênh đón. Dương Chí Thăng lại bắt đầu làm chuyện. Ừ, đề nghị này của đồng chí Dương Chí Thăng rất đúng. Chủ tịch Diệp vẫn còn một chức vụ là trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an thì phải. Để cho cậu ấy mang người đi liên lạc với cảnh sát Congo cũng tốt. Còn đồng chí Khương Quân phụ trách phân công các lãnh đạo quản lý công trình của công ty, cậu ấy đương nhiên cũng phải đi. Hy vọng là có thể được nhìn Chủ tịch Diệp mang chiến thắng trở về. Đến lúc đó, Phong Hồ Ninh tôi sẽ đứng trước cửa trụ sở để nghiêng đón đoàn của Chủ tịch Diệp trở về. Phong Hồ Ninh vội nói ông ta cũng không muốn gánh vác chuyện này. Đúng vậy, Chủ tịch Diệp đi là thích hợp nhất, các đồng chí Điền Nam của chúng tôi tán thành cả hai tay. Mộc Hùng Phi nói, tôi đồng ý. Trần Nguyên Đông nói, Hậu Bân và Dương Quý Phương cũng tỏ thái độ. Còn Tào Nguyệt và Nghiêm Phương Long thực ra cũng muốn tỏ thái độ, chẳng qua là không dám lên tiếng mà thôi. Nếu các đồng chí tín nhiệm Diệp phàm tôi như vậy thì lần này tôi sẽ mang người đi. Trong tổ nhân viên sẽ có đồng chí Khương Quân. Còn nữa, đồng chí Bao Nghị xuất thân là cảnh sát, khả năng phá án và bắt giam rất tốt. Để cho đồng chó đó chọn mấy người trong cục công an có năng lực cùng đi. Bên này tôi sẽ liên lạc với tập đoàn Điện Lục Viễn Đông, tôi đã sớm thương lượng với bên đó. Bọn họ đã đồng ý dốc lực giúp đỡ. Diệp Phàm bình tĩnh thong dong nhưng còn đám người Dương Chí Thăng thì rất khó chịu trong lòng. Vốn dĩ bọn họ muốn nhìn hắn sẽ thoái thác trách nhiệm. Không ngờ hắn lại như với được cái bánh ngon không đưa đẩy cho ai. Chuyện cười này hình như là họ không muốn nhìn. Kiều Chính Hòa vừa mới gọi điện tới. Diệp Phàm, về mặt này cậu lành nghề. Lần này đi xử lý tập đoàn Viễn Đông của chúng tôi sẽ phái một phó tổng mang người theo cậu. Nhưng... toàn quyền xử lý chuyện này vẫn là do cậu làm chủ. Kiều Chính Hòa nói. Chương 3587, cậu đúng là đồ xảo trá. Tổng Giám đốc Kiều, chuyện này là của hai nhà chúng ta. Hơn nữa trong hạng mục này các ông nắm giữ 67 phần trách nhiệm. Chuyện này phải là tập đoàn Điện Lực Viễn Đông các ông làm chủ, còn Diệp Phàm tôi chỉ là giúp các ông xử lý thì mới đúng chứ. Hơn nữa, theo tôi được biết, trong số người chết có 6 người là người của tập đoàn Điện Lực Viễn Đông các ông. Diệp Phàm nói, có cáo giả thì mới đem chuyện khó giải quyết này lên đầu mình. Tuy nói là thân thích nhưng một là một, hơn nữa Diệp Phàm có thể đánh cược Kiều Chính Hòa đang không kiên trì được nữa. Bởi vì đang là lúc quan trọng để ông ta tiếp nhận chức phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Viễn Đông. Nếu như có thể xử lý việc này một cách hợp lý thì ông ta sẽ được lên chức. Còn nếu làm không tốt thì ông ta sẽ bị rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tôi từng nghe nói về năng lực của cậu, nếu không lúc trước tôi đã không tìm cậu hợp tác, hạng mục công trình kia là do chúng ta nắm được, dù sao thì bên cách ông cũng phải góp chút sức chứ. Kiều Chính Hòa có vẻ hơi tức giận. Ha ha, Tổng Giám đốc Kiều nói câu này cũng hơi thẹn với lòng đấy. Lúc trước hạng mục công trình này là do chúng tôi bỏ công lớn. Nếu không, sao có thể thông suốt được bên nước kia? Hơn nữa điều tôi nói cũng là tình hình thực tế, ai chiếm được cái đầu to thì đương nhiên việc chính phải là của người ấy. Nếu không, lúc đầu khi bắt được hạng mục công trình này sao các ông lại cứ đòi giành lấy cái đầu to? Còn lúc gặp chuyện các ông lại chỉ muốn chiếm cái đầu nhỏ, cái lý này lấy ở đâu ra thế? Diệp Phàm cười gượng mấy tiếng. Được rồi, chuyện gấp gáp như vậy, bên này chúng tôi đã thành lập một tổ nhỏ để giải quyết. Năng lực của cậu tôi rất rõ. Rốt cuộc là cậu muốn thế nào mới bằng lòng làm tổ trưởng tổ hợp tác xử lý này? Rõ ràng là Kiều Chính Hòa đã không thể chịu nổi nữa rồi. Để tôi mang người đi cũng được nhưng phải nhường cho tập đoàn Hoành Không chúng tôi chiếm phần lớn số cổ đông. Diệp Phàm nói rõ nội tình. Cậu căn bản là đang bắt chẹt tôi mà. Kiều Chính Hòa tức giận nói rất thô bạo. Bắt chẹt, Tổng Giám đốc Kiều, ai đang bắt chẹt? Kiếm được nhiều tiền lại muốn chối bỏ trách nhiệm chuyện tốt thế ai mà chẳng muốn làm. Tôi chính là ý này, điều chỉnh lại điều khoản hợp tác trong hợp đồng một chút. Chúng ta chia 55. Bây giờ công trình tiến triển chưa được một nửa hoàn toàn có thể điều phối lại các hạng mục công trình lại. Hơn nữa, sự an toàn của các anh em công nhân ở bên đó vẫn là do chúng tôi phụ trách có đúng không nào. Ngoài ra kinh phí lần này chi cho tổ đi giải quyết là do các công chi. Ra nước ngoài giải quyết công việc là chuyện rất khó khăn, không có tiền khoảng 100 triệu thì sẽ rất khó. Hơn nữa. Tập đoàn Điện Lực Viễn Đông của các ông có tiền đúng không? Còn tập đoàn của chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu khởi sự. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Được được, cuối cùng coi như Kiều gia chúng tôi đi làm con dâu vậy.
Chẳng trách cha vợ cậu có nói về cậu, cuối cùng tôi đã nhận ra được. Kiều Chính Hòa đang tức giận. Đến giờ ông mới biết à? Ha ha, cũng chưa muộn đâu. Diệp Phàm cười nói. Tiểu tử cậu, được rồi, cho các cậu 50% hạng mục công trình là được. Kinh phí chúng tôi bao hết, nhưng có một câu này cậu phải xử lý thật đẹp cho tôi. Đây là yêu cầu duy nhất của Kiều gia với cậu. Nếu làm không tốt, sau này cậu quay về Kiều Chính Hòa tôi sẽ cho cậu một cái tát. Kiều Chính Hòa tức giận nói. Yên tâm đi, chúng ta là người thân mà. Không nhìn mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật chứ. Ông lập tức ký tên, đóng dấu vào điều chính phân phối hợp đồng. Chúng tôi sẽ từ Thiên Vân bên này xuất phát vòng quanh thành phố Việt Châu. Thời gian phải nhanh, tôi chờ ông một ngày. Buổi tối phải đúng chỗ. Diệp Phàm nói. Tôi thấy cậu còn độc hơn cả Hoàng Thế Nhân, mà đến cả tôi cũng không tin nữa. Kiều Chính Hòa tức giận cúp điện thoại. Tôi là Hoàng Thế Nhân sao? Diệp Phàm sờ cằm nhìn mình trong gương. Buổi tối Diệp Phàm mang người đến thành phố Vinh Thành. Vừa mới vào khách sạn thì hắn nhận được điện thoại của Kiều Báo Quốc. Chú Kiều bên kia đã chuẩn bị xong hết rồi, người của bọn họ có lẽ khoảng 10 giờ sẽ tới. Đến rất nhanh mà. Diệp Phàm nói. Không nhanh không được, bây giờ ông ta là quan trọng. Hơn nữa, công trình trạm điện ở Congo cũng chỉ vừa mới được khởi động mà thôi. Vốn dĩ cho rằng lên chức sẽ có được lợi thế không ngờ lại xảy ra chuyện này. Hơn nữa lúc họp tập đoàn điện lực Viễn Đông cũng không có ai muốn nhận chuyện này về tay mình. Kết quả cũng gần giống như cậu bị người ta đổ trách nhiệm lên đầu ông ấy. Ngoài ra, cũng chính vì ai cũng không muốn chuyện này liên quan đến mình. Cho nên, tất cả mọi chuyện đều đổ lên người chú Chính Hòa. Sau khi thảo luận xong tập đoàn đã giao quyền xử lý cho ông ấy. Bởi vậy cũng sắp có hành động rồi. Kiều Báo Quốc cười nói. Hai người chúng ta đều là người cùng một chân trời mà. Diệp Phàm cười nói, thực ra cũng không phải căng thẳng lắm. Ở bên kia, Thiên Đao, Hồng Tà và Sa Thiên ba người họ đã đi theo con đường đặc biệt ra ngoài rồi. Có lẽ bây giờ cũng sắp đến Congo để hội họp với Cung Chí Quân rồi. Cung Khai Hà vì con trai của mình đương nhiên cũng phải bật đèn xanh chứ. Phải lấy chứng minh cấp hộ chiếu là được. Cuối cùng Diệp Phàm cũng thương lượng với Cung Khai Hà xong. Cuối cùng trong tổ cũng quyết định cử Trương Hùng đi. Cử quá nhiều người đi sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Dù sao thì sau khi phát sinh chuyện này các bà Mai cũng phải chú ý hơn. Giống như thông thấn xã truyền thông đã truyền tin ra ngoài. Loại chuyện này phát sinh ở khắp nơi trên thế giới, chứ cũng chẳng phải là tin gì mới. Hơn nữa, lần này Diệp Phàm cử Trương Hùng đi là có mục đích. Lần trước chức Thứ trưởng Bộ Công an Trương Hùng vẫn chưa thể lên được. Lần này do đồng chí Cung Chí Quân phụ trách, Diệp Phàm muốn thêm Trương Hùng cho xứng với Cung Khai Hà. Cơ hội tiếp theo Cung Khai Hà thiếu một nhân tình, dù sao cũng vẫn được. Lần này cậu chọc tức chú Hà Chính rồi. Kiều Báo Quốc nói. Tôi chọc tức ông ấy. Tôi chỉ là đang tranh thủ lúc ông ấy đương quyền thôi. Diệp Phàm nói. Ông ta nói cậu là Hoàng Thế Nhân. Kiều Báo Quốc cười nói. Hoàng là Hoàng, tin là ông ấy sẽ giải thích được. Tuy chúng ta là thân thích nhưng cũng chỉ là vì chủ mà thôi. Diệp Phàm nói, hắn biết chọc tức Kiều Chính Hòa cũng không phải là hay. Dù sao thì Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hoành Không bây giờ cũng vẫn là Kiều Báo Quốc. Diệp Phàm vì tập đoàn mà kiếm tiền, còn người được lợi thì lại là Kiều Báo Quốc. Kiều Viễn Sơn và Kiều Chính Hòa bên kia đều không dám lên tiếng. Kiều Chính Hòa cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Khoảng 11 giờ bảo vệ của Tập đoàn Điện lực Viễn Đông, đồng chí Phác Kiều Sinh đã dẫn người đến cùng bàn bạc với Diệp Phàm, mấy người bên kia đã đến rồi. Chủ tịch Diệp, đây là hợp đồng bố trí lại, lãnh đạo của tập đoàn chúng ta đã ký hết rồi. Sau khi cậu ký hợp đồng sẽ chính thức có hiệu lực. Vẻ mặt của Phác Kiều Sinh không cảm xúc. Không sao, tôi sẽ ký tên ngay. Sau này sẽ đưa đến trụ sở tập đoàn Hoành Không. Con dấu, ký tên bên kia muộn nhất là chiều mai sẽ mang hợp đồng đến tập đoàn của các ông. Diệp Phàm nói xong lấy túi tài liệu ra. Sau khi ký tên, Khổng Ý Hùng đã đi một mạnh trong đêm về tập đoàn Hoành Không. Tốt nhất là xử lý chuyện này sớm nếu không đề phòng bất chắc. Ngô Quân người phụ trách hạng mục công trình điện lực đã mang theo mấy nhân viên quản lý đứng ở cửa nghênh đón. Lúc Cung Chí Quân giới thiệu đến Diệp Phàm, Ngô Quân rõ ràng là có ngây người ra một chút. Hai bên hàn huyên mấy câu rồi đi vào văn phòng. Văn phòng làm việc ở trên tầng 2. Các thiết bị, phương tiện cũng rất đơn giản. Điều kiện làm việc ở đấy thực sự rất gian khổ, không dễ dàng gì.
Đương nhiên những công nhân làm việc ở đây tiền lương cũng cao hơn những người làm việc ở trụ sở chính của tập đoàn đến 7, 8 lần. Tường bao của các ông khoảng gần 5 mét, hình thường có cử nhân viên canh gác không? Diệp Phàm vừa đặt mông xuống thì hỏi người kia. Có, ban ngày thì có mấy người. Hằng ngày thường sắp xếp cho hai bảo vệ mỗi người một vị trí trông coi, hơn nữa bảo vệ cửa cũng có 4 đồng chí. Buổi tối thì nhiều người hơn một chút, có lúc lên đến 8 đồng chí gác. Cung Chí Quân nói. Có vũ khí không? Diệp Phàm hỏi. Vốn dĩ không cho phép sử dụng vũ khí nhưng, sau này những công ty cách chúng ta hơn 100 mét cũng xảy ra những vụ bắt cóc con tin. Sau khi chuyện xảy ra có liên hệ với chính phủ Congo, bọn họ đồng ý với thỉnh cầu trang bị vũ khí của chúng tôi, 10 súng trường và mấy súng tay, còn có ít lựu đạn nữa. Cung Chí Quân nói. Công ty của nước ngoài kia tên là gì? Cuối cùng xử lý chuyện này thế nào? Là kẻ nào trang bị vũ khí phi pháp? Bao Nghị hỏi. Mấy ngày trước công ty của cái Nhĩ Hà của Ả Rập đã chết 7 người, bị thương 5 người, 15 người bị bắt cóc. Sau đó không lâu có tổ chức đứng ra nhận trách nhiệm. Tổ chức đó tên là Địa Mông Vận Động, là một tổ chức vũ trang phi pháp bản địa. Yêu cầu mỗi người là 300.000 đô la Mỹ. Công ty cái Nhĩ Hà đồng ý trước rồi liên hệ, vì tập đoàn của họ ở Ả Rập có mỏ dầu lớn, có tiền. Nhưng, sau khi thanh toán 300.000 đô la Mỹ thì xảy ra bắn nhau. Chính là người của công ty cái Nhĩ Hà ra tay. Tổ chức cái Mông kia tức giận, lại bắt giết hai con tin nữa treo lên cây để thị chúng. Hơn nữa còn đòi tiền gấp đôi, đến giờ con tin vẫn chưa được trở về. Cung Chí Quân nói. Cũng có người nói chuyện của công ty này có liên quan đến những người cạnh tranh. Vì đó là một công ty khai thác khoáng sản. Sau khi bọn họ đến đã vội đuổi công ty đi chỗ khác. Vì món lợi cách xù này mà công ty đã quen là không ít việc. Có nghe đồn là người cạnh tranh kia đã thuê người Địa Mông Vận Động làm. Mục đích này chính là muốn làm tình hình khai thác của họ bị nhiễu loạn, làm cho bọn họ không được bình an, cuối cùng phải rút về nước. Ngô Quân nói, Địa Mông Vận Động là tổ chức gì? Có bao nhân viên, trang bị thế nào? Diệp Phàm hỏi, đây là một tổ chức xã hội đen, chuyên môn là đi làm những chuyện cướp bóc. Bọn họ làm cho lá cờ nhân dân bị nhơ bẩn. Nghe nói xào huyệt của tổ chức này ở trong tỉnh Ngũ Hà. Không có nhiều nhân viên lắm, có lữ khoảng mấy trăm người. Thủ đoạn vô cùng tàn độc, vì bắt cóc cho nên buôn bán được rất nhiều tiền. Trang bị vũ khí rất hiện đại, hơn nữa, giết người không chớp mắt, thường thường vì sự tồn tại của họ mà họ sẵn sàng cho nổ. Chúng đã tấn công vào không ít những cửa hàng của chính phủ. Trong mắt dân bản xứ bọn họ không giống với những tổ chức liên minh tự do, bọn họ rõ ràng là rất xấu xa. Chương 3588, Hắc Thần. Các cậu nói, người của các cậu có phải là do người của Địa Mông hội cướp đi không? Diệp Phàm hỏi. Chuyện này chúng tôi cũng không rõ, đến giờ bọn chúng vẫn chưa liên hệ với chúng tôi. Chủ tịch Diệp, lúc anh đến cũng nhìn thấy rồi. Xe của quân đội ven đường có không ít, bình thường cũng có những xe tăng giấu trong cây cối, đám quân nhân cũng lên sẵn đạn ẩn giấu trong lùm cây. Ngô Quân nói. Nghe nói là chính phủ vừa mới đàm phán hòa bình với các tập đoàn vũ trang. Cho nên, đến chỗ nghiêm trang cũng là chuyện bình thường. Diệp Phàm gật đầu nói. Lúc đó bọn họ tấn công người của chúng ta thì những nhân viên bảo vệ đi đâu? Bao Nghị nói. Trong số những người chết cũng có những nhân viên bảo vệ. Hơn nữa, lần này cũng rất lạ có mấy nhân viên bị ngã ngất xỉu. Cho nên, cơ bản là có chống cự được một lúc thì bị bọn họ xông vào. Vì chuyện phát sinh đột ngột vào buổi tối. Đám công nhân đang ngủ thì tỉnh dậy thực sự là bối rối. Trận loạn này gây bất lợi công việc của bảo vệ. Kết quả là xảy ra chuyện này. Ngô Quân nói. Ngã ngất trước, lẽ nòa có người hạ thuốc mê. Có kiểm tra nhà ăn không? Diệp Phàm giật mình. Nhà ăn không có vấn đề gì, tất cả là người của chúng ta. Nếu như mua đồ ăn tới thì cũng có thể là có vấn đề. Vì mấy nhân viên bảo vệ bị ngã ngất. Còn nhóm công nhân thì lại rất tỉnh. Thức ăn là mọi người cùng ăn, phải cùng hôn mê chứ. Cũng không thể nhận ra ai là nhân viên bảo vệ đúng không? Nếu như nói nhân viên bảo vệ bỏ thuốc thì lại càng không thể. Chúng tôi ở đây đã kiểm tra cơm rất kỹ. Hơn nữa đám nhân viên bảo vệ cũng cùng ăn cơm với công nhân. Ngô Quân nói. Có phải là bị người ta bỏ thuốc mê gì đó vào không? Diệp Phàm hỏi. Hình như là không có, chuyện này. Chuyện này chúng tôi cũng không dám chắc chắn. Dù sao chúng tôi cũng không phải là nhân viên y tế chuyên nghiệp cho nên không kiểm tra ra.
chỉ có điều đến giờ bọn họ cũng vẫn chưa tỉnh. Ngô Quân nói, trong số những người bị thương, hôn mê đến giờ có người bảo vệ nào không? Diệp Phàm hỏi, ừ, chúng tôi đã mời bác sĩ kiểm tra nhưng người này. Phát hiện bọn họ vẫn đang mê man bất tỉnh, toàn thân không có vết thương nào. Chúng tôi cho rằng bọn họ là làm cho hôn mê hoặc là vì một nguyên nhân nào đó. Cho nên, mấy người này tạm thời vẫn chưa cho đăng báo. Ngô Quân nói, được rồi, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta đi vội cũng đã mệt rồi, đi hỏi thăm người bị thương trước đã. Diệp Phàm nói, Cung Chí Quân dẫn Diệp Phàm đến khu ký túc đã được sửa sang lại. Ngô Quân sợ đăng báo nhân viên sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì thế mà mấy nhân viên bảo vệ bị hôn mê kia cũng không xếp họ vào danh sách những nhân viên bị thương. Cung Chí Quân nói, trên thực tế, nhân viên bị thương hoặc nhân viên bị tử vong cũng nhiều như vậy. Diệp Phàm hỏi, ừ, nhân viên bị tử vong trên thực tế là 8 người, bị thương 15 người. Còn người bị bắt cóc thực sự là 10 người. Lúc đầu tôi và Ngô Quân thương lượng, ông ấy nói báo số người bị bắt cóc ít đi một chút, rồi đăng báo là được. Trong số những người bị bắt cóc về cơ bản là không còn bao nhiêu người sống sót. Đến lúc đó chỉ cần âm thầm bồi thường cho người nhà họ là có thể trấn an được chuyện này. Đương nhiên, kết quả tôi cũng không dám chắc chắn lắm. Những người bị bắt cóc này dù chỉ hy vọng sống rất xa vời nhưng đó cũng vẫn là còn hy vọng. Trong lòng Ninh Chí Quân tôi không thể không hy vọng như vậy. Hơn nữa, có Diệp Phàm cậu đến xử lý tôi cảm thấy hy vọng sống của bọn họ là không nhỏ. Cung Chí Quân nói. Trong số những người này, người của tập đoàn chúng ta chắc chỉ chiếm số ít. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, chúng ta chiếm khoảng 3 phần. Cung Chí Quân nói, không lâu sau Hồng Tà và Thiên Đao cùng với Lý Cường cũng đã đến. Có kết quả kiểm tra chưa? Diệp Phàm hỏi. Người bị thương thực ra là bị đánh thương hoặc là bị trúng đạn, chuyện này kiểm tra xong rồi. Hơn nữa bệnh viện đã chứng minh rồi, 5 người bảo vệ kia rất lạ, toàn thân không có vết thương gì, kinh lạc đều rất bình thường. Hô hấp cũng tốt. Tôi thử dùng cách giải huyệt nhưng vô dụng, Thiên Đao nói với vẻ buồn bực. Chúng tôi cũng có hỏi thăm khắp nơi về người tấn công kia nhưng rất khó nói. Chỉ toàn là những tin vịt, nhảm nhí. Các tổ chức vũ trang ở quốc gia này không ít, chỉ cần có mấy cây súng cũng có thể thành lập được một tổ chức nào đó. Nếu như bọn chúng không có tế cậy thì việc tìm kiếm của chúng ta cũng như tìm kim đáy bể. Hơn nữa, chúng ta lại bất đồng ngôn ngữ. Bọn họ nói tiếng Pháp. Chúng tôi còn phải mang cả phiên dịch đi nữa. Lý Cường nói. Đúng rồi, Chí Quân, chuyện phát sinh hôm đó cậu có chắc chắn không có ở hiện trường không? Diệp Phàm hỏi vì Cung Chí Quân có võ công, nếu như y có mặt ở đây thì thương vong sẽ không thảm như vậy. Ừ, tôi đang ở trên đập lớn công trường. Đến đêm có đập nước bị vỡ cho nên tôi giám sát ở hiện trường. Lúc đó, may là suốt đêm cho nên đám công nhân đẩy nhanh tốc độ. Nếu không thì con cố thương vong e rằng sẽ còn tăng nữa. Cung Chí Quân nhíu mày. Sau khi nghỉ ngơi một lúc đám người Diệp Phàm đi đến bệnh viện thăm những công nhân bị thương và những nhân viên bảo vệ đang hôn mê. Nhưng, tiếc là Diệp Phàm dùng những cách bình thường nhưng vẫn không thể kiểm tra phát hiện ra nguyên nhân khiến những nhân viên bảo vệ bị hôn mê. Người bị hôn mê chắc chắn sẽ có quan hệ với thần kinh đại não. Nhưng lại không phát hiện ra đại não có gì. Sao người kia lại bị hôn mê được? Diệp Phàm nói. Đúng vậy. Tôi cũng đã kiểm tra rồi không có phát hiện gì cả. Não bộ của tất cả bọn họ đều rất bình thường. Chuyện này rất lạ, thậm chí có người còn nói bọn họ bị trúng tà. Còn những thầy thuốc địa phương thì nói bọn họ bị va chạm với hắc thần. Là hắc thần trừng phạt họ, khiến cho bọn họ mãi mãi trở thành sống chết. Cung Chí Quân nói. Hắc thần, còn người sống chết, ha ha, chuyện này mà ông cũng tin sao? Bao Nghị cười nói. Người Colombia đều tin vạn vật hữu linh. Họ tôn thờ tổ tiên và sùng bái thần vật. Cân đại còn có một bộ phận người tin thờ vào Thiên Chúa. Bọn họ chủ yếu là làm nông nghiệp, cũng kiêm luôn cả đánh bắt cá và săn bắn. Nấu sắt rèn đồng, dệt, điêu khắc tượng gỗ thủ công nghiệp. Cũng có lịch sử khá lâu đời rồi. Truyền thống xã hội vẫn bảo tồn tàn tích của chế độ mẫu hệ, thừa kế tài sản. Hiện tượng một chồng nhiều vợ thường thấy. Còn ở khu này rất nhiều người thờ hắc thần. Cung Chí Quân nói. Nhìn hắc thần thế nào? Diệp Phàm hỏi. Thực ra gần giống như một khuôn mặt được điêu khắc bằng tượng gỗ. Nhưng cái tai rất lớn gần giống như tai lợn. Toàn thân là màu đen, vì màu da của phần lớn người Colombia là màu đen, còn hắc thần có lẽ cũng là một phần trong tín ngưỡng của họ. Truyền thuyết nói nếu như cậu chọc giận đến hắc thần thì sẽ bị trừng phạt khiến cậu thành người sống chết.
cũng chính là nhìn thì như chết rồi nhưng thực tế vẫn còn thở, giống như tình trạng của mấy người bảo vệ kia. Cung Chí Quân nói, người sống chết thật ra rất thú vị. Diệp Phàm cười nói, có thể nào là một loại cương thi không? Ví dụ như có người bất kính với hắc thần cuối cùng phải chết trong một hoàn cảnh đặc biệt mà thành cương thi. Cuối người sống chết chính là bị hắc thần trừng phạt. Bao Nghị nói, không giống, cương thi chắc chắn là không biết thở. Còn người sống chết của bọn họ là chỉ người chết mà vẫn thở cơ. Tôi cho rằng kiểu người này căn bản là không tồn tại. Làm sao mà người chết mà vẫn còn biết thở được đúng không? Đã chết sao còn thở được? Diệp Phàm lắc đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Bao Nghị gật đầu. Chiều hôm đó có tin tức đến, người bị bắt cóc đúng là đang ở trong tay của tổ chức Địa Mông kia. Hơn nữa, bọn họ mở miệng ra là đã đòi 500.000 đô la Mỹ tiền chuộc. Lần này số tiền mà chúng muốn còn lớn hơn nhiều số tiền của công ty Cái Nhĩ Hà. Lẽ nào chúng cho rằng công ty Trung Quốc của chúng ta nhiều tiền hơn công ty trùm khai mỏ kia sao? Cái đầu này có phải là có vấn đề không? Bao Nghị nói. Ừ, chuyện này rất rõ. Ả Rập là một quốc gia giàu, đặc biệt là công ty Songgil rất có tiền. Lần này công ty Trung Quốc của chúng ta đến là để làm công trình, có tiền gì chứ? Vừa mở miệng đã đòi 50 triệu còn là tiền USD, cái này căn bản là chúng ta không thể chịu được. Bọn chúng như vậy là chào giá lên đến trời. Mục đích của bọn chúng là gì? Lẽ nào là vì tiền sao? Nếu thực sự vì tiền cũng phải thực tế một chút chứ. Ví dụ như, một người 10.000 còn được, số tiền này còn có thể trả được đúng không? Diệp Phàm nói. Bọn họ truyền tin cho chúng ta bằng con đường nào? Bao Nghị hỏi. Một bưu kiện, bên trong còn có băng ghi hình. 10 người bị bắt cóc của chúng ta đều còn sống. Chỉ có điều nơi ghi hình hình như là trong một tầng hầm, căn bản là không thể phân biệt rõ địa hình. Muốn điều tra từ chỗ này căn bản là không thể. Hơn nữa, bọn chúng thường xuyên làm chuyện này, chắc là rất lão luyện rồi. Cung Chí Quân nói. Không phải là nghe nói hang ổ của chúng là ở trong Tình Ngũ Hà sao? Chỉ cần có thể xác định được một phạm vi chúng ta nghiên cứu sẽ có thể cứu viện được. Diệp Phàm hỏi. Lúc này Ngô Quân và mấy người sĩ quan đã vào. Qua giới thiệu mới biết được người kia là một thiếu tá của chính phủ Colombia. Người này tên là Mông Đạt. Là một trong những đại biểu được cử đến để giải cứu con tin. Hai bên ngồi xuống nói chuyện một lát. Thiếu tá Mông Đạt, tổ chức kia đã hét giá tiền chuộc lên trời. Các ông chuẩn bị thế nào để cứu người của chúng tôi? Diệp Phàm hỏi bằng tiếng Anh. Vì thiếu tá Mông Đạt không phải có tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh nhưng vẫn nghe hiểu được. Thực ra rất tiện. Yên tâm đi Chủ tịch Diệp, lần này tôi đến đã mang theo quân đội. Cũng giống như bộ đội đặc chủng của các ông. Bọn họ ai cũng là những người đàn ông dũng cảm, rất có kinh nghiệm đối phó với đám người kia. Nhưng giải cứu con tin là rất khó khăn. Địa Mông là một tổ chức cô vùng hung ác, kẻ nào cũng là giết người không chớp mắt, chỉ cần một lời bất hòa là giết. Quân chính phủ đã bao vây tiêu diệt nhiều lần nhưng không hiệu quả. Không phải chúng tôi không làm mà bọn chúng chạy trốn rất nhanh, hơn nữa cũng không có chỗ ở cố định. Mãi đến bây giờ chúng tôi mới nghi ngờ xào huyệt của chúng là ở trong Tỉnh Ngũ Hà. Nhưng địa điểm cụ thể ở chỗ nào thì chúng tôi còn chưa rõ. Không phải chúng tôi không điều tra được mà là thực sự tổ chức này rất thần bí. Chúng tôi cũng lực bất tòng tâm, dù sao đất nước lớn như vậy hiện tại tình hình cũng đã ổn định hơn một chút. Thiếu tá Mông Đạt nói. Phạm vi hang ổ của chúng khoảng bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Chương 3589, đánh gục. Phạm vi cũng gần bằng một huyện của chúng ta, cách khoảng 200 km. Hơn nữa địa hình phức tạp. Chủ yếu là những lòng chảo, chúng như lòng sông, hơn nữa không khí ở đây rất ẩm ướt. Chỉ cần ngước mắt lên là đã thấy rừng cây bị phân cách thành hàng trăm những bộ phận nhỏ. Thuyền có thể bơi quan cầu nhỏ trên sông, chúng ta phái 300 binh lính vào, kết quả là tự làm cho mình hoa hết đầu óc. Thuyền của bọn họ xuất quỷ nhập thần, hơn nữa, địa hình thấp cũng là một nơi nguy hiểm. Trong rừng cây đâu đâu cũng có nguy hiểm, dễ bị thú dữ tấn công. Ví dụ như hổ báo, rắn có ở khắp mọi nơi. Có những loại rắn cắn người sau mấy giây là chết luôn. Địa hình thấp chỗ nào cũng có giếng ngầm, anh nhìn thấy cũng là chuyện bình thường. Một khi dẫm chân vào là thụt xuống ngay, chỉ trong một thời gian ngắn là sẽ chìm xuống đó, thực ra cũng có đầm lấy. Hơn nữa, tổ chức đó lại thường tổ chức bắn lén khó mà phòng bị được. Năm đó chúng tôi đi 300 người, lúc ra chỉ còn lại đúng 100 người. Đa số huynh đệ đều chết ở địa bà đó. Chúng tôi gọi chúng là địa khu vực địa ngục,
Thường thường con tin bị bắt cóc giấu trong một địa bàn rất lớn chúng ta khó mà tìm kiếm được. Nhưng dù khó khăn bao nhiêu chúng ta cũng phải quyết tâm tiêu diệt địa Mông. Thiếu tấp Mengdalit đến chỗ này có vẻ hơi sợ sệt. Thế này đi, nếu nghi ngờ chúng giấu người trong địa Mông, vậy chúng tôi mau chóng xuất phát đi dò thám. Diệp Phàm nói, Chủ tịch Diệp, không phải là chúng tôi mà là chúng ta. Các anh cứ ở chỗ này đợi tin tức tốt đẹp, Thiếu tá Mông Đạt nói. Thực xin lỗi Thiếu tá Mông Đạt, lần này chúng tôi cũng chuẩn bị cùng đi với các anh. Diệp Phàm lắc lắc đầu. No, Mông Đạt nói mấy câu từ chối liên tục, chỗ đó quá nguy hiểm, tất cả chúng ta vào sẽ rất nguy hiểm. Phải biết rằng chúng ta nhằm vào đối tượng được huấn luyện chuyên môn ở địa bàn thấp. Lần trước người của công ty cai Nhĩ Hà các anh bị bắt, hẳn các anh đã nghe nói rồi chứ? Nghe rồi, sao? Diệp Phàm nhìn Thiếu tá Mông Đạt. Cũng là do người của địa Mông làm, lúc đó chính phủ Ả Rập có liên kết với chúng tôi. Sau khi chúng tôi cho phép họ phái quân lính ta tháp đã có 20 người đến đây. Chúng tôi dẫn bọn họ vào địa bàn địa Mông. Kết quả thế nào, 20 người sống đã chết mất 10 người. Chỉ tìm thấy 5 thi thể, còn lại 5 thi thể khá rơi đi đâu thì cũng không biết. Chúng tôi phái hàng ngàn người tìm kiếm trên quy mô lớn, kết quả vẫn là không tìm được gì. Thiếu tá Mông Đạt nói. Tà tháp, Trương Hùng hiểu tà tháp chứ? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là hiểu. Tà tháp là quân đội đặc chủng của Ả Rập, cũng có những tính chất đặc thù như những loại bộ đội thần bí của nước ta. Hơn nữa vì Ả Rập có tiền, đội quân này còn được trang bị đầy đủ hơn bộ đội đặc chủng của chúng ta nhiều. Đương nhiên bọn họ cũng có cao thủ, tôi có hơi nghi ngờ, đã có cao thủ thì sao lại vào địa bàn địa Mông kết quả lại thê thảm như vậy? Lẽ nào địa Mông cũng có cao thủ? Trương Hùng nói. Đương nhiên là có cao thủ, nghe nói. Những cao thủ của chúng tay cầm thứ gì đó chỉ cần vung lên là binh lính của chúng ta sẽ chết. Thật đáng sợ, có người còn nói bọn họ là truyền nhân của Hắc Thần. Nhưng tôi không tin, Hắc Thần là bảo vệ của chúng tôi, sao có thể bảo vệ cho họ được? Thiếu tá Mông Đạt nói. Chuyện này có chút kỳ quái, đội tà tháp ta mặt thế nào? Chẳng lẽ công ty cai Nhĩ Hà thuê họ ra tay? Hình như là không thể. Tà tháp là bộ đội đặc chủng quốc gia, không thể làm người cho kẻ khác thuê được. Diệp Phàm nói, thực ra tôi nghe nói chuyện này có một chút bí mật. Mông Đạt nói, bí mật, Diệp Phàm nhìn Mông Đạt. Xin lỗi, chuyện này tôi không thể nói được, nếu không, tôi cũng không bảo vệ nổi quân trang của mình. Mông Đạt lắc đầu, không sao, không sao, ai cũng có bí mật, chúng tôi không ép, nhưng chúng tôi có yêu cầu đi theo các anh. Hơn nữa, tất cả trách nhiệm chúng tôi sẽ tự chịu. Diệp Phàm nói, không được, không được. Nếu các anh đi xảy ra vấn đề gì tôi sẽ bị chính phủ bắn chết. Lý tướng quân có lệnh của chính phủ là nhất định phải nghĩ cách giải cứu con tin. Chính phủ chúng tôi rất trọng tình bằng hữu với Trung Quốc. Mông Đạt nói. Ha ha, thiếu tá Meng. Thế này đi, tôi rất nghi ngờ người của các anh được không? Diệp Phàm cố tình lộ ra vẻ khinh thường. Ai dám nói binh lính của chúng tôi không được. Hắc kỳ quân của chúng tôi là anh hùng. Ai cũng là hảo hán, máu hảo hán. Thiên thủ siêu cao. Chỉ cần một cước là đập vỡ đá. Thiếu tá Mông Đạt bị Diệp Phàm chọc tức, y đứng lên nhìn hắn hằn học. Hảo hán cái quái gì, nào nào nào, cho anh xem thế nào là hảo hán, ra đi. Hồng Tà gọi to đi ra ngoài nhưng nghe người ta là thiếu tá nghe không hiểu tiếng phổ thông, y nhìn Hồng Tà tức giận. Ngô Quân ở bên cạnh vội phiên dịch. Làm gì, thiếu tá Mông Đạt hỏi. Làm gì, đọ sức một chút ấy mà. Võ công của Hồng Tà này còn cao hơn một đấu sĩ boss. Như vậy là đủ để khiêu khích, người ta nhìn là hiểu. Mông Đạt tức giận mang theo mấy thủ hạ ra ngoài. Đến đi, các người cùng lên đi. Hồng Tà hai tay chống nạnh giống như một ông vua nhìn. Diệp Phàm và Ninh Nghị đứng nhìn bật cười ra tiếng. Không cần cùng lên, hán tháp, cậu là được. Chú ý đừng để các quý khách Trung Quốc của chúng ta bị thương. Đánh cho sương mặt ông ta là được. Mông Đạt hoan hô. Một người đàn ông cao lớn quăng quần áo đi, lộ ra hình xăm mãnh hổ trên người. Tên kia còn thị uy phất phất tay, cơ thể toàn cơ bắp. Tiểu tử đến đây, Hồng Tà đứng rất nhẹ nhàng vẫy tay tên hán tháp kia. Tên hán tháp động tay ca han, một đá hướng về phía Hồng Tà. Bốp một tiếng giòn vang, cả người tên hán tháo ngã chỏng vó. Đương nhiên là Mông Đạt có hơi bực bội, đứng lên, lại nào, tấn công, tấn công. Tên hán tháp nhảy lên, cả người trên không trung, bổ chân về phía mặt Hồng Tà. Khí thế vẫn còn khá. Phát lực về bốn phía. Quả nhiên là có kết quả,
lại bốp một tiếng cả người tên hán tháp bị Hồng Tà xé bay về phía trước. Đến lúc này là như một con chó vần quả cầu, cả miệng y trượt trên mặt đất may là bùn đất. Nhưng cái miệng kia không chỉ có bùn mà còn sưng vù bằng cái bát to. Thiếu tá Mông Đạt trợn tròn mắt. Sao lại không cẩn thận như thế? Mông Đạt căm tức. Đến đi, mấy người các ngươi, đến hết. Hồng Tà được thể chỉ vào thiếu tá Mông Đạt nói. Ngô Quân phiên dịch cũng rất sinh động, đến học cả cái miệng của Hồng Tà cũng rất giống. Lên, lần này Mông Đạt lại không do sự, vung tay lên y đánh về phía Hồng Tà. Có tấn công về phần eo, chân, đương nhiên là còn cả đôi tay của Hồng Tà. Tất cả đều đá trúng, nhưng bộp bộp mấy tiếng, tất cả bị Hồng Tà làm cho ngã nhào xuống đất. Người kia ôm trúng eo nhưng mặt đỏ bừng, còn Hồng Tà thì vẻ mặt bình tĩnh đứng sừng sững bất động như núi. Tên kia lại muốn vật ngã Hồng Tà nhưng kết quả cũng là sự thất vọng. Đùa đủ chưa, ông đây phải trừng trị các ngươi rồi. Thất mấy tên kia lại nhảy lên, Hồng Tà ôm chặt eo nhắc một tên ngã lên mấy mét. Dưới bàn tay của ông ta, mới mấy cái tát liên tiếp, đánh cho thiếu tá Mông Đạt choáng váng đầu óc không nhận ra đầu là hướng bắc nữa. Phục rồi, phục rồi. Mông Đạt hét lớn, Hồng Tà mới vỗ tay, đột nhiên lại đá một nhát lên hòn đá bên cạnh. Sau một tiếng động hòn đá đã vỡ tan thành những viên nhỏ, một lúc sau lại bị Hồng Tà đá cho mấy cái. Chân kia dường như thành đá vụ, còn hòn đá thì lại như thành một đống bùn đất lớn. Hơn nữa, người nào cũng giống nhau nhìn Mông Đạt toát mồ hôi lạnh. Ai cũng hiểu rằng vừa rồi là người ta ra tay còn nhẹ. Chủ tịch Diệp, không ngờ là võ công của người Trung Quốc các anh lại lợi hại như vậy, bái phục. Bái phục, Mông Đạt nói với vẻ mặt sợ hãi. Ha ha, ta chỉ là bảo vệ riêng của chủ tịch Diệp mà thôi. Người như ta bên cạnh chủ tịch Diệp còn rất nhiều. Hồng Tà cười nói lạnh nhạt. Chủ tịch Diệp, tôi quyết định lần này chúng ta cùng đi địa Mông. Mông Đạt nói. Được, Diệp Phàm cười trả lời. Chủ tịch Diệp, có thể mới vị Hồng Tà là sư phụ dạy tôi mấy chiêu được không? Tôi thực sự rất hâm mộ võ công của người Trung Quốc các anh. Chúng tôi sẽ mời ông ấy đến quân đội giáo luyện. Mông Đạt nói. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Hồng Tà nhún vai, hôm nay ông ta rất rạng rỡ. Thiên Đao nhìn ra xa. Mông Đạt đành phải tiếc nuối. Không ngờ là buổi tối Mông Đạt lại tới. Hơn nữa còn có mấy tướng quân của Ả Rập hộ tống. Giới thiệu thì mới biết người mặc quân trang kia là Lý tướng quân đế cùng với Hoàng đế Kazakhstan tổng giám đốc của công ty Cai Nhĩ Hà. Nhưng có một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu đen khiến Diệp Phàm phải chú ý. Người này không giống như tùy tùng của bọn họ, rất có phong độ. Nhưng người ta chưa giới thiệu, Diệp Phàm cũng không hỏi. Khách quý của Phương Đông, Mông Đạt đã nói với tôi về anh hùng của các anh. Tôi thực sự muốn quen biết với anh hùng Hồng Tà của chúng ta. Có thể mời ông ấy biểu diễn một chút, Lý tướng quân nói với vẻ mặt tươi cười. Ha ha, nắm tay không phải dùng để biểu diễn chỉ dùng để chiến đấu thôi. Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch Diệp nói hay lắm, công ty chúng tôi rất muốn sau này được nói chuyện với đại sư Hồng Tà. Hoàng đế trong mầm mít cười nói. Một người mặc trang phục của đàn ông trung niên tiến lên ôm quyền về phía Hồng Tà. Chỉ sợ ông ta không dám đánh. Hồng Tà cười thở dài. Hừ, nếu ông có thể đánh được anh ra. Như người Trung Quốc các ông nói nếu tôi có thêm một chút tiền, $1 triệu, thế nào? Người trung niên mặc áo choàng màu đen kia nói bằng tiếng Anh hừ lạnh. Ít như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Hồng Tà lắc đầu. $3 triệu, tên kia thêm giá. Chương 3590. Thân vương. Được, Hồng Tà nắm tay giơ lên đầu, một lúc sau mọi người ra ngoài thảm cỏ. Lisa không nói nhiều, ôm đầu một quyền phá ra, nhất thời sóng khí xung quanh bị chấn động. Người ở ngoài mấy chục mét cũng có cảm giác bị đẩy ra ngoài. Vẻ mặt của Đức Lý kinh ngạc nhìn Lisa, còn Hoàng đến trong mầm mít thì nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Còn về phần người trung niên mặc áo choàng đen thì vẫn đứng không rên một tiếng, đứng như một cây điện tre vậy. Cút sang một bên, Hồng Tà to con, vung tay lên thình thịch một tiếng chấn càn. Lisa bị Hồng Tà đánh cho một chưởng cả người ngã xuống bùn đất. Hồng Tà vẫn cảm thấy chưa mãn nguyện, một quyền thô bạo đập vỡ cả một cây to cách đó 10 mét. Có những tiếng kêu răng rắc lại vang lên, cây gãy chim bay tán loạn. Đức Lý tướng quân ngơ ngác như hóa đá nhìn cây đại thụ kia đổ xuống còn Hồng Đế trong mầm mít thì há hốc miệng, dụi dụi mắt như là không thể tin được. Còn người trung niên mặc áo choàng đen trừng mắt lên đột nhiên cười nói, hay, khá lắm. Danh bất hư truyền, mang $3 triệu đến.
Một ông lão xách cái túi bên cạnh mở ra lấy tấm chi phiếu 3 triệu đô la Mỹ đến nhìn người kia rồi cung kính nói, thân vương, bây giờ đưa tiền chứ? Đưa đưa, cho dũng sĩ của chúng ta. Người mặc áo choàng đen kia vẻ mặt cười cười lộ rõ uy phong. Diệp Phàm cũng thấy kinh hãi. Vừa rồi mình có nghe nhầm không? Ông già kia gọi ông ta là thân vương. Lẽ nào là nhân vật quan trọng nhất của Ả Rập? Chủ tịch Diệp, chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Người mặc áo choàng đen tươi cười làm chủ tình thế. Diệp Phàm cũng không kiêu ngạo mà gật đầu. Mấy người vào phòng ngồi xuống. Còn vẻ mặt của Hồng Tà thì thanh cao nhận lấy tờ chi phiếu. Ông ta còn dùng thuật truyền âm mật rong dài với Diệp Phàm một câu, kiếm tiền bên ngoài, có được nhận không? Ha ha, ông đánh cược, nhưng tiếc là vừa rồi cược ít quá. 10 triệu đô la Mỹ có lẽ là tên áo choàng cũng đưa. Nhưng, thê Lisa kia thì không đơn giản, có võ công bát đẳng. Diệp Phàm nói, chủ tịch Diệp, tôi hân hạnh giới thiệu với anh một chút. Vị này chính là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cai nhĩ. Hoàng tử Than Đôn đến từ vương thất Ả Rập. Mohammed giới thiệu, quả nhiên là một thân vương, xem ra, con cá lớn đến rồi. Diệp Phàm mừng thầm ngoài miệng thì lạnh nhạt nắm tay với Hoàng tử Than Đôn. Một thằng nhãi có phong độ của một đại sư. Chủ tịch Diệp, có cho chúng tôi mượn Hồng Tà đại sư một chút không mầm mít nói. Ha ha, vì sao các ông lại mượn ông ấy? Diệp Phàm cười nói. Ồ, chúng tôi mời ông ấy cùng chúng tôi đến Địa Mông để cứu những công nhân bị bắt cóc. Đương nhiên. Chúng tôi sẽ trả tiền thù lao, 300.000 đô la Mỹ, à không 500.000 đô la Mỹ, thế nào? Mầm mít nói, trả nhiều tiền như vậy chỉ để cứu công nhân thôi sao? Thế giới này có một công ty nhân từ vậy sao? Trong lòng Diệp Phàm đang suy nghĩ đến một vấn đề lớn, miệng hắn cũng không ngại nói ra. Không, không, chủ tịch Mầm mít ông không nói thật cho chúng tôi biết. Chủ tịch Diệp nói như vậy là có ý gì, xin hãy giải thích rõ. Mầm mít sửng sốt. Rất đơn giản, các chắn trong số những người bắt cóc có nhân vật quan trọng của các ông. Các ông chi ra 5 triệu đô la Mỹ chủ yếu là vì muốn cứu người kia. Tôi muốn biết các ông cứu ai, nếu không làm rõ đến lúc xảy ra tình huống gì thì phiền rồi. Đến lúc cứu các nhân viên ra mà nhân vật quan trọng của các ông bị xem nhẹ thì tổn thất lại là các ông. Hơn nữa, hợp tác mà, quan trọng là thành tâm đúng không? Không thành tâm thì sao có thể dám cùng đi cứu người được? Diệp Phàm nói. Ồ, chuyện này, Mầm Mít vẫn luôn nhìn Hoàng tử Than Đôn để nắm được chủ ý. Cậu ấy là con trai của ta Sa Ba, nhưng người của Địa Mông không biết, vốn dĩ chúng tôi giữ bí mật chuyện này cho nên mời riêng bộ đội đặc chủng Tà Tháo xuất mã. Không ngờ họ cũng chỉ là một đám ngu xuẩn, người thì không cứu được chết mất một nửa. Nếu chủ tịch Diệp cũng có người bị bắt cóc, tôi nghĩ có khả năng là do Địa Mông làm. Chỉ bằng chúng ta cùng hợp tác, nếu không phải bọn chúng bắt cóc. Chúng tôi sẽ mời các anh ra tay, thế nào? Còn về phần tiền thù lao có thể thêm, 10 triệu đô la Mỹ thế nào? Hoàng tử Than Đôn nói với vẻ mặt u buồn. Hồng Tà, ông xem đi. Diệp Phàm hỏi, hắn dùng thuật truyền âm mật để nói đến giá cả. 10 triệu, Địa Mông là nơi khá nguy hiểm. Bộ đội đặc chủng cũng không thể bố trí. Còn quân chính phủ cũng nhiều lần bao vây nhưng không có cách nào tiêu diệt được. Chuyện này khá phiền đây. Hồng Tà cố tình sờ cằm do dự. Thêm 10 triệu nữa. Hoàng tử Than Đôn nói. Tôi thấy 20 triệu cũng được rồi. Nếu thân vương đã coi trọng ông như vậy, chúng ta kết giao bằng hữu đi. Diệp Phàm giảng hòa. Sau khi xem qua tài liệu về khu Địa Mông, ba bên đều giải tán, quyết định sáng hôm sau xuất phát. Bộ đội đặc chủng Tà Tháp khá nổi tiếng, sao lại thảm vậy chứ? Sau khi thân vương đi rồi Diệp Phàm triệu tập người của mình vào phòng hỏi Bao Nghị. Ừ. Danh tiếng của Tà Tháp cũng giống như tổ A của chúng ta. Chỉ có điều quy mô của họ không lớn lắm, không thể có cao thủ. Xem ra, chắc chắn là tổ chức Địa Mông có cao thủ. Nếu không quân chính phủ bao vây nhiều lần cũng không đến mức không diệt trừ nổi. Trương Hùng nói, chúng ta sợ gì, y có cao thủ chúng ta cũng không phải hạng xoàng. Hồng Tà hừ lạnh nói, 2 giờ chiều hôm sau cuối cùng cũng đến địa bàn Địa Mông. Thiết tá Meng Dalit dẫn theo 50 người. Còn bên cạnh Thái tử Than Đôn có 2 người, một là Lisa, còn người kia tên là Alat. 2 người đều là cận vệ của Thái tử Than Đôn, Lis khoảng bát đăng nhưng khả năng của Alat thì đám người Diệp Phàm cũng không rõ. Nhưng chắc chắn là anh ta chưa đạt đến tiên thiên, nếu như anh ta có tiên thiên thì sẽ tự đi chứ làm gì còn phải mướn Hồng Tà. Phía trước chính là khu Địa Mông, các anh xem ngoài những đường sông chi chít cây cối như sao trời.
bên trong rất phức tạp, nếu nhìn xa còn không rõ phương hướng. Thiếu tá Mông Đạt cầm kính viễn vọng vừa nhìn vừa nói. Diệp Phàm cũng đang nhìn bằng kính viễn vọng, toàn bộ địa hình còn bao phủ một lớp sương mù, đến gần hẳn là càng dày hơn. Đây là ngươi mà người của địa Mông ẩn nấp. Địa hình lớn như vậy đừng nói là mấy trăm người chứ cả vạn người vào đó cũng có thể bị nuốt chừng. Hang ổ của địa Mông có một phạm vi nhất định nào không? Ví dụ như, vùng trung tâm ở phía đông, tây hoặc ở giữa. Diệp Phàm hỏi. Không có, nếu như có một phạm vi cụ thể thì chúng tôi tập trung binh lực đã có thể diệt được bọn họ. Tôi cho rằng có lẽ lúc này chúng đã thay đổi trụ sở chính. Không bao giờ có một địa bàn cố định, thiếu tá Mông Đạt nói. Diệp Phàm, cậu xem, tôi luôn có một phám giác vùng này rất lạ. Lúc này Trương Hùng nói. Nói xem, là ở chỗ nào? Diệp Phàm hỏi. Tôi muốn cảm thấy địa bàn này chỗ nào cũng thần bí từ phía sườn nó giống như một giá chữ thập mày đen. Trương Hùng nói. Giá chữ thập, không thể nào. Anh xem, nhiều sông và cây cối như vậy, sao lại giống một giá chữ thập được? Diệp Phàm sửng sốt nói. Giống thật, cậu xem. Hai bên kéo dài có phải là hai đường ngang không? Đương nhiên đường ngang này cũng chỉ tương đối. Còn dựng thăng lên cũng hợp. Hơn nữa, tôi có cảm giác giữa giá chữ thập này còn giống như một cái vòng kỳ lạ. Nếu như tưởng tượng vùng giữa của giá chữ thập kia, nếu lấy cùng trung tâm vẽ thành một vòng tròn nhìn xem. Có phải xung quanh hình tròn đó tất cả cây cối đều tạp thành màu tím không? Đương nhiên, giá chữ thập này nhìn giống như mọt cây thánh giá. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy nó là một giá chữ thập màu đen. Tuy cây cối màu xanh, nhưng những bóng vờn quanh toàn bộ mặt bằng kia thì lại là màu đen. Trương Hùng gật đầu. Diệp Phàm nhìn ra, nhất thời trong đầu hắn nổ oành một tiếng. Dưới ưng nhãn mơ hồ hiện lên một giá chữ thập, đôi mắt ưng quét lên địa hình. Chúng ta ngồi trực thăng bay một vòng nhìn xem, Diệp Phàm nói, dẫn theo Trương Hùng, Thiên Đao và đám người Hồng Tà lên trực thăng. Hoàng tử Than Đôn cũng có một chiếc máy bay dân dụng cùng đi. Đây là máy bay riêng của Thái tử Thanh Đồ, nhìn từ trên không trung cuống, thấy rõ hơn nhiều, tầm mắt cũng được mở rộng không ít. Diệp Phàm chỉ huy trực thăng đến giữ vòng tròn, dừng lại ở vùng trung tâm. Đột nhiên, một đường kỳ lạ xuất hiện làm cho chiếc trực thăng lệch phương hướng lao xuống dưới. Không được tôi, gặp dòng khí cấp tốc, không điều khiển được trực thăng, chuẩn bị nhảy dù. Phi công kêu lên mở khoang cửa. Trương Hùng nhanh chân đẩy phi công ra tự điều khiển bánh lái. Nhưng càng ngàng càng run lên ghê gớm, trực thăng như cuồng PSNG kêu lên những tiếng răng rắc. Một tiếng răng rắc giòn tan. Trương Hùng thất sắc, vì nắm cáu chặt, thao tác rõ ràng là tự mình bẻ gãy. Không khống chế được trực thăng, nhảy. Diệp Phàm kêu lên. Lúc này trực thăng còn cách mặt đất khoảng 400.500 mét. Với khả năng của Diệp Phàm hắn nhảy tiếp đất cũng có thể được an toàn. Nhưng có thể mọi người ứng phó bằng cách nhảy dù, một đám người bay ra ngoài. Còn trực thăng thì kêu răng rắc bắt đầu gãy. Diệp Phàm phát hiện, trực thăng xoáy rất lạ như là một khúc gỗ lao xuống. Một sự khảo nghiệm cực lớn trên đầu mọi người, dù sao thì tụ khí xoáy kia chuyển sang nhảy dù cũng run lên két két. Một lúc sau... Hai người hét lên thảm thiết dù vị rách để cho họ tự rơi xuống. Lúc này Diệp Phàm cũng cứu họ không kịp. Hắn bay ra, Thiết Thằng kêu lên, tất cả nắm chặt dây thừng chúng ta cùng nhau nhảy xuống. Thiết Thằng ở trong luồng khí của Diệp Phàm được mấy chục mét. Thiên Đao và Diệp Phàm cùng xé một đầu. Hồng Tà ở giữa, những người khác đều nắm chặt dây thiên thiết. Khí xoay tròn đột nhiên không thấy nữa. Dây thiên thiết run lên, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng... Gần 2 giây sau sóng khí đã tới, dây thiên thiết mang theo cả đám Diệp Phàm xoay tròn trên không trung. Chương 3591, tập thể mộ táng. Vòng tròn kia càng ngày càng chuyển động nhanh, dù của đám người Trương Hùng Bao Nghị đã bị xé rách, ngay sau đó dù của mọi người cũng bị xé rách. Diệp Phàm bảo mọi người cắt đứt dù đi, ba người là hắn và Thiên Đao, Hồng Tà đang dùng sức xoay quanh dây thiên thiết. Bao Nghị và Trương Hùng, Lisa sớm đã mơ hồ. Diệp Phàm rõ ràng đã lệnh cho bọn họ dùng dây thừng buộc thật chặt vào người dây thiên thiết rồi. Ba người kiên trì xoay tròn chiến đấu. Chiều ngang như vậy thì diện tích quá lớn, thay đổi chiều thẳng đứng là nhỏ ngay. Tôi đứng ở bên dưới Thiên Đao đứng ở chỗ cao nhất, chúng ta cùng nhau hợp sức. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì thế hét lớn lên. Tóm ở dưới rơi ở dưới, nhưng Thiên Đao lại ra sức đi lên trên. Lần này thật đúng là có hiệu quả rồi. Dựng thẳng dây thiên thiết lên lập tức hệ số nhỏ đi rất nhiều. Mặc dù vòng xoáy vẫn còn đang thổi mạnh,
nhưng dây thiên thiết đã bị xoay tròn rơi xuống rất nhanh. Cuối cùng rơi trên ngọn cây cổ thụ, ba người Diệp Phàm Thiên Đao và Hồng Tà mệt đến nỗi phải đứng dựa vào thân cây rất lâu cũng chưa thấy có động tĩnh gì. Nhưng bọn họ sớm đã bị hôn mê rồi. Ôi mẹ nó, khối không khí gì mà lại lợi hại thế, thiếu chút nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ của ta rồi. Hồng Tà không nhịn nổi mắng. Khí này rất lạ, Thiên Đao nói. Ngay sau đó Diệp Phàm nói chuyện cây thánh giá màu đen, Thiên Đao và Hồng Tà ngây người ra vài giây. Chẳng lẽ có mối quan hệ với cây thánh giá sao? Hồng Tà hỏi. Nơi này phải có đến 100 cái mộ hình tam giác, chẳng lẽ có hiệu quả giống như bên kia? Thiên Đao nói. Nghe nói trực thăng to lớn thường xuyên bị mất tích. Hồng Tà nói, ba người nghỉ ngơi một lúc mới tỉnh. Kiểm tra có bị thương một chút, nhưng mạng vẫn còn giữ được, đây gọi là trong cái rủi có cái may. Sau khi nghe chuyện cây thánh giá màu đen mọi người vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Nghỉ một tối, cũng không có ai tới quấy rầy bọn họ. 6 giờ sáng ngày hôm sau bắt đầu hành động. Sau khi xác định phạm vi tìm kiếm bọn họ bắt đầu đi. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm có thể nhìn thấy trong phạm vi mấy trăm mét, toàn bộ cây cối bao la ở đây khiến cho người ta cảm thấy không khí kỳ quái. Ước chừng đi được 500 mét thì Diệp Phàm dừng lại. Hình như phía trước có một ngôi mộ, Diệp Phàm nói cho mọi người. Giống như chôn người vậy, hơn nữa, mỗi một ngôi mộ đều có một đống đất hình vuông, rộng cũng phải 3-40 mét ý. Đoán chừng có 10 ngôi mộ, trên mỗi một ngôi mộ đều cắm một cây thánh giá. Thiên Đao quan sát một chút nói. Cậu xem này, trên mặt cây thánh giá đều có khắc một người, chẳng lẽ chính là pho tượng của chủ nhân sao? Diệp Phàm nói. Cây thánh giá cao 3 mét, tượng gần giống so với người thật. Ngôi mộ này hình như có từ lâu rồi, anh nhìn xem, cây thánh giá trên tảng đá này đã bị mọc đầy rêu rồi nè. Trên tảng đá cũng có nhiều vết loang lổ, có vẻ như là mấy trăm năm thậm chí là lâu hơn nữa. Trương Hùng nói nhỏ. Tình hình này có chút kỳ lạ. Các anh nhìn xem. Ngôi mộ mấy trăm năm này thậm chí cũng không có người đến dọn. Nhưng anh nhìn xem, cỏ mọc trên mộ cũng không dài, cao nhất cũng chỉ nửa mét. Chẳng lẽ có người thường xuyên đến dọn mộ sao? Chắc chắn là không thể như thế được, làm gì có ai đến đây mà dọn chứ? Ba Ho Nghị nói. Chỗ mộ này chính là nơi an nghỉ của tổ tiên vận động địa mông sao? Lisa nói. Không thể như thế được, vận động địa mông ước chừng cũng chỉ có mấy chục năm. Những ngôi mộ ở đây ít ra cũng hơn 200 năm rồi. Trương Hùng nhìn lắc lắc đầu. Hình như không có ngôi mộ mới nào. Bao Nghị gật gật đầu. Có lẽ khu nghĩa địa này là của một bộ lạc người châu Phi cổ đại cũng nên. Hồng Tà nói. Nói có lý, hơn nữa, người sau khi chết còn bị đâm trên cây thánh giá. Việc này thì có ý nghĩa gì chứ, thật khiến người ta khó hiểu. Diệp Phàm nói. Nghĩa địa này có phải bị trừng phạt hay không? Thiên Đao nói. Nghĩa địa bị trừng phạt, có ý gì? Bao Nghị hỏi. Nói cách khác, ví dụ như, bộ lạc người da đen nào đó phạm vào tội quan trọng sẽ bị tập trung ở đây hỏa táng. Nơi này thật sự là địa ngục trừng phạt rồi. Đương nhiên, bây giờ mới tin tưởng Thượng Đế. Thiên Đao nói. Nếu không đào một ngôi lên xem sao, chúng ta nghiên cứu một chút, có lẽ cây thánh giá màu đen này cũng có liên quan đến nghĩa địa này. Anh nhìn xem, đá để làm nên cây thánh giá này gần giống với đá hoa cương màu đen. Lisa hỏi. Đầu tiên đừng có làm gì, chúng ta đi một vòng rồi hãy nói. Diệp Phàm khoát tay áo, mọi người bắt đầu đi vòng quanh hai bên của nghĩa địa. Sau đó mọi người đều ngây người ra, ngốc nghếch nhìn phía trước. Michael à, sao bốn phía đều là nghĩa địa vậy, đoán chừng nơi này có không dưới 100 ngôi. Lisa sợ hãi than. Diệp Phàm nhìn thấy, nghĩa địa chia thành 4 khu, mỗi hướng một mảnh có gần 20 ngôi mộ. Ở giữa 4 khu nghĩa địa này có một ngôi mộ rất to, khiến người ta có cảm giác âm u. Mảnh đất trung tâm này cũng cắm một cây thánh giá rất to. Cây thánh giá này cao tới 20-30 mét, cũng không dài lắm, bên trên có những ký hiệu bị che kín rất thần bí. Hơn nữa, trên cây thánh giá cũng chạm một người mặc đồ đen. Tượng này gần giống với người thật. Hơn nữa, người này còn đeo một cái mặt nạ màu đỏ. Mọi người ngơ ngác nhìn cây thánh giá này. Ai biết được ký hiệu trên này? Diệp Phàm hỏi. Lời nguyền của thần đúng lúc này Thiên Đao nhẹ nhàng nói. Anh biết sao? Diệp Phàm hỏi. Hình như là như thế, sư phụ của tôi trước đây có nói ông ấy cũng từng nhìn thấy loại ký hiệu này rồi. Đương nhiên, ông ấy cũng nói ra suy nghĩ, nghe nói giống với thần chú xác ướp. Thiên Đao nói. Thần chú xác ướp,
nghe nói có từ những năm 1923 đến 1930, 22 người nước Anh bị chết được đưa lên báo khiến người ta khiếp sợ, bọn họ đều chết vì cộng đồng thần chú xác ướp. Ông ấy là Guy Tuất Hebert, năm 1914 ông ấy đã đào bới và tìm được quốc vương cốc. Tháng 11 năm 1922, ông ta đưa 30 chuyên gia và tùy tùng vào bên trong cốc và phát hiện ra, có điều gì đó kỳ diệu, pho tượng bằng vàng, động vật và xác ướp, điều đó đã trở thành phát hiện quan trọng nhất của lịch sử cổ đại. Nhưng sau 4 tháng quan sát điều kỳ diệu, huân tước Canafeng lại bị bệnh ở Cairo, không rõ nguyên nhân bệnh, có bác sĩ nói là bị con muỗi chích vào má trái nên đã bị nhiễm bệnh. Đến ngày 5 tháng 4, tạp chí kia đưa tin, kết thúc rồi, tôi đã nghe thấy lệnh triệu về, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đi đời nhà ma. Ông ấy chết đúng lúc có hai chuyện kỳ lạ xảy ra, toàn thành phố Cairo đột nhiên bị cắt điện, ở quê hương của huân tước, con chó cưng của huân tước cũng bị chết vào lúc đó. Trương Hùng nói, mọi người vừa nghe liền có cảm giác ngứa ngáy ra đầu. Hay là mọi người bị lời nguyền gì gì đó rủa rồi. Bao Nghị khụt khịt, cảm giác lạnh cả người. Chẳng lẽ người treo trên cây thánh giá này chính là thần hắc ám mà nhân dân ở đây thờ phụng sao? Sa Thiên hỏi. Đúng rồi, theo truyền thuyết thần hắc ám có cái tai rất lớn, giống như tai heo vậy. Các anh xem, tai của pho tượng này không phải rất to hay sao? Tuy đeo mặt nạ, nhưng cái tai to vẫn lộ ra bên ngoài. Diệp Phàm nói. Ông ta chính là thần hắc ám sao? Bao Nghị hỏi. Sự trừng phạt của thần hắc ám chính là khiến người ta trở thành người hoạt tử. Chẳng lẽ tất cả người ở nghĩa địa này đều là người hoạt tử hay sao? Trương Hùng nói. Nấp đi, đột nhiên Diệp Phàm kêu lên, mọi người cũng lo lắng, lập tức phi đến chỗ mai phục ở nghĩa địa. Có tiếng bước chân, sau đó Diệp Phàm nhìn thấy một đội người đi đến, có mấy chục người, đi đầu là một tên đeo mặt nạ màu đỏ. Hơn nữa, trước ngực còn đeo một cây thánh giá màu đen. Bốn tên đi phía sau cũng như thế, nhìn từ đằng sau thì rõ ràng bốn người này đều là người da đen. Cũng không đeo mặt nạ bảo hộ, nhưng trước ngực cũng có đeo cây thánh giá màu đen. Có cả một đội quân đi theo sau những người này. Đúng rồi, chính là những người bị trói. Bên trong còn có mấy người, đoán chừng chính là người của công ty Cái Nhĩ Hà. Không thể tin được bọn họ lại bị trói đưa đến nơi này. Cung Chí Quân nắm tay Diệp Phàm nói, Diệp Phàm truyền âm thanh cho mọi người. Sau đó Cung Chí Quân nói cho Diệp Phàm. Người thanh niên có móc cái khóa màu đen trên mũi trong đám người kia chính là con trai Tát Bạc Lạp của thân vương Tát Đa Nhĩ, đám người này còn mang theo mười mấy con heo sống nữa. Người đeo mặt nạ vung tay lên, đám người dừng lại chỗ cây thánh giá to đấy. Toàn bộ mười mấy người bị bắt cóc bị bắt quỳ xuống trước cây thánh giá. Mười mấy cái đầu heo để trước cây thánh giá, người đeo mặt nạ quỳ hai gối xuống, miệng lẩm bẩm, sau đó nói, thần linh, hôm nay chúng con đưa đến cho ngài mười mấy người đây, xin mời ngài dùng. Người đeo mặt nạ nói xong, mười mấy người cầm dao giết heo. Tiếng kêu của heo thảm thiết, máu tươi văng ra khắp nơi. Nhưng, máu tươi bị văng ra cũng không rơi xuống đất, cây thánh giá trong tay người đeo mặt nạ động đậy, miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú quái quỷ. Máu heo này tự nhiên xoay vòng tròn trên không trung, sau đó người đeo mặt nạ vung cây thánh giá lên, tất cả máu heo đều bay về hướng người đeo mặt nạ cầm cây thánh giá. Tất cả máu heo đều rơi về phía người đeo mặt nạ màu đỏ đó. Máu của mười mấy con heo ấy khá nhiều. Sau đó mặt có phản ứng, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, cái mặt nạ này càng ngày càng đỏ, màu đỏ của máu heo dần dần biến thành màu đen, không nhìn thấy màu đỏ tím nữa, màu đen tỏa sáng. Hai con mắt chiếc mặt nạ giống như còn sống vậy đang chậm rãi mở cơ thể ra. Thần hắc nhìn thấy cảnh này, những tên vận động địa mông như những tên điên cuồng, đặc biệt là những tên có đeo cây thánh giá trước ngực. Hôm nay, chúng ta dùng máu tươi để trừng phạt những người đã xúc phạm thần hắc ám, xin thần lượng thứ. Tên đeo mặt nạ đỏ kia gào thét, cây thánh giá rung rung trên không. Răng rắc một tiếng, một con tin bị chặt đầu, đầu quay vài cái, hai người Lisa và Alad vừa nhìn thấy đã muốn cứu người rồi, bởi vì bọn họ sợ con trai của thân vương cũng bị chặt đầu thì phiền phức rồi. Chương 3592, một con chó. Nhưng bị Diệp Phàm và Thiên Đao giữ chặt người lại không cho động đậy. Hai người này phẫn nộ nhìn Diệp Phàm và Thiên Đao. Đừng nhúc nhích, chờ một chút, chúng ta muốn thấy phản ứng của thần hắc ám. Yên tâm, nếu bọn họ có chặt đầu con của thân vương thì chúng ta sẽ ra tay. Diệp Phàm an ủi. Toàn bộ đám người kia quỳ xuống, trong khoảng thời gian ngắn, niệm ngữ vang lên, giống như loại niệm kinh mà hòa thượng Ti Kiêu học. Diệp Phàm phát hiện, cặp mắt sau chiếc mặt nạ đỏ kia giật giật,
một đám sương mù màu đen hiện ra, cái đầu chảy máu đầm đìa tự nhiên chậm rãi bay thẳng đến chỗ chiếc mặt nạ. Chiếp chiếp chiếp. Một loạt tiếng chiếp vang lên, những ngôi mộ quanh đây đều chấn động. Chiếc đầu tới chỗ mặt nạ, sau đó miệng của mặt nạ mở ra. Chất lỏng màu đen ấy trực tiếp đánh lên đầu, máu đỏ tươi trên đầu có vài giây ngắn ngủi rồi lại chuyển màu đen, không giống như phẩm màu đen, mà là chiếc đầu người chuyển sang màu đen. Trong đầu chợt lóe lên, toàn bộ cây thánh giá tự nhiên lại bay lên cao. Lúc sau sương mù màu đen biến mất khỏi cái bệ, đám người Diệp Phàm khiếp sợ phát hiện, dưới lớp bùn cây thánh giá hiện lên lại chính là hình dáng của con chó đen. Màu đen vốn có trở nên sáng hẳn lên, có thể thấy được bộ lông. Có vẻ hung tàn dữ dằn, nhìn qua cũng biết. Hơn nữa con chó đen này rất giống với những con chó bình thường, hai mắt nó mở to lướt nhìn những người đang quỳ, nhất thời có cảm giác điên cuồng ập tới, Diệp Phàm cũng cảm giác như trong lòng đột nhiên có biến đổi vậy. Con chó đen há cái miệng ra nuốt cái đầu, nhoáng một cái nó đã nuốt hết vào miệng rồi. Phía dưới, chúng tôi dùng máu tươi của người phương Đông để cúng cho ngài mong ngài bớt giận. Bởi vì trạm phát điện của bọn chúng đã chọc giận thần hắc ám của chúng ta. Nơi này là địa bàn của thần hắc ám, không cho phép bất cứ kẻ nào thay đổi con sông này, mà người xa đặc xếp lại đến khai thác đá, lấy đầu của bọn họ làm vật tế. Tên đeo mặt nạ đứng trước đám người đó hô to, tay lại dâng cây thánh giá lên. Tấn công, cứu người, nhìn thấy người thứ hai bị chặt đầu tự nhiên nhân viên của tập đoàn Hoành Không, Diệp Phàm sao có thể để cho họ làm điều sằng bậy được, ra lệnh một tiếng, dây thiên thiết sớm đã chặn trước mặt mấy người ấy rồi. Mấy người phân công phụ trách, một người lo mấy người. Đối phương còn không kịp phản ứng gì thì đám người Diệp Phàm đã kéo những con tin kia về chỗ quanh ngôi mộ gần hắn. Thiên đao ra một đao, bay mất đầu một tên đang cầm cây thánh giá, máu tươi phun ra, dây thiên thiết lại đánh, bang một tiếng, một tên cầm cây thánh giá khác bị chém thành hai phần. Nổ súng bắn, tên đeo mặt nạ đỏ kêu lên. Nhưng tốc độ của đám người Diệp Phàm rất nhanh, sớm đã làm vỡ cây súng trong tay bọn họ rồi. Âm thanh vang long trời, lựu đạn nổ tung, lòng bàn chân bay vút lên cao, trong lúc bạo loạn người của vận động địa mông chết hơn một nửa. Hiện trường ngập những máu tươi của cổ tay mũi khiến người ta thấy bi ai. Diệp Phàm phát hiện trong máu, tên cầm đầu đang xoay tròn để ép cây thánh giá xuống dưới. Đi đâu, dây thiên thiết kéo lại, lấy cây thánh giá, Diệp Phàm muốn bỏ cây thánh giá ấy ra. Ngón tay của tên đeo mặt nạ bắn ra, một vệt khí màu đen bắn lên trên cây thánh giá. Sau đó cây thánh giá ấy bị Diệp Phàm bắn. Người anh em, so sánh nội lực với lão ta đây, đến đây nào. Trong lòng Diệp Phàm sớm đã ép nội khí ra rồi. Nhưng tên kia còn lẩm bẩm, hình ảnh một cây thánh giá hiện ra từ trong miệng đến chỗ trước mặt cây thánh giá kia. Cây thánh giá màu đen loạng choạng trên không trung, đôi mắt đen lóe sáng, Diệp Phàm lại ném một quả lựu đạn nữa ra. Nhưng điều khiến cho Diệp Phàm khiếp sợ chính là ảo ảnh cây thánh giá trong cái miệng đen kia sau khi va vào lựu đạn sẽ nổ tung. Giống như lựu đạn bị ngăn uy lực vậy, một tiếng nổ vang, giống như thủy lôi vậy, chỉ có một ít khí bay ra thôi. Cũng không thể làm tổn hại đến tên kia được. Xem ra ảo ảnh của cây thánh giá rất có uy lực. Bang! Tên đeo mặt nạ kêu lên một tiếng đau đớn, miệng y phun ra một đống máu, người này đột nhiên hung tợn, cây thánh giá ở trên không trung bị y ném lên như viên đạn đánh lén về phía Bao Nghị. Nhưng dây thiên thiết cũng nhanh, đã kéo được Bao Nghị đến trước mặt anh ta. Tên đeo mặt nạ màu đỏ quơ 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 cơ thể đang phun ra đầy máu rồi ngã xuống đất. Bang bang bang. Diệp Phàm kết hợp với dây thiên thiết và thiên đao, trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ mấy chục tên của vận động địa mông đều bị đánh hoặc chết ở dưới đất. Không còn một ai sống sót. Cuối cùng cũng giải quyết xong, mệt chết ta mất thôi. Hồng Tà mệt đến nỗi đặt phịch mông xuống đất. Vẫn phải nhanh chóng rời khỏi đây, ta thấy nơi này rất kỳ lạ, không thể ở lại lâu được. Thiên đao nói. Nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ rồi hãy đi, Diệp Phàm nói. Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng đúng lúc này, chất lỏng màu đen được phun ra từ miệng của con chó đen kia giống như một trận mưa phùn ra chỗ có những tử thi kia. A, à, thi thể của Salet Saladak ở gần nhất, một đống chất lỏng màu đen đang tưới hết lên người anh ta, người này quay cuồng kêu thảm thiết, máu không ngừng chảy trên người. Con chó đen hút hết chỗ máu đấy, lại thay đổi đánh vào người anh ta, âm thanh khiến da đầu người ta run lên. Lisa muốn xông lên bắt y nhưng đã bị thiên đao kéo lại. Trong vòng mấy chục giây ngắn ngủi ấy, đột nhiên không thấy Alad đâu nữa, sau đó mọi người đứng dậy, đôi mắt ác độc ấy liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Chém một đao đi. Bao Nghị cầm đao loảng xoảng một tiếng,
Bao Nghị vung đao bay về phía A-Lát, thiên đao một đao chặt đứt người A-Lát. Răng rắc một tiếng, chặt một mảng lớn thịt trên đùi của A-Lát, nhưng điều khiến người ta phát hoảng chính là miếng thịt bị chặt có màu đen, hơn nữa cũng không có máu tươi chảy ra. Hơn nữa A-Lát giống như không đau tiếp tục đi về phía Bao Nghị. A-Lát, anh định làm gì, người một nhà mà? Lisa hét lên, nhưng A-Lát đột nhiên chuyển về phía Lisa, Diệp Phàm ngăn Lisa lại, kêu lên, vô dụng thôi, anh ta đã chết rồi. Sao có thể như thế chứ, anh ta vẫn còn thở mà sao có thể chết được? Lisa hét lên, thở, anh thấy có người như thế sao? Thịt bị chặt cũng không có máu chảy, người giống như không đau mà vẫn tấn công được à? Chẳng lẽ anh ta chính là người hoạt tử bị lời nguyền của thần Hắc Ám nguyền rủa rồi? Trương Hùng hừ nói. Đăng. Màn xương dày đặc màu đen bay ra, sau đó có một người đi ra từ đám xương ấy. Sao lại thế này, tất cả đều sống. Lời nói của Bao Nghị run lên. Bởi vì, tất cả những người của vận động địa mông bị đám người Diệp Phàm giết lại đứng lên, trong tay còn cầm súng tre, tảng đá ở dưới đất, còn giơ ngón tay giống như ám hiệu phức tạp không có âm thanh chỉ hướng Diệp Phàm mà đánh vậy. Có vài tên chỉ còn chân cũng đi theo tấn công, hai tay bị đứt cũng không có máu tươi chảy ra. Quân đội người hoạt tử, bị đánh cũng không đau, chúng ta nhanh chạy thôi. Thiên Đao nói. Rút lui, tôi và Thiên Đao cản phía sau. Diệp Phàm kêu lên, Bao Nghị và Sa Thiên ôm mấy người nhanh chóng chạy ra bên ngoài ngôi mộ. Một thùng nước màu đen rơi từ trên trời xuống, ngay sau đó con đường đi tứ phía của ngôi mộ đều bị tắc. Giống như là ngôi mộ này bị hắc phụ lấy màu đen phong giới rồi, bức tường đen cũng sâu tới hơn 1 mét rồi. Lisa chạy nhanh nhất về phía trước, kết quả là vừa chạm vào bức tường đen ấy kêu đau một tiếng lùi lại. Hơn nữa còn có đứa con trai của thân vương nằm trên mặt đất, Lisa lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại được. Không sao chứ Lisa, Diệp Phàm bước tới trước mặt anh ta hỏi. Tiêu rồi, Lisa đau khổ chỉ nhìn chân của mình. Diệp Phàm ngồi xuống nhìn. Liền có cảm giác dựng tóc gáy. Bởi vì hai chân của Lisa giống như than củi đen thui vậy, nhưng kỳ lạ là Lisa tự nhiên còn có thể đứng dậy được. Tên đó dậm chân, một lát sau một mảng da như khoai lang nướng chín rơi xuống đất, lộ thịt đỏ tươi bên trong da. Giống như đột nhiên bị nóng ở nhiệt độ cao, trong nháy mắt đã bị nướng, nhưng bên trong không bị thương. Bức tường đen này thật lợi hại. Thiên Đao thở dài, nhưng, phía sau còn có một đám người hoạt tử xông lên. Đặc biệt là tên đeo mặt nạ màu đỏ xông lên trước nhất, còn cầm cây thánh giá chỉ về phía Diệp Phàm. Lần này không chỉ một người cầm cây thánh giá mà tất cả đều cầm cây thánh giá cùng nhau xông lên. Đi chết đi, Diệp Phàm đá một cước, một luồng khí từ dưới lòng bàn chân tạo thành một trụ khí màu trắng bay ra. Bang bang bang, Diệp Phàm phải lùi lại 3 bước mới có thể đứng vững được, tên kia giống như tiếp thêm năng lượng vậy. Hơn nữa, tất cả đều là bức tường bọn chúng liều mình đánh mà không sợ chết gì. Tên kia quơ quơ hung hãn xông lên, ra vẻ muốn đánh một trận với Diệp Phàm. Đi chết đi, con mẹ nó, Diệp Phàm tức giận rồi, dây thiên thiết đánh trên không trung, ngay sau đó có một thùng nước nhô ra từ cái khe dưới lòng đất. Tên kia sau khi trở thành người hoạt tử cơ thể mạnh lên rất nhiều, khí lực cũng lớn, nhưng về phương diện phản ứng vẫn còn rất chậm. Không đỡ được một cước chân liền bị đá bay vào khe nước. Diệp Phàm tung một chưởng lên đầu tên này, nửa thân của tên này bị bay xuống mộ. Diệp Phàm giơ chân lên có thể đạp được 10 cái chân, giống như đóng cọc vậy, dưới trọng lực bị đè ép vậy. Sau đó, Diệp Phàm đạp lên đầu tên giơ cây thánh giá. Ta đoán, ngươi là cháu trai bất tử, Diệp Phàm rất oai hùng, lại điên cuồng đá 7-8 phát, cho đến khi cả người và cây thánh giá của thằng kia bay vào trong bùn đất mới thôi. Chương 3593, đánh không chết. Diệp Phàm tiện tay ném tên kia xuống chỗ bùn đá, nhưng một tiếng vang lớn, đất cát bay lên, nửa người của tên kia ở trong bùn đang dần dần đứng lên, tay rất nhanh đã ôm lấy một chân Diệp Phàm rồi. Đánh không chết, trong lòng Diệp Phàm tự nhiên nổi khùng lên. Lấy diệt hồn thương ra bắn vào đầu tên kia, bắn mấy chục viên, cho đến khi đầu tên kia thành miếng thịt màu đen mới thôi. Cuối cùng tên này cũng chết, thi thể đã mất đầu còn run lên một chút, hại Diệp Phàm vẫn còn lo lắng một chút. Sau đó lại phát hiện ra không có động đậy gì. Đối phó với loại người hoạt tử này phải chém vỡ mới được, bằng không chúng lại hồi lại đánh chúng ta. Diệp Phàm kêu lên, thật ra mọi người sớm đã cảm thấy thế rồi. Cho nên, cơ thể cản bản không bị thương, bởi vì anh dùng đạn bắn cũng chỉ có thể bắn được 1 viên, mà loại người hoạt tử này vẫn không chết. Lúc đánh nhau,
ba người Xét Xa Đặc không có cách gì giết chết người hoạt tử, nhưng không lâu sau đó lại biến thành người hoạt tử tham gia vào trận đấu. Thiên đao giơ đao lên điên cuồng chém, Diệp Phàm thấy, khí đen trên con chó kia đoán chừng chính là dinh dưỡng mà bọn hoạt tử tiến công. Diệp Phàm giật lại đao thiên loan, bắn, trong nháy mắt đã đến chỗ trước mặt con chó đen kia. Trong ánh mắt con chó đen đột nhiên bắn ra một tia khí đen vào diệt hồn thương, âm thanh vang lên, diệt hồn thương rơi xuống đất. Diệp Phàm liều mình mới lấy lại được diệt hồn thương, nhưng phát hiện diệt hồn thương có một khe hở. Hơn nữa, còn một chút chất lỏng màu đen bám vào thương tự nhiên theo khe hở ấy đi vào trong thương, trên thương tự nhiên có sương mù màu đen bay ra. Tiểu tử, anh làm cái gì vậy, có muốn sống không hả? Huyễn Ma phẫn nộ nói một tiếng. Quát cái gì, chúng ta sắp mất mạng rồi, còn không giúp một tay à? Diệp Phàm kêu lên. Tình hình như thế nào? Đoán chừng Huyễn Ma vừa tỉnh mộng, nhìn bốn phía. Sau đó người này nói có chút run run, lại là loại chó này, còn muốn sống hay không hả? Ông biết loại chó này? Diệp Phàm hỏi. Sao không biết, năm cao thủ thần cảnh bị chết do con chó này cắn, chạy nhanh lên, bằng không các ngươi sẽ xong đời đấy. Huyễn Ma kêu lên. Còn có thể chạy được sao, ông không nhìn thấy à, tất cả đều bị tường đen bao vây rồi. Diệp Phàm kêu lên. Xong đời rồi, lúc đó con chó này làm như vậy. Ôi mẹ nó phun ra chất màu đen chính là xây bức tường đen rồi vây quanh năm vị cao thủ thần thánh lại. Sau đó bị nuốt. Lúc ấy chúng ta ở phía xa cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, bây giờ nghĩ lại âm thanh ấy ta vẫn còn thấy run đây nè. Huyễn Ma nói. Sau đó thế nào? Diệp Phàm hỏi. Tôi đâu có biết, chạy đi còn không kịp thở sợ chúng đuổi theo. Huyễn Ma tức giận nói, sương mù trên thương, cả người Huyễn Ma từ trong thương bay ra. Thôi xong, thương này đã bị dịch màu đen xâm nhập vào rồi. Không thể ngốc nghếch như thế được, nếu cứ tiếp tục ở trong này thì sẽ chết thôi. Huyễn Ma thảm thiết kêu lên. Không có cách nào sao, nói đi, ông nghĩ cách phá bức tường này đi, sau đó ra bên ngoài tôi sẽ tìm cho ông ký sinh vật. Diệp Phàm kêu lên. Người bảo ta đi chịu chết hay sao hả? Đụng phải bức tường kia thì người cháy xém ra. Năm đó mọi người cũng muốn xông vào bên trong cứu người, kết quả là chạm vào bức tường đen đều bị thiêu rụi. Nhưng sau đó những người bị thiêu thành than ấy lại sống lại, những người bị màu đen bao phủ ấy lại chém những người ở xung quanh. Giống như cương thi mà cũng không giống, chỉ có cách chém nát bọn họ mới khiến bọn họ không tác quái được. Phải là cao thủ, ngày đấy tôi mà hít phải khí đen ấy thì chắc chắn cũng không còn mạng. Huyễn Ma nói. Diệp Phàm kết hợp với thiên đao giết hết những người hoạt tử vận động địa mông, đương nhiên chém chúng thành những mảnh nhỏ mới khiến chúng không cử động được nữa. Sau đó cả Hồng Tà ba người cùng hợp lực chém bức tường đen ấy. Vài tiếng thình thịch giòn tan vang lên, sức nóng đập vào mặt. Ba người bị đập trở lại mấy chục mét, tuy đã nhanh chóng lui lại, nhưng nhìn xuống chân thấy nửa ống quần đã bị cháy rụi rồi. Bức tường này có phải là một loại năng lượng tường có tính độc hay không? Các anh hãy điên cuồng mà đạp để tiêu hao năng lượng của nó, tôi sẽ dùng thử quả bóng nước xem sao. Diệp Phàm kêu lên. Thái cực Vũ Càn Khôn kết hợp với thủy công của bức vương, sau đó Diệp Phàm đạp một phát cái bóng nước về phía bức tường đen kia. Lần này thật sự có hiệu quả. Sau khi đập quả cầu nước vào bức tường tự nhiên có chút rung chuyển. Hơn nữa, Diệp Phàm không còn cảm giác có khí nóng phản kích lại cả. Diệp Phàm thở hổn hển, bởi vì đạp quả bóng nước to như vậy thực sự cũng tiêu hao rất nhiều công lực. Có hiệu quả rồi, nhanh làm mấy phát nữa, có thể mở một lối nhỏ đi ra. Lisa hét lớn. Anh tới thử xem, thử vài cái đi, tôi hồi công lực một lát, nếu thêm vài phát nữa thì tôi mệt chết mất. Diệp Phàm thiếu chút nữa mắt trợn tròn lên. Nhìn Lisa đang cúi đầu xuống. Đúng lúc này, rầm một tiếng, đất núi rung chuyển, giống như đã xảy ra động đất. Cây thánh giá lớn kia rung mạnh dữ dội. Diệp Phàm trợn tròn mắt, hắn thấy mấy ngôi mộ xung quanh đang rung rung. Sau đó những cây thánh giá màu đen cắm trên mộ rung rung bay lên trên không trung. Trong khoảng thời gian ngắn ấy, cây thánh giá màu đen đã vây quanh bức tường đen rồi. Nhưng đúng lúc này, cây thánh giá ở giữa bị người đeo mặt nạ trói tự nhiên rung lên dữ dội, hai chân loạng choạng, giống như muốn giãy giụa vậy. Có sự thay đổi, mọi người ra sức tấn công bức tường đen. Diệp Phàm hét lớn, dùng thủy công ngưng tụ một cái bóng nước thật to, ngay sau đó tất cả các loại binh khí đều hợp lại đâm thẳng về phía bức tường màu đen. Toàn bộ cây thánh giá ở bên ngoài đều đang bắn những tia màu đen, không lâu sau đó ánh hào quang này tự nhiên kết thành một cây thánh giá màu vàng dài mấy chục mét vậy. Người đeo mặt nạ tự nhiên mở rộng miệng ra,
bắn ra một đám sương mù màu vàng bay trên không trung, cây thánh giá màu vàng dường như muốn gặp đám sương mù màu vàng của người đeo mặt nạ. Chỉ có điều sương mù màu vàng kia bị bức tường ngăn không cho đi qua. Không được bỏ qua cơ hội này, dốc toàn lực, Huyễn Ma hét lớn. Ông cũng dùng lực đi chứ, hay là muốn chết cả lũ hả? Diệp Phàm hét lớn. Người anh em, lão ma tôi không muốn sống nữa. Huyễn Ma hét to một tiếng, toàn bộ hồn khí trên cơ thể tự nhiên ngưng tụ thành hình dạng cái phi tiêu. Ông hãy dùng bóng nước bao trọn lấy tôi, chúng ta cùng nhau đi ra bên ngoài. Phi tiêu của lão ma đang hướng về phía bức tường đen, trong nháy mắt Diệp Phàm đã ôn trọn phi tiêu kia, đây chính là Diệp Phàm thi triển tiểu phong giới. Rầm rầm oanh oanh. Có đến mười mấy tiếng liền, cuối cùng, bức tường đen ấy cũng bị đục thủng một cái lỗ nhỏ. Lúc này, ánh hào quang màu vàng như thấy được tia hy vọng. Miệng ánh hào quang của người đeo mặt nạ mở rộng ra, ánh hào quang màu vàng như sợi tóc cuối cùng cũng theo cái lỗ nhỏ như hạt gạo ấy đi ra ngoài gặp cây thánh giá màu vàng bên ngoài. Tức thì cây thánh giá nguyên bản giống như vàng ròng trở nên sáng hơn, ánh sáng của cây thánh giá khiến người ta chói mắt. Trên cây thánh giá ấy bắn ra một tia ánh sáng màu vàng, toàn bộ cây thánh giá đè ép xuống dưới. Đám người Diệp Phàm có cảm giác dường như sắp đến ngày tận thế rồi, mỗi một lần hít thở đều tạo áp lực xuống, giống như cả một ngọn núi ập xuống vậy. Bao Nghị chui qua rồi, Trương Hùng cũng chui qua rồi, tất cả những người cấp dưới bán tiên thiên cũng qua rồi. Cuối cùng, ngay cả Sa Thiên cấp bán tiên thiên cũng chui qua rồi. Chỉ còn ba người Diệp Phàm, Hồng Tà và Thiên Đao ở lại liều mình chống đỡ, phi tiêu mà lão ma biến thành đang run rẩy như bị sốt vậy. Lúc này toàn bộ cái đầu con chó đen ấy đâm vào phía sau mông của đám ba người Diệp Phàm, tên này thật đúng là quỷ dị mà, tự nhiên lại lấy ba người này làm lá chắn. Ánh sáng màu vàng giống như ánh sáng màu đen, bay từ trên không trung vào bức tường đen. Thình thịch. Ngay sau đó, trời non lấp biển, đất rung núi chuyển. Đầu cây thánh giá màu đen to lớn đặt ở trung tâm kia hạ xuống. Người đeo mặt nạ giãy giụa mở mắt, nhưng cây thánh giá trên thân con chó đen dựng anh ta lên một lần nữa. Người anh em, lão đầy có tuổi rồi, ta tặng cho ngươi tiêu kim thiên, tốc độ nhanh, anh không phải là đối thủ của con chó đen này đâu. Đi thôi, lão sẽ giúp anh một tay, đi thôi. Âm thanh của Thiên Tuế vang dội lên. Cảm giác như có một luồng khí vô cùng lạnh ập đến, ngay sau đó Diệp Phàm bị đóng băng biến thành tảng băng. Đạp tường mà đi, người hoạt tử đóng băng trước, người trẻ tuổi đi đi. Âm thanh của Thiên Tuế lại vang lên. Diệp Phàm cảm thấy giống như có chỗ nương tựa lâu dài, tự nhiên bức tường đen mở ra. Tức thì có cảm giác nhẹ nhẹ, tiêu kim thiên ép xuống, một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, bức tường đen cuối cùng cũng làm cho hai người rơi xuống chỗ lỗ hổng đấy. Diệp Phàm cảm giác như khôi phục lại sức sống vậy, người chạy thật nhanh. Từng người một liều mình chạy ra bên ngoài mà trốn. Đi thôi, âm thanh của Thiên Tuế trở nên khan khan, mờ ảo, cuối cùng âm thanh ấy cũng biến mất. Mới vừa chạy được 300-400 mét thì có cảm giác có ánh sáng ở trên đầu, cây thánh giá màu vàng to lớn đấy tự nhiên lại bắn đến trước mặt Diệp Phàm, trong nháy mắt đã thu nhỏ lại như đầu ngón tay, Diệp Phàm nắm lấy nó, cây thánh giá đã nằm gọn trong tay. Hắn cũng không kịp nhìn kỹ liền nhét vào trong tay và nhanh chân bỏ chạy, ba người cứ chạy một mạch nằm xuống giống như con chó chết vậy. Lúc lâu sau đó mới kiểm tra, phát hiện vài người sết đã bị chết, một người công nhân kiến trúc TQ cũng rất giỏi, vẫn còn sống. Nhưng toàn bộ thiết bị thông tin đều đã bị phá hủy, bọn họ căn bản là không liên lạc được. Huyễn Ma, ông vẫn khỏe chứ? Trên lưng Diệp Phàm có dán một hồn khí, bây giờ chỉ còn hai đầu ngón tay. Hơn nữa hồn khí còn lạnh run lên không ngớt, không biết lúc này hồn khí có còn sống hay không, nhưng sau khi công lực của hồn khí yếu đi thì cũng khó. Đặc biệt hồn khí của Huyễn Ma hoàn toàn bị con chó đen đó tấn công, tự nhiên hồn khí nhanh chóng rơi vào tình hình nguy hiểm. Chương 3594, Thập Địa Ma Lão Đại. Hơn nữa, điều mà hồn khí sợ nhất chính là lúc thần xuất hiện, có vật để ký gửi còn đỡ. Điều này cũng là may mắn là hồn khí của các cao thủ thần cảnh vẫn còn giữ lại. Ngày đó còn có ước mơ là tìm thân thể của châu bò để chuyển kiếp, nhưng lúc đấy lại có mấy thân thể hợp với bọn họ chứ. Cho nên, đa số hồn khí của các cao thủ may mắn còn sót lại cuối cùng cũng biến mất theo thời gian rồi. Được, cái, nói liền một hơi, lão ma tôi không nhanh được, không được rồi. Con chó đen vừa mới làm cho đất trời tối đen, đoán chừng không thể sống nổi qua buổi tối ngày mai. Hai, thôi bỏ đi, đây cũng là số mệnh rồi.
Sau khi tôi mất thông tin rồi anh hãy thay tôi đi tìm sư muội của ta là Thiên Tâm sư muội, là Nico là được rồi. Tôi đoán là có mối liên quan nào đó với hoang đảo có ba góc kia. 2. Đây là lão ma tôi đã hoàn thành hồng huyết đao thuật rồi, điều mà lão ma tôi hài lòng nhất chính là võ công huyễn ma, cậu cầm đi. Còn nữa, cấm thành kinh tử. Giây phút này huyễn ma tự nhiên lại lo đến chuyện hậu sự, giao cho rất tỉ mỉ. Ngay cả nơi giấu đồ cũng giao lại, rất rõ ràng, xem ra, lão ma không xong rồi. Lão ma, việc này, tôi xin lỗi, tôi thật sự không thể cứu ông. Yên tâm đi, chuyện của sư muội ông cứ giao cho tôi đi, một khi tôi có thực lực tôi nhất định sẽ đi tìm cô ấy. Khẩu khí của Diệp Phàm kiên định, trong lòng rất buồn rầu, hắn khá là đau buồn, trong lòng nghĩ không biết lão ma có chuyện không hay xảy ra, cùng với hồn khí cuối cùng của tôi giống như xui xẻo, ví dụ như, Thiên Hạo Tử vậy. Không sao, đây cũng là do số mệnh quyết định thôi, lão ma tôi không trách ngươi. Nếu như cậu lo liệu được chuyện của sư muội tôi như lời cậu vừa nói, đó là tia hy vọng cuối cùng còn sót lại của tôi, ta nhờ cậu yên tâm đi, ta sẽ đến tìm cậu. Vẻ mặt huyễn ma lúc này khá là rộng rãi. Huyễn ma, ông không thể chết. Diệp Phàm nói có chút nghẹn ngào. À, đây là cái gì? Huyễn ma nói có chút ngạc nhiên vui mừng. Cái này là cái gì? Diệp Phàm hỏi. Cái này màu vàng, cây thánh giá, cậu lấy ở đâu? Huyễn ma hỏi. Cậu nói cái này à, tôi cũng không rõ lắm. Không phải là cây thánh giá màu đen ở trên ngôi mộ biến thành sao? Tôi còn nghe thấy y tên Thiên Tuế, cây thánh giá này có vẻ giống Tiêu Kim Thiên. Người đó giống như người đeo mặt nạ bị trói vào cây thánh giá to vậy. Thiên Tuế, không phải chứ, cậu không nghe lầm chứ? Huyễn ma kêu lên, lúc này lão ma dường như có sinh khí vậy, nhưng thật ra lại khiến cho Diệp Phàm có chút không hiểu. Không phải tôi nói rồi sao? Người anh em thiên địa ma trong cửu thiên thập địa ma của chúng tôi kêu Thiên Tuế, chẳng lẽ lại là đại sư huynh sao? Làm sao có thể như thế được? Huyễn ma nói. Nhất thời tôi cũng quên mất, nhưng đại sư huynh của các người sao lại bị con chó cột vào cây thánh giá vây, giống như là chưa chết vậy. Diệp Phàm thật sự nghi ngờ. Hơn nữa, lúc trước không phải ngươi nói toàn bộ cửu thiên thập địa ma đã chết hết rồi sao? Đã chết rồi, nhưng đại sư huynh của chúng tôi không ở đó lúc đấy, nghe nói đã chết rồi, không thể tin được là bị con chó đen kia ám. Con chó đen con mẹ nó thật đúng là đồ phá hoại, cũng thật lợi hại, một con chó lại có thần khí như vậy. Huyễn ma giận dữ mắng. Tôi không hiểu, nhưng, không đúng. Con chó lợi hại như thế, chắc chắn còn mạnh hơn nhiều so với cao thủ thoát thần cảnh đại viên mãn. Mà đại sư huynh của ông cũng chỉ mạnh hơn ông một chút thôi có phải không? Sao có thể giống như đánh được mấy chiêu với con chó đen kia được? Diệp Phàm hỏi. Mạnh hơn nhiều, theo như truyền thuyết thì đại sư huynh đã vào được bán cảnh giới của cảnh giới sau rồi. Đại sư huynh cũng có nhiều duyên cơ lắm, nhưng cảnh giới kia thì chúng tôi cũng không rõ lắm. Đó là phạm vi của Vũ Vương bọn họ, bí mật từ nghìn năm nay. Huyễn ma nói. Ôi mẹ ơi, luyện võ thuật cửu chỉ có thể luyện đến cảnh giới này hay sao, cửu chỉ quả thật đã thành thần rồi. Diệp Phàm giận dữ nói. Không nói nữa không nói nữa, ta muốn đi vào trong Tiêu Kim Thiên nghỉ ngơi. Huyễn ma nói. Cái đó cũng hợp với hồn khí của ngươi sao? Diệp Phàm sửng sốt. Đương nhiên rồi, không nhìn à đây là binh khí của ai dùng, ít nhất cũng là thất phẩm trở lên. Còn mạnh hơn nhiều so với diệt hồn thương nhiều. Huyễn ma nói xong, Diệp Phàm có cảm giác nhẹ hẳn, biết người này đi vào trong Tiêu Kim Thiên rồi. Ha ha, tự nhiên có kim hỏa, tốt lắm. Huyễn ma phá lên cười, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm dò xét, phát hiện trong Tiêu Kim Thiên tự nhiên có màu vàng như thiêu đốt vậy, giống như cái lò luyện vậy. Người này ngồi xếp bằng chân giống như đang hấp thụ màu vàng. Đúng rồi tiểu tử à, vừa rồi tôi đã nói những gì rồi. Huyễn ma đột nhiên mở hai con mắt nghĩ đến vấn đề hết sức quan trọng. Đương nhiên rồi, đó là di nguyện, hồng huyết đao thuật, ảo ảnh công, ông yêu sư muội của ông, yêu cầu tôi tìm sư muội của ông, tìm cây hạt đậu ở trong vườn trúc. Không thể tin được huyễn ma à, ông có nhiều bí mật thật đấy. Diệp Phàm cười gượng. Người huyễn ma ngại lập tức cúi đầu xuống. Hai, đồ của lão phu đều giao hết cho ngươi, tính sai rồi tính sai rồi. Đây là ông giao tiều thuê nhà. Khí thế Diệp Phàm vang dội. Anh lại còn nói, nhà này chính là của đại sư huynh của ta, sao phải trả tiền thuê nhà cho cậu? Huyễn ma bất mãn quát. Cái gì, có tin là tôi niệm thần chú đá ông ra lập tức không? Cái nhà này bây giờ đã là của tôi, Thiên Tuế đã giao cho tôi. Ngay cả đại sư huynh của ông cũng không được dùng.
Diệp Phàm nói dứt khoát. Xem như cậu lợi hại. Huyễn Ma mở mắt không nói gì, người này thật đúng là sợ tên tiểu bối họ Diệp đá ông ta ra khỏi cái tiêu, như vậy cũng xong đời rồi. Thật ra thì Diệp Phàm cũng không hiểu được làm sao với cái tiêu kim thiên này, vừa rồi chỉ là phô trương thanh thế thôi, ngược lại lại có thể lừa được Huyễn Ma. Sau khi xác định được phương hướng liền đi ngay, băng qua cây cối sông nước, nhưng thật ra cũng thuận lợi đi được mấy chục cây số. Nhưng tự nhiên lại gặp đoàn người của vận động địa mông ngay phía trước, đoán chừng có 200 người, lập tức trốn đi. Bị ép tới nỗi không thể dậy nổi, Thiên Đao tức giận, người này bước ra, cây bảo kiếm trong tay anh ta vung lên không trung như vũ khí xoay qua chém mấy chục cái đầu bay đi. Đám người vận động địa mông sợ tới mức phát run lên, đúng lúc này, hai tên có đeo cây thánh giá trước ngực lẩm bẩm. Hai cây thánh giá kia bay ra đè lên cây bảo kiếm của Thiên Đao cũng mệt rồi. Người anh em, hãy chơi với cây thánh giá màu vàng này, giết chết lũ con cháu này đi. Diệp Phàm tức giận, tiện tay ném tiêu kim thiên ra, dùng cách xoay tròn đập hai cây thánh giá màu đen kia. Hai tiếng bang bang vang lên, thật sự có tác dụng. Ánh sáng chợt lóe trên không trung, cây thánh giá màu vàng đánh cây thánh giá màu đen vài cái, cây thánh giá màu đen tự nhiên bị chặt đứt rơi xuống đất. Tiêu kim thiên bay qua, tên đeo cây thánh giá đen kia ngã xuống đất. Những người khác nhìn thấy nhanh chóng chạy đi giữ mạng, nhưng bảo kiếm của Thiên Đao cũng không ngồi không, một kiếm, lập tức chém người thành hai mảnh máu phun ra. Hai ba tên thủ lĩnh đã chết rồi, chạy mau. Có người sợ hét to lên, giống lên một tiếng, còn hơn 100 binh lính quay đầu bỏ chạy. Nhưng đám người Diệp Phàm không thể buông tha cho bọn họ như thế được, nhanh chóng đuổi theo, đã giải quyết được hơn 100 tên này đẩy xuống nước. Trương Hùng nhặt được một cái vũ khí liên lạc. Thử xoay tròn tự nhiên liên lạc được với thiếu tá Mông Đạt, không lâu sau đó hai cái máy bay bay tới. Anh hùng, các anh thật sự là những anh hùng. Thiếu tá Mông Đạt nhìn thấy những thi thể của vận động địa mông nằm ngổn ngang dưới đất, hai con mắt đổi màu. Chúng ta làm một trận nhỉ có phải không thiếu tá Mông Đạt? Diệp Phàm cười cười. Ha ha, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc cho các anh. Thiếu tá Mông Đạt cười nói, đương nhiên cao hứng khi nói đến vinh quang rồi. Không. Đây là hành động bao vây thành công của thiếu tá Mông Đạt, không liên quan gì đến chúng ta. Diệp Phàm lắc đầu. Diệp Phàm, anh đúng là người bạn tốt của Mông Đạt chúng ta, cảm ơn. Mông Đạt cảm động rơi nước mắt. Ok ok, Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên, thiếu tá Mông Đạt nhiệt tình ôm Diệp Phàm một cái. Bởi vì, Diệp Phàm nghe thấy thiếu tá Mông Đạt là một trong những người có năng lực trong quân đội của Đức. Thuận lợi trở về điểm xuất phát. Sau khi thiếu tá Mông Đạt đăng báo quân đội Đức lập tức phái hơn 1.000 binh lính đem những thi thể này đi. Vào ban đêm, các báo khắp nơi đưa tin tướng quân Đức Lý của quân đội chính phủ, hành động của thiếu tá Mông Đạt phụ trách lần này coi như là một thắng lợi lớn. Giết được toàn bộ người của vận động địa Mông, thu được súng ống đánh chết. Thiếu tá Mông Đạt đứng nghiêm trang trước hội trường tuyên bố thông tin này, Diệp Phàm thấy, thiếu tá quân chủ lập tức biến thành thượng tá. Chính là tăng 2 cấp. Sau đó hai bên vây quanh hô to tên Mông Đạt. Buổi sáng ngày hôm sau, rất nhiều thân vương tự mình đến tặng quà và hàng ngàn tấm chi phiếu bằng đô la Mỹ. Nhưng Diệp Phàm kiên quyết không nhận. Chủ tịch tỉnh Diệp, tôi chính là người bội phục người anh em nhất đấy. Có thời gian thì mời đến nhà tôi ở xếp một chuyến. Rất nhiều người nhiệt tình. Có thời gian tôi nhất định sẽ tới chơi. Diệp Phàm cười nói, rất nhiều thân vương bắt tay. Chủ tịch tỉnh Diệp. Ý của thân vương chính là có thể mời anh đến TQ làm vệ sĩ không? Lương một năm là 5 triệu đô la Mỹ, đến lúc đó, còn có thể đảm nhiệm chức huấn luyện viên cho gia đình các hoàng thân quốc thích. Thân vương nói, bắt đầu từ bây giờ, yêu cầu con cháu đều học võ công của TQ. Lúc này cái ngô quản lý của Tát Đa Nhĩ nói, việc này khá là khó, trình độ của Lisa các người cũng rất cao. Nhưng, các anh nhất định phải tìm người cao thủ hơn anh ta. Loại cao thủ này rất khó tìm thấy ở Trung Quốc chúng ta. Diệp Phàm xoa cằm. Nếu chủ tịch tỉnh Diệp có thể tìm thấy chúng tôi còn có thể trả thù lao mà. Cái ngô nói. Chương 3595, lễ vật của thân vương. Ha ha, chúng tôi sẽ lưu lạc đến nơi nào đây? Đoán chừng là thân vương La Lạc đã sắp xếp rồi. Cô gái này, tuyệt đối là người tốt, không phải là cô gái bán thân đâu, có lẽ, chỉ là đến giúp chiếc giường ngủ của mọi người ấm áp hơn thôi. Diệp Phàm nói, ngay cả bản thân cũng không thể tin được. Nói thầm, tòa nhà này không phải chính quốc gia hắn xây dựng sao? Có tiến hành nghiêm ngặt bí mật, ngay cả bảo vệ cũng chính là cảnh vệ của quốc gia chúng ta phái tới, chỉ là không mặc cảnh phục thôi,
điều này thật ra rất kỳ lạ, sao có thể cho nhiều cô gái vào trong thế nhỉ? Chỉ một lúc sau, ba Ba La Kỳ bị Diệp Phàm gọi vào. Anh Diệp, thân vương La Lạc Đế rất hiếu khách, việc này, thật ra là muốn chuẩn bị chu đáo cho các anh một chút, tôi kiểm tra rồi, không có vấn đề gì. Không cần nhìn các cô ấy, những cô gái này được tuyển chọn từ hàng ngàn hàng vạn cô gái đấy, hơn nữa những cô gái này rất khỏe mạnh, còn cái kia đã được kiểm tra ở quầy thuốc rồi, hơn nữa, còn được kiểm tra ở bệnh viện Bangkok rồi. Vẻ mặt ba Ba La Kỳ rất chân thật nói. Việc này, ba Ba La Kỳ à, chúng tôi cũng chỉ vừa mới gặp thân vương có một lần, ông ấy sẽ không đối xử với khách như thế này chứ. Nếu quả thật đối tốt với chúng tôi như vậy, chúng tôi xin nhận. Hai tay Diệp Phàm giơ lên nói. Điều này thật quá tốt rồi, một đám khách đến sẽ thay một cô gái, những cô gái này nghe anh nói đều được tuyển chọn từ các nước, lại biết hầu hạ, vậy thì giá cả chắc rất đắt. Hạ Hải Vĩ nhún vai hỏi. Đương nhiên, nghe nói các cô gái này phải có số. Ba Ba La Kỳ giơ năm ngón tay lên. Coi như thế đi, 5 vạn. Ở TQ chúng tôi như thế là khá đắt. Tề Thiên cười nhạt nói. Là đô la, ba Ba La Kỳ giải thích. 5 triệu đô la, như vậy một cô cũng không qua 400 ngàn rồi. Đêm nay còn có mấy người tới nữa, có thể là mấy triệu, nổi tiếng, chắc chắn rất nổi tiếng. Trần Quân không nhịn được nói. Không giống nhau, một cô gái đến chỗ các người cũng 5 triệu đô la Mỹ, nhưng riêng anh Diệp đây không mất tiền. Ba Ba La Kỳ cười nói. Không cần tiền, thế là có ý gì, chẳng nhẽ hàng của đại ca lại là hàng rẻ tiền. Tề Thiên mới nói ra mấy lời này, đã bị Lô Vĩ Thiếu chút nữa đánh ngầm cho một cước, cười mắng, đầu óc anh có bị hồ đồ không hả, của đại ca vẫn là hàng không tốt, anh cũng là hàng không tốt sao? Điều này, ha ha, sai rồi, đừng trách, Tề Thiên nhanh chóng cười. Của anh Diệp chính là bảo bối vô cùng quý giá, cô ấy chính là con gái của thân vương La Lạc Đế. Tên là công chúa Thi Mạn, cô ấy vẫn còn có bút danh là Thi Âm Âm, một cái tên rất có ý nghĩa thơ ca. Trước đó không lâu, nghe nói công chúa Thi Mạn đã từng là học viên ưu tú ở Học viện Âm nhạc Trung ương TQ của chúng ta, cô ấy cũng lấy được học vị của Đại học Kiếm Kiều, ca múa hát cũng giỏi. Ba Ba La Kỳ cười nói. Công chúa, việc này, Ba Ba La Kỳ, nếu thân vương đối xử với khách tốt như vậy, có thay đổi tôi cũng nhận. Nhưng, Thi Mạn lại chính là công chúa, tôi đây không dám lỗ mãng. Diệp Phàm nhanh chóng từ chối, trong lòng rất muốn có nàng ta, chắc chắn là không động tay rồi, tuy nói là khá xinh đẹp. Đây chính là mầm mống của tai họa sau này, đem về tặng cho ai? Viên Viên mà nhìn thấy thì thật sống không bằng chết rồi, không nhận được. Anh Diệp, việc này tuyệt đối không được, thân vương La Lạc Đế rất thật lòng, nếu anh không nhận ý tốt của ông ấy, vậy là không được rồi. Bởi vì, đó là sự sỉ nhục thân vương, trên thực tế thân vương rất ít khi làm việc kiểu này. Tôi sinh sống ở Vương quốc Thái, đến nay cũng tròn 60 năm rồi, đây là chuyện lần đầu tiên tôi gặp. Bộ dạng khó xử của ba Ba La Kỳ. Việc này, thật đúng là phiền toái mà. Diệp Phàm lắc đầu, ngồi xuống ghế salon, Tề Thiên cười chạy lại, châm thuốc cho hắn, vẻ mặt bỉ ổi, cười nói, anh à, có gì phiền chứ, làm là được rồi. Làm là được rồi, cô ấy chính là công chúa, còn là con gái do thân vương sinh ra, không phải là mẹ kế nuôi dưỡng. Người nghĩ mà xem, có hậu quả gì không? Diệp Phàm tức giận hừ nói, liếc nhìn Tề Thiên một cái, tên này sợ tới mức chạy thật nhanh sang ngồi ghế salon đối diện, đoán chừng là sợ Diệp Phàm thưởng cho anh ta một hạt rẻ. Việc này thật khó giải quyết, nếu như không làm thì coi như khinh thường thân vương, thành người cừu. Điều khó khăn nhất chính là hưởng thụ người đẹp. Ba Ba La Kỳ cảm thán một câu, lâu lắm rồi thân vương không đối xử với khách tốt như vậy, hôm nay là lần đầu tiên đối tốt như vậy. Chuyện này cũng phải có nguyên nhân gì đó. Ai ya, thật ra thân vương rất thích võ thuật của người TQ chúng tôi, nói người TQ chúng tôi có công phu. Vừa rồi vị kia giới thiệu với thân vương các anh đều là cao thủ võ thuật, thân vương đã thích rồi. Bởi vì thân vương cũng là một cao thủ võ thuật, nếu như nói về cấp bậc thì ông ấy cũng là võ sư cấp 4 rồi. Cũng có điểm giống với cảnh giới võ thuật của quốc gia chúng tôi, cũng có cao thủ cấp 4. Mà con trai của thân vương tên là La Mông cũng là một võ sư cấp 3 rồi. Bọn họ ở đây cũng có thể phong thái quyền vương cấp 5 rồi. Cấp 3 chỉ là thái quyền thủ, dưới cấp 3 cũng là thái quyền thủ thôi, cấp 4 mới là võ sư. Thân vương không thể tranh võ vương cấp 5 được nên rất tiếc nuối. Ba Ba La Kỳ nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, còn nói thêm, thân vương rất kính trọng Diệp Phàm, nếu không, sao có thể đưa công chúa Thi Mạn cho anh được. Hơn nữa thân vương còn tính bảo con trai La Mông bái anh làm sư phụ,
Nguyện vọng lớn nhất của thân vương chính là La Mông có thể đạt đến trình độ giống ông ấy, tranh thủ đến Thái Quyền Vương ghi danh, đó cũng là vinh quang của gia tộc La Lạc. Ai ya, đại ca, xem ra cũng có lợi cũng có mặt hại. Nếu không làm thật là phiền phức đấy. Hai vị cứ ở đây giải quyết, bàn xong thì nói cho tôi biết. Người kia chạy đi, Lô Vĩ thở dài, thật ra thằng nhãi này thiếu chút nữa biểu hiện ra bên ngoài. Ba ba La Kỳ, ông nói với thân vương một chút, tôi có thể dạy anh ấy, nhưng, chuyện của công chúa Thi Mạn hay là đổi người khác đi, ở đây có cô gái Nhật hay không, chỉ cần vẫn còn trong trắng là được rồi, tôi đây là người thích con gái của xứ sở mặt trời. Diệp Phàm nói, việc này tôi cứ đi thử xem sao, hỏi thân vương một chút rồi nói sau. Ba ba La Kỳ đến phòng gọi điện thoại. Không thể tin được sự việc vừa mới diễn ra, thực sự là chuyện ngoài ý muốn. Hạ Hải Vĩ thở dài. Anh Hạ, có chuyện gì ngoài ý muốn vậy, đây chính là đãi ngộ của nước ngoài. Người ta đã kiểm tra rồi, yên tâm dùng đi. Tề Thiên cũng không quản nhiều việc như vậy, nếu đám người Diệp Phàm không hành động, đoán rằng thằng nhãi này sớm sẽ vội vã đi làm việc thôi. Chủ yếu là Tề Thiên đã biết rõ thân phận của ba ba La Kỳ rồi, cho nên, hoàn toàn yên tâm. Thôi bỏ đi, nhập gia tùy tục. Diệp Phàm thở dài có chút buồn bực. Anh Diệp, thân vương nói, ông ấy quý nhất chính là anh. Có thời gian sẽ đến thỉnh giáo anh vài chiêu. Về phần công chúa Thi Mạn, chính là thành ý của ông ấy, việc này, chính là sự tôn kính dành cho võ sư cấp 6 vậy. Từ nay về sau Thi Mạn chính là người vợ nước Thái trung thành của ngài, cô ấy sẽ ở nước Thái lặng lẽ sinh con dưỡng dục, sẽ không tìm anh gây phiền phức. Chế độ ở TQ của các ngài là một vợ một chồng, ông ấy cũng hiểu được điểm ấy. Sau này, Thi Mạn có đến TQ tìm ngài hay không chính là việc của ngài rồi. Đó cũng là cô gái đã xuất giá rồi, cô ấy muốn làm gì ông ấy cũng không thể ngăn cản được. Ba ba La Kỳ nói. Thái Quyền Vương cấp 6, ai nói là ta cấp 6 hả? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Ba ba La Kỳ nói, các ngài có thể bắt được cái Mạc Dã, nghe nói anh ta là Thái Quyền Vương cấp 6. Lạc Phàn đã bị anh phế võ công rồi, thân vương cũng có chút bội phục một dũng sĩ như vậy rồi. Con mẹ nó, người thì sợ nổi tiếng lợn thì sợ khỏe, nếu không... Thật đúng là rước phiền phức rồi. Diệp Phàm thở dài, bóp nát mẩu thuốc lá, quát mọi người, ngủ đi, chúng ta đều là đàn ông, không sợ máu không sợ lửa, chẳng lẽ còn sợ một cô gái hay sao? Vừa bị đả kích đã lấy ra hết dũng khí. Yes, Hạ Hải Vĩ đi trước, cũng giống lên một tiếng rồi đi về phòng của mình. Phòng của Diệp Phàm là một phòng, bên trong còn có ba phòng, bàn làm việc, phòng tiếp khách, bàn ăn nhỏ, không thiếu cái gì. Diệp Phàm vừa vào đến cửa. Thi Mạn liền đứng dậy, nhanh chóng giúp Diệp Phàm cởi quần áo. Diệp Phàm gật đầu tỏ vẻ biết ơn. Tướng công, đã đun nước rồi, thiếp đi trà cho chàng nha. Thi Mạn tự nhiên giống như con gái thời cổ đại vậy, ngay cả tướng công cũng nói ra, Diệp Phàm nhất thời sửng sốt, nhìn chằm chằm nàng ta. Chàng chắc chắn cảm thấy rất kỳ lạ, thật ra, người TQ các chàng gọi là chồng, nhưng, ta thích văn hóa cổ đại của TQ, tướng công cũng giống với chồng có phải không? Nếu chàng ngại thì thiếp sẽ gọi là chồng, thiếp sẽ sửa. Thi Mạn nói tiếng phổ thông rất chuẩn. Diệp Phàm cười nói, ở đây em là chủ nhân, anh phải tôn trọng em, nhưng, gọi là tướng công thì quá sớm rồi, cứ gọi anh là anh Diệp có được không? Không sớm đâu, từ bây giờ trở đi, thiếp chính là người con gái của chàng rồi. Nếu tướng công không cần thiếp nữa, gia tộc Lạp sẽ đuổi thiếp ra khỏi cửa, từ nay về sau thiếp sẽ là cô nhi. Thi Mạn còn có thể nói những lời như thế. Nói tới đây, hai mắt tự nhiên rơi lệ. Thôi bỏ đi, anh đi tắm trước cái đã. Diệp Phàm cảm thấy không thoải mái, đi vào phòng tắm nhìn thấy có một bồn tắm rất lớn, sờ thấy nước ấm, đúng lúc đó, nằm xuống thấy có chút thoải mái. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, biết Thi Mạn muốn vào, Diệp Phàm hừ nói, vào đi. Thi Mạn lại thay một chiếc áo ngủ trong suốt, giống như dán một mảnh rất mỏng lên người vậy, nhìn thấy rất rõ có một cái rãnh giữa hai ngọn núi. Cũng có nhìn thấy cái ti màu đen, nhưng, có chút lờ mờ. Mặt nàng đã đỏ bừng, kiều diễm như đóa hoa hồng nở rộ vậy. Bị Diệp Phàm nhìn lướt qua, tự nhiên toàn thân run lên, hai chân đứng nghiêm, không bước ra, khá là khô cứng. Em không giúp anh trà lưng sao? Diệp Phàm thản nhiên thưởng thức người con gái này nói. Không, không có, Thi Mạn gật gật đầu, chợt nói, thiếp đã được học qua khóa huấn luyện chính quy, thiếp đã học qua khóa học massage trong trung y của TQ. Nghe nói em học ở Học viện Âm nhạc Trung ương, tốt nghiệp Đại học Kiêm Kiều, chắc chắn em rất giỏi, tư tưởng phóng khoáng mới đúng,
sao em lại đồng ý với sự sắp đặt của cha mình như vậy? Anh không muốn nói đến thân vương, nhưng, em không cảm thấy sự sắp đặt này thật sự rất hoang đường sao? Diệp Phàm nhíu mày, muốn thuyết phục nàng buông tha. Chương 3596, lợi ích của quốc gia. Đừng có đề cao tốc độ bay, mà trình độ tấn công và hiệu quả tấn công tốt hơn nhiều. Hơn nữa, trong tổ cũng đã thí nghiệm đạn đạo loại nhỏ rồi, hoàn toàn có thể dùng nó để bắn được. Chẳng những có thể đề cao tốc độ bay của đường đạn, mà điều quan trọng chính là giảm được tạp âm khi đạn bay ra. Chiến tranh ngày nay, đôi khi tạp âm nhỏ lại chính là vũ khí tấn công lớn nhất. Nếu tàu ngầm ở dưới biển thì tạp âm chính là tàng hình. Thiết bị sonar có phải là thiết bị do thám nhỏ nhất không? Như vậy có phải là nâng cao được sự sống sót của tàu ngầm khi bị tấn công hay không? Tuy nhiên trước mắt vẫn còn là giai đoạn nghiên cứu, nhưng cũng đã gặt hái được thành công khi dùng đạn pháo rồi. Chỉ còn chờ có diện tích lớn để sử dụng thôi. Đương nhiên, loại này cũng rất quý, đạn pháo này không thể sử dụng được ở diện tích rộng thông thường. Chẳng qua là vẫn đang tìm loại này. Cho đến năm ngoái mới tìm ra loại vật chất hy hữu này ở mỏ Quảng Đồng núi Bối Tây. Nhưng, cho tới nay chúng ta vẫn không lấy được quyền khai thác mỏ Quảng Đồng này. Cung Khai Hà nói, không phải quốc gia chúng ta có mối quan hệ rất tốt với Congo hay sao? Có thể thấy được từ việc xây dựng trạm phát điện sông Congo đấy thôi. Diệp Phàm hỏi, người ta đối với cậu rất tốt nhưng đối với người khác cũng rất tốt, ví dụ như nước Mỹ ủng hộ cho bọn họ nhiều hơn chúng ta nhiều. Còn nữa, Congo là một quốc gia quốc ngữ, nước Pháp có ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa, kiểu sự việc này còn phải giữ bí mật. Không được để cho nước khác biết được bí mật này. Nếu như cậu biểu hiện yêu cầu quá mạnh mẽ thì sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cho nên, chỉ có thể lấy hình thức buôn bán thuần túy để đi khai thác thôi. Doanh nghiệp trung ương độc lập là không được. Xí nghiệp kiểu này sẽ khiến bọn chó săn chú ý. Nhưng xí nghiệp tập đoàn Hoành Không cũng rất giỏi. Không được coi là doanh nghiệp trung ương. Cung Khai Hà nói, cái này không phải là nguyên nhân chủ yếu sao? Quốc gia muốn một xí nghiệp tư nhân đến mỏ Quảng núi Bảo Tây khai thác thì có gì là khó xử? Diệp Phàm hỏi, xem ra cách suy nghĩ của cậu bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Rất tốt, có tiến bộ, chính xác là như vậy, việc này thật ra cũng không có vấn đề gì. Vấn đề mấu chốt chính là khu cách đằng lại nằm trong tay chính phủ Cang Cầu. Cung Khai Hà nói ra đáp án. Vậy ông bảo tôi ra mặt cũng không có cách gì giải quyết đúng không, quốc gia cũng không có cách gì. Diệp Phàm nói, bây giờ người ta đâu có đụng vào vết đạn đâu nhỉ? Cung Khai Hà cười nói, ý gì vậy xếp cung, ông nói rõ ra xem nào. Á Lực Ân Sa có là phó tổng thống đi nữa cũng chưa chắc đã động được chính phủ Cang Cầu đâu. Nghe nói chính phủ Cang Cầu là một trong hai đảng phái trong nước vì vậy bọn họ cũng đạt được chức phó tổng thống. Diệp Phàm nói, đến giờ rồi. Đồng chí kia chính là Á Lực Ân Sa. Cung Khai Hà cười nói. Hiểu rồi, thật đúng là có vết đạn ở trên. Nhưng, Á Lực Ân Sa chính là đại biểu mới của chính phủ. Chính phủ Cang Cầu chắc chắn sẽ nhượng lại quyền khai thác mỏ Quảng Đồng ở núi Bảo Tây. Giống như kiểu tổ chức như thế thì tổ chức quy mô chắc chắn có rất nhiều nhân viên, không có nhiều nhân tài thì sẽ không có khả năng chống đỡ được đâu. Diệp Phàm nói. Đương nhiên rồi, nhưng bọn họ không phải yêu cầu cậu làm việc hay sao? Cung Khai Hà nói, không phải tôi đã nói với ông là anh ta là đại biểu chính trị mới hay sao? Diệp Phàm nói, ha ha, chỗ này có điều gì đó bí mật, cậu không thể hiểu sao? Cung Khai Hà cười nói, bí mật gì cơ, xếp cung, ông đừng chơi trò thần bí với tôi nữa. Thật đáng ghét, Diệp Phàm lầm bầm nói, không phải là bọn họ bảo cậu đi trói thủ lĩnh La Thiết Tường của Liên minh Tự do hay sao? Cung Khai Hà hỏi, đúng vậy. Trương Hùng đã báo cáo với ông rồi có phải không? Diệp Phàm nói. Đúng rồi sao, kỳ lạ thật, tình hình của quốc nội rất phức tạp. Đủ các đảng phái, còn có rất nhiều lực lượng vũ trang của địa phương nữa. Á Lực Ân Sa có phải nói quy mô của Liên minh Tự do rất nhỏ có phải hay không, chỉ là một tổ chức nhỏ mang tính chất địa phương? Nếu như không phải, quy mô của tổ chức này cũng không nhỏ, hơn nữa, tuyệt đối không phải tính địa phương, phạm vi thế lực của bọn chúng cũng bao gồm mấy khu. Hơn nữa, tổ chức này giống như là đối đầu với chính phủ Cang Cầu vậy. Trước đây vốn bình an vô sự. Sau đó trong một lần đàm phán đã giao chức phó tổng thống cho chính phủ Cang Cầu. Cho nên, trong lòng Liên minh Tự do mới không phục. Cho nên đã ra tay, chiếm vài địa bàn của chính phủ Cang Cầu. Đương nhiên, hợp lại thành một địa bàn lớn như vậy.
Chính phủ Cang Cầu đương nhiên sẽ không chịu được sự uất hận này, hai tổ chức liền kết hợp với nhau. Kết quả là vẫn bất bình về chuyện này. Chính phủ Cang Cầu thông qua việc áp đảo Liên minh Tự do để đạt được 2-3 tập đoàn bá chủ quốc nội. Liên minh Tự do cũng muốn thông qua việc phản chính phủ Cang Cầu để thể sự tồn tại của chính mình trong nước và giữ lấy vị trí phó tổng thống chính phủ Cang Cầu. Hai bên tranh luận rất lâu. Đối với sự việc kiểu này chính phủ Cang Cầu có chút mắt nhắm mắt mở. Đây là việc của hai bên có phải không? Á Lực Ân Sa thật ra là lá cờ của chính phủ vì sự sống của tập đoàn. Đương nhiên, từ góc độ bên ngoài mà nói đối với Liên minh Tự do thì hành vi gây nhiễu quân chính phủ cũng đi quá xa rồi. Chẳng qua cũng chỉ là đi qua thôi mà, chưa có kết quả đã kết thúc rồi. Đương nhiên, quân chính phủ cũng không tiêu hao lực lượng, bọn họ cũng không muốn tốn sức lực. Cung Khai Hà nói. Cho nên Á Lực Ân Sa muốn tay không bắt giặc, nhanh chóng áp đảo Liên minh Tự do. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, bởi vì địa vị của La Thiết Thường trong Liên minh Tự do cũng không phải là nhỏ, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Nếu thật sự bắt được Liên minh Tự do ngồi xuống đàm phán làm hòa, đến lúc đó, có phải là đem địa bàn đã cướp được trả lại cho người ta? Có lẽ còn có thể nhượng một địa bàn nào đó, cứ như vậy, có phải Trương Hiển cứu được uy danh cho chính phủ Cang Cầu hay không? Phó Tổng thống Á Lực Ân Sa cũng danh chính ngôn thuận. Cung Khai Hà nói, không thể biết được chính phủ Cang Cầu có chịu nhượng lại quyền khai thác quặng mỏ đồng núi Bảo Tây hay không? Diệp Phàm nói, điều kiện có thể đàm phán, chỉ cần bọn họ yêu cầu cậu nhượng bộ. Rõ ràng có thể hiểu được bánh cũng có thể nhường được. Đương nhiên, cậu cũng không yêu cầu họ gấp quá, nên bỏ một nơi nào đó ra. Cung Khai Hà nói. Ý của việc buông tay chính là đàm phán phải đưa ra được lợi ích thích hợp cho bọn họ có phải không? Diệp Phàm hỏi. Trẻ con cũng dễ dạy bảo. Cung Khai Hà cười phá lên. Tập đoàn Hoành Không của chúng ta không phải đã mệt đến chết rồi sao? Không nên không nên. Quốc gia nhất định sẽ phải bồi thường có phải không? Cũng không thể không làm gì. Diệp Phàm nói, điều này, đều là vì cống hiến cho quốc gia. Anh còn nói điều kiện gì nữa, về phương diện chiến lược an toàn cho quốc gia các cậu phải phục tùng đại cục của quốc gia vô điều kiện. Khẩu khí của Cung Khai Hà như mệnh lệnh vậy. Việc này chính chúng tôi đồng ý cũng chưa chắc đã làm tốt. Ví dụ như tập đoàn công ty phái ai đến quặng mỏ núi Bối Tây phụ trách đây. Việc này chắc chắn phải phái một đồng chí trong tổ đến phụ trách rồi. Nói cách khác, sẽ không thể sắp xếp tốt được. Diệp Phàm nói, đây là một vấn đề, chắc chắn sẽ phải phái một đồng chí của tập đoàn tùy thuộc vào chuyên môn mà phái đi công tác rồi. Cung Khai Hà nói, tôi có một đề nghị, quốc gia nên tính bồi thường một khoản. Nhưng tôi đề cử một người thì thế nào? Diệp Phàm nói, cậu nói đi, Cung Khai Hà hừ nói. Ha ha, đồng chí Chí Quân phụ trách xây dựng trạm phát điện bên này, tạm thời chắc chắn không đi được. Hơn nữa, trạm phát điện bên này cũng không khác nhau là mấy. Nếu hoàn thành anh ấy cũng có thể thể hiện thành tích của anh ấy có phải không? Lại bảo anh ấy đi phụ trách việc bên núi Bối Tây là không được. Hơn nữa, cũng không có lợi gì cho sự phát triển của đồng chí Chí Quân. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng không phải là nơi an toàn, căn bản là không hòa bình so với trong nước rồi. Đôi khi cũng nên trông chờ vào đạn và đạn pháo. Đóng quân phải nơi này trong thời gian dài cũng không an toàn. Diệp Phàm cười gượng hai tiếng. Cậu cứ nói tiếp đi, Cung Khai Hà lại hừ một tiếng. Tôi nghĩ hãy để cho Trương Hùng phụ trách, Diệp Phàm nói. Trương Hùng đi như thế nào để khai thác, hơn nữa, bảo một cao thủ như Trương Hùng đến Quảng Đông phụ trách, dùng pháo để đánh muỗi, cậu ta còn có việc làm ở trong nước. Cung Khai Hà tỏ vẻ không đồng ý. Sếp Cung, lần trước tôi đề nghị với ông để đồng chí Trương Hùng đảm nhận chức Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc phòng cuối cùng cũng không được thông qua. Lúc ấy anh còn nói phải phục tùng đại cục của tổ. Thời gian cũng quá 2 năm rồi, tuổi tác và công lao chiến tích của Trương Hùng hoàn toàn có thể đảm nhận chức thứ trưởng rồi đấy. Chẳng lẽ trong tổ không có một chút lo lắng nào sao? Như vậy chính là làm tổn thương tấm lòng của anh ấy. Diệp Phàm hừ nói. Anh ta còn trẻ tuổi, cán bộ thứ trưởng phải trên 50 tuổi mới được. Anh ta mới có 46 tuổi, còn kém xa, Cung Khai Hà nói. Vậy còn tôi? Diệp Phàm hỏi. Cậu thì chó ngáp phải ruồi. Cung Khai Hà hừ nói. Ha ha, sếp Cung, tôi có thể thăng chức là nhờ đồng chí Đường. Lần đó đúng lúc ông ấy xuống tổ kiểm tra, nếu không tôi sớm đã bị đuổi xuống rồi. Ông như vậy có thể so sánh với đồng chí Đường được không? Diệp Phàm cười nói. Sao có thể so sánh như thế được, điều này rất có thể truyền đến tai ông ấy.
Cung Khai Hà cười nói. Tôi chỉ sợ là không truyền đến tai ông ấy, hy vọng đồng chí Cung Khai Hà sẽ truyền lại y nguyên lời tôi nói. Diệp Phàm lầm bầm nói. Được rồi, ít gây chuyện đi, Cung Khai Hà nói. Thật sự đồng chí Trương Hùng không được thì để cho anh ấy đánh gần cầu xem thế nào. Diệp Phàm nói. Đánh gần cầu, đánh như thế nào, Cung Khai Hà hỏi. Tôi cảm thấy đồng chí Trương Hùng đến phụ trách ở quặng mỏ núi Bối Tây là hợp lý nhất, anh ấy là người già nhất trong tổ, yếu tố chính trị cao. Thứ hai, kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa, anh ấy còn hiểu ngôn ngữ, đến đó vấn đề ngôn ngữ không phải là trở ngại của anh ấy. Hơn nữa trên phương diện xử lý quan hệ cũng rất linh hoạt. Nếu muốn đến núi Bối Tây đặt mối quan hệ với Liên minh Tự do. Mà Phó Tổng thống Á Lực Ân Sa có ấn tượng rất tốt với Trương Hùng. Như vậy hai bên sẽ tiến thêm một bước trong sự hợp tác. Diệp Phàm nói. Việc này tôi biết rồi, cậu hãy nói chuyện đánh gần cầu đi. Cung Khai Hà nói. Bí thư đương nhiệm của tập đoàn Hoành Không là Phó Chủ tịch tỉnh Phong Hồ Ninh, có thể điều chỉnh một chút. Hãy để cho Phong Hồ Ninh quay về tỉnh đi. Chức bí thư đảng ủy có phải là còn trống có phải không, lại điều chỉnh lại một chút, để Tổng tài Kiều Báo Quốc lên chức. Chức tổng tài có thể để Trương Hùng đảm nhận. Hơn nữa, chức vụ của đồng chí Trương Hùng là vị trí bảo mật cao nhất trong nước. Chức của anh ấy ở bên ngoài chỉ là một chức nhàn hạ. Anh ấy đến tập đoàn Hoành Không đảm nhận chức tổng tài rất thích hợp có phải không? Diệp Phàm nói. Chương 3597, đẩy một cái lên chức thứ trưởng. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, cậu đảm đương việc của tổ rất giỏi. Tôi nhớ không nhầm thì Phong Hồ Ninh và Kiều Báo Quốc vừa mới đến chưa đầy một tháng, ngồi còn chưa nóng chỗ đã muốn điều chỉnh sao? Anh thật sự muốn lấy mấy cái vị trí này mang ra làm trò đùa hay sao? Hai người ấy đều là chức thứ trưởng, không đơn giản như tuyển một thôn trưởng đâu. Tuyển thôn trưởng cũng không dễ như vậy đâu, hơn nữa có thể để đồng chí Trương Hùng đảm nhận chức tổng tài ở tập đoàn Hoành Không? Không thể để tổng tài của một tập đoàn Hoành Không đi phụ trách một hạng mục có phải không? Chẳng phải là càng khiến cho người ta chú ý hay sao? Hơn nữa, Trương Hùng đi rồi công việc ở tập đoàn Hoành Không do ai phụ trách? Chẳng lẽ Kiều Báo Quốc đảm nhận luôn chức bí thư đảng ủy, chủ tịch tập đoàn Hoành Không lại chính là đồng chí Diệp Phàm cậu? Ha ha, tập đoàn Hoành Không thật sự biến thành tài sản tư nhân của đại viên Kiều gia rồi. Cung Khai Hà châm chọc nói. Ai ya, đồng chí Cung Anh nói rất có lý, tôi đã quên mất việc này, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Diệp Phàm nói, cậu có thể biết được mặt này là tốt rồi, thật ra, không phải là tôi chỉ trích các cậu, tôi cũng không có ý kiến gì khi tập đoàn Hoành Không biến thành xí nghiệp tư nhân của Đại viện Kiều gia, tôi chỉ có trách nhiệm trông nom sự an toàn của quốc gia, chỉ cần có người ra mặt xử lý chuyện này, mấu chốt là nói mấy lời linh tinh cũng khiến con người ta chết đấy. Cung Khai Hà lại nói những lời thấm thía. Không dám, nhưng tôi thật sự có cách điều hòa. Diệp Phàm cười nói. Nói nghe một chút xem nào. Cung Khai Hà hỏi, hội đồng quản trị của tập đoàn Hoành Không hoàn toàn có thể thêm một phó chủ tịch rồi, có 2-3 phó chủ tịch, 7-8 cũng là phó, nhiều cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, phó tổng của tập đoàn Hoành Không cũng không nhiều, hơn nữa, tổng giám đốc tập đoàn Hoành Không cũng đến thời điểm nghỉ hưu rồi, cho nên, chức vị nhàn rỗi này có thể để Trương Hùng lên thay được. Đó cũng là thứ trưởng bộ tham chiếu, Diệp Phàm cười nói. Đồng chí như cậu suốt ngày nhàn rỗi đoán chừng cuối cùng lại là mục tiêu của anh cũng nên nhỉ. Tôi nói rồi, đồng chí Diệp Phàm cậu sao lại trở nên lỗ mãng như vậy chứ, tự nhiên lại đưa ra cách ngu ngốc để Trương Hùng làm tổng tài của tập đoàn Hoành Không đến phụ trách quặng mỏ núi Bối Tây chứ. Tất cả sự việc trước mắt đều là nền à, quả nhiên có tiến bộ, đều tiến bộ khiến Cung Khai Hà tôi khó phân biệt được thật giả, có tiến bộ. Cung Khai Hà phùng má lên. Hắc hắc. Tôi nói trực tiếp không bị ông mắng cho một trận à. Làm đệm trước cũng để ông dễ dàng tiếp nhận hơn có phải không? Hơn nữa, ông không thích đồng chí Trương Hùng sao? Diệp Phàm nói. Việc này tôi có thể nói ngay trước mặt được, đương nhiên, cũng đừng trách tôi. Cung Khai Hà ra vẻ đồng ý. Được được, ông mà đề cử chắc chắn sẽ được. Trong lòng Diệp Phàm tự nhiên vui vẻ hẳn lên. Nhiệm vụ lần này đoán chừng cũng không thành công mỹ mãn. Nếu Á Lực Ân Sa đi tìm con chó sói Mỹ trước thì việc này cũng chưa chắc thành công. Nói rõ là Liên minh Tự do chắc chắn có cao thủ. Hơn nữa, đoán chừng La Thiết Tường là người xuất quỷ nhập thần rất khó tìm, cậu phải chuẩn bị tư tưởng đi. Nhưng, dù thế nào đi nữa, trong tổ cũng chính thức phái người đi hoàn thành nhiệm vụ cho cậu, cậu phải cư xử cẩn thận đấy. Nhất định phải hoàn thành, Cung Khai Hà nói.
chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ, cho dù La Thiết Tường có trốn trên mặt trăng tôi cũng tìm về. Diệp Phàm nói, sau đó gọi điện thoại cho Trương Hùng, nói cho anh ta quyết định của hắn. Anh Diệp, Trương Hùng sẽ nghe theo lời anh nói, anh có bảo tôi đập núi lửa tôi cũng đập. Trương Hùng kích động, lập tức quỳ xuống, mắt thằng nhãi này rơi lệ. Cũng khó trách Trương Hùng lại kích động như thế, mong có được chức này đến phát bệnh rồi, cơ hội đến sao lại không kích động chứ. Hơn nữa, Trương Hùng cũng hiểu được, cố tổng giám đốc tập đoàn Hoành không hỏi vị trí thứ trưởng tham chiếu chỉ là một ván cầu. Chỉ cần có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở quặng mỏ núi Bảo Tây, 2 năm sau quay về chắc chắn sẽ được nhận chức cấp cao phó tỉnh bộ. Diệp Phàm có thể hiểu được tâm lý phức tạp của Trương Hùng, nhanh chóng giữ tay anh ta lại, đứng lên đi. Chúng ta là anh em, còn nói điều đó làm gì, đơn giản đều là vì quốc gia mà. Anh Diệp, nghe nói trong tổ cần tổ chức và xây dựng, Trương Hùng tôi sẽ là người báo danh đầu tiên. Trương Hùng nói, việc này còn một chút uẩn khuất, tôi tổ chức môn phái này cũng là vì tổ quốc cần, quốc gia cần. Có chút chuyện của môn phái mà người trong tổ không ra mặt được thì chúng tôi sẽ tự mình ra mặt là được rồi. Môn phái và chuyện của môn phái bọn họ cũng không tiện ra mặt. Sẽ không nói đến chuyện liên quan đến quốc gia làm gì. Việc trọng đại như thế này đương nhiên phải suy nghĩ thận trọng hãy nói. Hơn nữa, tôi sẽ phải báo cáo với quốc gia, sau khi họ đồng ý còn phải thương lượng cụ thể. Diệp Phàm nói, tôi tin rằng bọn họ sẽ hiểu được tấm lòng của anh Diệp. Bọn họ đều biết anh làm là vì quốc gia thôi. Trương Hùng nói. Tốt, chỉ cần nói trước chuyện này, có thể thành công hay không còn phải xem ý tứ thế nào đã. Không thành công anh cũng không nên đau lòng làm gì là được. Tôi tin rằng, lãnh đạo cấp trên sẽ thấy được thành tích của đồng chí Trương Hùng anh. Diệp Phàm nhẹ nhàng vỗ bả vai Trương Hùng. Tôi tin tưởng vào sự đề cử của anh. Trương Hùng thận trọng gật đầu. Ngày hôm sau, Diệp Phàm đến doanh trại quân đội tướng quân Đức Lý thăm viếng Phó Tổng thống Á Lực Ân Sa. Vị khách Trung Hoa tôn kính, hôm nay được gặp ngài thật vui quá. Tướng quân Đức Lý còn tưởng Diệp Phàm đồng ý rồi. Cho nên từ xa đã tới ôm chặt thân mật rồi. Đương nhiên, tướng quân Đức Lý còn có một lý do đó là tôn trọng người mạnh, hai bên đi vào phòng nói chuyện. Chúng ta đã bàn bạc qua chuyện này rồi, cảm thấy không được. Nhưng, yêu cầu của chúng tôi có chút thay đổi. Diệp Phàm nói. Trương Hùng đứng bên cạnh phiên dịch. Hả, tướng quân Đức Lý liếc nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Các anh có yêu cầu gì xin cứ nói ra. Về phương diện nghiệp vụ mà nói tập đoàn Hoành không chúng tôi không phù hợp với quặng mỏ núi Bảo Tây, cấp dưới của tập đoàn Hoành không chúng tôi có mấy người. Cũng có đề cập đến vấn đề khai thác mỏ quặng đồng, ví dụ như phương diện gia công đồng chẳng hạn. Cho nên, chúng tôi hy vọng các anh sẽ giao quyền khai thác mỏ quặng núi Bảo Tây cho tập đoàn Hoành không chúng tôi. Diệp Phàm nói, việc này, tướng quân Đức Lý do dự liếc nhìn Á Lực Ân Sa một cái. Diệp Phàm biết được, tướng quân Đức Lý cũng là quân đội thuộc của tổ chức chính phủ Cang Cứu. Á Lực Ân Sa được coi như là một trong những đệ tử đắc lực. Trong tay có hơn 1000 người. Theo như tôi được biết, lợi nhuận mà mỏ quặng núi Bảo Tây này đem lại rất cao. Hơn nữa, rất thích hợp cho việc khai thác, kinh phí khai thác cũng thấp. Hơn nữa, chính phủ của chúng tôi đã dành sự ưu đãi lớn nhất cho tập đoàn Hoành không các anh rồi. Á Lực Ân Sa nói. Chúng tôi cũng nói rõ nguyên nhân rồi, công ty con của tập đoàn Hoành không chúng tôi không có phương diện khai thác. Mà đồng nghiệp của công ty con cũng có, nếu có phải khai thác, vậy có phải thành lập một công ty nữa không? Tương đối khó khăn, hơn nữa, thành lập một công ty con mới còn phải tiến hành khai thác ở nước ngoài, việc này càng khó khăn. Chi phí của chúng tôi bỏ ra vô hình trung tăng lên rất nhiều. Đêm qua tôi cũng đã thương lượng với cán bộ cấp cao của công ty một chút rồi, bọn họ đều cảm thấy công việc trước mắt không phù hợp khai thác trong một thời gian ngắn. Cho nên, đã thương lượng rồi, vẫn cảm thấy tiến hành mở rộng nghiệp vụ mới tốt. Diệp Phàm nói, thật ra, mỏ quặng núi Bảo Tây chắc chắn nắm bắt được, cung khai hà bên kia đã muốn mở rồi. Cho một công ty tư nhân thuộc tập đoàn Hoành không đến. Việc này chính xác là rất khó làm, Á Lực Ân Sa nhăn mày nói. Theo như tôi được biết, quặng mỏ núi Bảo Tây cũng thuộc mảnh đất này, phạm vi cũng phải hơn 100 km. Khối lượng quặng này thuộc địa bàn của chính phủ Cang Cứu, cũng thuộc địa bàn khống chế của tướng quân Đức Lý, chẳng lẽ ở trong này còn có người khiêu chiến cướp uy quyền của chính phủ Cang Cứu sao? Diệp Phàm dùng phép khích tướng. Chủ tịch tỉnh Diệp, nói thật với anh, khu đất này thật ra là khu do chính phủ chúng tôi quản lý. Nhưng núi Bối Tây lại thuộc nơi khác, khu kia cũng không rộng lắm,
cũng chỉ trong phạm vi một huyện thôi, cũng không quá 100 km. Nhưng rừng rậm ở chỗ này mọc rất rậm rạp thành bụi, mảnh đất này thuộc loại nguyên thủy. Hơn nữa, dân cư ở đây thuộc cư dân nguyên thủy Congo, thuộc dân tộc A Cổ Lạp. Bọn họ là một trong những dân tộc bản xứ tối cổ nhất trên lục địa châu Phi, đến bây giờ cũng có hơn 1 triệu năm lịch sử rồi. Nếu đi ngược dòng lên trên có thể thấy mấy chục năm trước dân tộc A Cổ Lạp cổ xưa đã sống ở đó. Đương nhiên, thời điểm đó vẫn là thời kỳ người nguyên thủy hay người vượn cổ, cũng không phải là thời đại bắt nguồn văn minh. Trước đây dân tộc A Cổ Lạp sống ở đấy còn mấy chục vạn người sống ở đó, mặc dù dân số không nhiều nhưng diện tích lại rất lớn. Hơn nữa núi Bảo Tây lại thuộc địa bàn của dân tộc A Cổ Lạp, chúng ta chỉ khống chế khu này trên danh nghĩa thôi. Nhưng có điều đáng tiếc là chúng tôi đã làm mất đi quyền khống chế núi Bảo Tây rồi, đó là sự sỉ nhục của chính phủ cang cứu chúng tôi. Á Lực Ân Sa nói, chẳng lẽ dân tộc A Cổ Lạp ở núi Bảo Tây lại rất mạnh sao, bọn họ không chịu để cho bất kỳ ai kiểm soát sao? Hay là còn có nguyên nhân khác? Diệp Phàm rất hứng thú nói. Điều đó cũng không phải, nói thật nếu muốn kiểm soát khu vực này quân chính phủ của chúng tôi vẫn có cách. Nhưng có ảnh hưởng không tốt, bởi vì dân tộc A Cổ Lạp là một trong những dân tộc nguyên thủy thuộc lục địa châu Phi. Nếu chúng ta cưỡng chế để kiểm soát khu này thì họ sẽ phản đối chính phủ chúng tôi khá gay gắt. Cho nên, chính phủ đã để dân tộc A Cổ Lạp có chính phủ tự do. Về cơ bản khu này là một quốc gia, hoàn toàn là do A Cổ Lạp kiểm soát, chính phủ không kiểm soát bọn họ, tự bọn họ phát triển. Chỉ cần không phản đối chính phủ, bọn họ muốn làm gì thì làm như thế. Á Lực Ân Sa nói. Đúng vậy, mấy năm trước đã phát hiện ra mỏ quặng ở núi Bối Tây rồi. Cũng có rất nhiều công ty nước ngoài trả giá rất cao cho mỏ quặng đồng Bối Tây. Nhưng chưa có công ty nào có thể thuyết phục được A Cổ Lạp lấy quyền khai thác mỏ quặng núi Sơn Tây. Nếu chủ tịch tỉnh Diệp không tin tôi có thể liên hệ giúp anh. Để các anh ra mặt thương lượng với dân tộc A Cổ Lạp. Nếu bọn họ đồng ý, chính phủ chúng tôi không có ý kiến gì. Nếu như trong thời gian khai thác có vấn đề gì xảy ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ giúp đỡ các anh. Tướng quân Đức Lý tỏ vẻ khá nhiệt tình. Chương 3598, bí mật về nước trinh nữ. Đương nhiên điều chế thuốc đều là hương bánh trái, bọn họ đều giai cấp giàu có của dân tộc A Cổ Lạp. Mỗi người đều có rất nhiều khu nhà cao cấp. Bởi vì số lượng những người này rất ít, được người ta tôn kính. Những người có quyền giàu có mua thuốc cũng rất tôn trọng bọn họ. Dù sao số lượng trinh nữ rất ít, mà trinh nữ phải qua tay bọn họ mới biến thành tiền. Trên thực tế bọn họ cũng là những trinh nữ mua bán của dân tộc A Cổ Lạp. Nguyên nhân chính là nguồn cung cấp ít, một vài người giàu có tiền cũng không mua được. Cho nên, bọn người kia mới có thể nâng giá lên được, hơn nữa còn phải thương lượng nữa mới bán cho anh. Trương Hùng nói. Tôi nói Trương Hùng này, anh nói nhiều về trinh nữ như vậy, sao tôi vẫn không thấy có mối quan hệ gì với mỏ quặng đồng vậy? Có liên quan lớn ý chứ? Nguyên nhân chính là dân tộc A Cổ Lạp phải dựa vào săn thú và bán trinh nữ để duy trì cuộc sống của bọn họ. Cho nên, bọn họ sẽ giữ lại những trinh nữ thuần khiết, nên từ chối hết tất cả doanh nghiệp vào đây. Bọn họ cho rằng các nhà xưởng ô nhiễm sẽ làm ảnh hưởng đến sự thuần khiết của trinh nữ của bọn họ. Trương Hùng nói, cái này thật sự rất phiền phức rồi đây, loại tư tưởng này đã ăn sâu bám rễ vào trong đầu của bọn họ rồi. Chúng ta phải khai thác mỏ đồng sao có thể nói là không ô nhiễm được cơ chứ? Nhưng giá của một trinh nữ rốt cuộc là bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi nhăn mặt lại. Việc này nói thật là tôi cũng nhìn thấy. Trương Hùng nói xong liếc mắt nhìn Chí Quân một cái hỏi. Chí Quân, anh đến đây cũng được một thời gian rồi, có nhìn thấy trinh nữ bao giờ chưa? Không thấy, cả ngày tôi đều ở công trường, còn không có thời gian đi tạo mối quan hệ khác. Nào có nhàn rỗi mà đi xem trinh nữ chứ? Cung Chí Quân lắc đầu, nghĩ nghĩ nói, tôi có công nhân tên là A-La-Hán. Nghe nói ông của anh ta sống hơn 120 tuổi rồi, nghe nói ông của A-La-Hán sống ở núi Bối Tây. Ông anh ta sống lâu như vậy chắc biết được chuyện này. Cung Chí Quân nói. Hỏi A-Lạp-Hán trước đã. Diệp Phàm nói, Cung Chí Quân gật gật đầu đi ra ngoài gọi, nửa tiếng sau A-Lạp-Hán đi vào. A-Lạp-Hán, anh đã nhìn thấy trinh nữ của dân tộc anh bao giờ chưa? Có thể nhìn thấy ở đâu? Và giá cả như thế nào? Cung Chí Quân hỏi. Nhìn thấy rồi. Là những cô gái thuần khiết trong suốt, không cẩn thận anh còn không nhìn thấy ý chứ, bởi rất thánh khiết. Cho nên những cô gái trinh tiết cũng thánh khiết như vậy, nên người ta gọi là trinh nữ. Ở đâu có thì tôi cũng rất khó nói.
Nếu mà hiểu được thì A Lạp Hãn tôi cũng không cần đến công trường làm gì. Nghe nói mỗi lần trinh nữ xuất hiện đều không giống nhau. Có thể anh không nghĩ được nói nào có thể nhìn thấy, hơn nữa, người ta còn sợ con người biết được có thứ như vậy, bọn họ ngậm chặt miệng không tiết lộ bất cứ điều gì. Còn có một truyền thuyết, trinh nữ chính là trinh nữ thánh khiết mà thần trinh nữ ban cho. Thần trinh nữ còn cảnh báo không được tiết lộ bí mật. Thật ra ông nội của tôi năm đó đã đào được một cái bình nhỏ, nhưng tôi hỏi ông nội ông ấy cũng không chịu nói nước có từ đâu. Nước này rất đáng giá, một lượng nhỏ nước trong bình cũng có thể bán được 500.000 đô la Mỹ. Tuy nói giá của trinh nữ rất cao nhưng cũng không hiểu được ở đâu bán. Thứ hai là số lượng rất ít, đặc biệt là bây giờ nhu cầu càng lớn, sản lượng lại ít. Đoán chừng một thành viên mỗi năm cũng chỉ mua được 3-4 kg thôi. Không chỉ là một cái bình nhỏ như đầu ngón tay, chỉ cần vài giọt cũng có thể biến A Lạp Hãn thành bà lão xinh đẹp rồi. A Lạp Hãn nói, một năm mới có thể mua được 3-4 kg, dân tộc Anh sao mà sống được? Diệp Phàm hỏi, Cung Chí Quân phiên dịch. Có thể sống được chứ, một giọt nước trinh nữ có thể điều chế được rất nhiều thuốc, hơn nữa giá cả lại rất đắt. Hơn nữa hàng năm ủy ban phải trích phần trăm cho tù trưởng. Phần trăm nhiều thì sẽ lấy mua sản phẩm cho mọi người trong bộ tộc. Đương nhiên mỗi năm còn có người đói chết và bị bệnh chết, nhưng cũng giỏi hơn trước nhiều rồi, cuộc sống của người dân trong bộ lạc cũng rất khổ. Họ còn sống khổ hơn so với các anh, nhưng, bây giờ là như thế, không ai có cách gì. A Lạp Hãn nói, nhưng bây giờ cũng có rất nhiều người học cách đi làm công nhân. Làm công nhân kiếm tiền mua được nhiều đồ hơn những người trong bộ lại. Tôi thật vinh hạnh được làm việc trong công trường của các anh, hy vọng các anh có thể đưa tôi đến TQ. TQ là một quốc gia giàu có thịnh vượng, là giấc mộng thiên đường của mỗi chúng tôi. Ha ha, A Lạp Hãn, yêu cầu của anh cũng không phải là không thực hiện được, nhưng, nếu anh có thể đáp ứng yêu cầu của chúng tôi thì tôi có thể giúp anh. Diệp Phàm cười nói. Mời ông chủ nói, A Lạp Hãn nhanh chóng cung kính, người này biết được Diệp Phàm là ông chủ của tập đoàn, tự nhiên cung kính. Nghe nói ông của anh A Lạp Tầm cũng vẫn còn có uy danh trong bộ lạc có phải không? Diệp Phàm hỏi. Trước đây ông ấy còn làm trại chủ của sơn trại chúng tôi. A Lạp Hãn nói những lời này có chút kiêu ngạo. Cũng giỏi lắm, có tất cả bao nhiêu người trong sơn trại? Diệp Phàm hỏi. Hơn 1.000 người, nhưng bây giờ cũng có hơn 300 người đi rồi, còn lại hơn 700 người thôi. Hơn nữa năm đó quân đội tấn công, có hơn 100 người của sơn trại chúng tôi bị chết rồi. Nhưng chúng tôi đều bảo vệ sơn trại, chúng tôi cũng giết được hơn 100 người bên họ. Nhưng tất cả bọn họ đều có súng pháo, chúng tôi chỉ có dao và cung tiễn để bảo vệ thôi. Trại chủ Á Cơ Đại đương nhiệm rất có bản lĩnh, vận khí của anh ta rất tốt, tự nhiên lại có một bình nhỏ nước trinh nữ. Anh ấy bán nước trinh nữ để mua súng trường và lựu đạn. Còn có hai quả pháo nữa, tiểu quân đội của chúng tôi có hơn 100 người. Người bình thường cũng không dám đến gần sơn trại gây phiền phức. A Lạp Hãn nói, quân đội nhỏ như của bọn anh có bao nhiêu nhánh? Diệp Phàm hỏi, thật sự xin lỗi ông chủ, vấn đề này tôi không thể trả lời được, bởi vì tôi là dũng sĩ của dân tộc A Cổ Lạp, ông nội của tôi lại từng là trại chủ. A Lạp Hãn tự nhiên không nói. Ha ha, thật ra việc này chỉ cần hỏi chính phủ là biết ngay. Bọn họ đều làm công tác thống kê. Diệp Phàm cố ý cười nói. Những thằng khốn nạn, tại sao lại có thể làm như thế chứ? A Lạp Hãn quả nhiên trúng kế, giận dữ mắng. Cho nên anh nói hay không cũng không sao cả, nhưng nếu anh nói chúng tôi sẽ thưởng cho anh 1.000 đô la Mỹ. Cung Chí Quân nói, tôi xin lỗi, tôi là một dũng sĩ của dân tộc A Cổ Lạp, tôi không thể nói. Không thể tin được là A Lạp Hãn không bị cám dỗ. Cho anh 10.000 đô la Mỹ, Diệp Phàm nói. Tôi xin lỗi ông chủ, cho dù ông có là cấp trên của tôi cũng không nói, tôi là một dũng sĩ của dân tộc A Cổ Lạp. Là một dũng sĩ của dân tộc A Cổ Lạp kiên quyết lắc đầu không nói. Hừ, anh không nói chúng tôi cũng điều tra ra được. Thứ hai, anh không nói công ty chúng tôi sẽ đuổi việc anh. Cung Chí Quân tức giận quát. Thực chất các anh cũng giống bọn họ thôi. A Lạp Hãn tức giận. Bọn họ là ai? Diệp Phàm hỏi. Người Mỹ, trong dân tộc của chúng tôi cũng có người không chịu được sức hấp dẫn của đồng tiền đã nói ra. Người Mỹ muốn đến khai phá núi Bối Tây, chúng tôi sẽ giết bọn họ. Mặc kệ người khác thế nào, A Lạp Hãn tôi sẽ không nói đâu. Lúc này tự nhiên thắt lưng A Lạp Hãn căng ra. Ha ha, rất tốt, Diệp Phàm tôi tôn trọng sự quyết định của anh.
Diệp Phàm cười cười vỗ bả vai A Lạp Hãn, nói với Cung Chí Quân, chẳng những không được sa thải A Lạp Hãn, mà phải tăng thêm lương cho anh ấy. Mỗi tháng thêm 100 đô la, đây chính là lời tôi nói. Được, Cung Chí Quân nói. Anh có cho tôi thêm 100 đô la Mỹ tôi cũng không nói. A Lạp Hãn nói. Ha ha, anh không cần phải nói. Như vậy đi, ông nội của anh đã từng nhìn thấy bình nước trinh nữ nhỏ rồi. Chúng tôi muốn gặp ông nội của anh được không? Anh phải tin tưởng chúng tôi, người TQ chúng tôi là bạn của các anh, tuyệt đối sẽ không làm hại đến lợi ích của các anh. Diệp Phàm nói. Tôi có thể đưa các anh đến gặp ông nội của tôi. A Lạp Hãn nói. Sáng ngày thứ hai, đoàn người Diệp Phàm tìm tướng quân Đức Lý bảo anh ta đưa thẳng tới núi Bảo Tây của dân tộc A Cổ Lạp. Trên đường đi còn tiện tay giết mấy tên đuôi mù mới đi vào trong núi Bảo Tây. Bước vào trong núi có cảm giác rất rộng, bởi vì vừa nhìn đã thấy một màu xanh biếc rồi. Nơi này vẫn còn chưa bị khai thác, cho nên, chỉ có một con đường nhỏ gồ ghề, ngồi trên xe mà đi rất khó chịu, tướng quân Đức Lý phái một xe Việt dã tới. Con đường vất vả, đến tối mới đến thị trấn Bối Cốc. Diện tích của thị trấn này cũng rất lớn, bởi vì đất không đáng giá, cho nên diện tích một ngôi nhà rất lớn. Nhưng về cơ bản chính là kết cấu đất gỗ, rất khó có thể tìm thấy một ngôi nhà nào xây bằng thép với bùn. Mọi người đi vào khách sạn duy nhất trong thị trấn. Cái gọi là khách sạn Bảo Cốc chính là một tòa nhà ba tầng được xây dựng bằng đá. Cuộc sống của người dân tộc A Cổ Lạp không có đèn, nhưng thị trấn Bối Cốc lại có điện. Khiến cho đám người Diệp Phàm cảm thấy như quay về cuộc sống thời cổ đại vậy. Vội vàng ăn cơm chiều, mọi người nghỉ ngơi xong Diệp Phàm yêu cầu trưởng lão Thiết Mộc Nhi Đạt đưa mọi người đi thăm thị trấn Bối Cốc. Trưởng lão Thiết Mộc, nơi này có mua bán nước trinh nữ không? Không biết là ở thị trấn này có cửa hàng bán loại này hay không? Diệp Phàm vừa đi vừa hỏi, trưởng lão Thiết Mộc biết tiếng Anh, để tiện cho việc giao tiếp giữa hai bên. Ha ha, nước trinh nữ à, cung không đủ cầu. Người có thể mua được cũng phải là những người quyền quý giàu sang của những quốc gia xung quanh. Trước đó bọn họ cũng đã hỏi thăm rồi, sau đó mới trực tiếp đến lấy, cần hiệu thuốc làm gì. Căn bản là không có hàng. Về cơ bản là không thể chế thuốc tốt cho những người đã đặt được. Nói về vấn đề này, trưởng lão Thiết Mộc có vẻ hơi đắc ý liếc nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói, tôi còn thiếu tướng quân Đức Lý một ân tình, nếu không thì tôi cũng sẽ không dẫn các anh đến đây đâu. Ha ha, chúng tôi sẽ trả thù lao rất hậu hĩnh cho ông. Ông dẫn chúng tôi đi một lần có thể nghỉ ngơi vài năm không phải làm gì ý chứ. Bao Nghị cười nói, chương 3599, núi Bối Tây. Ha ha, đó cũng là việc tôi nên làm. Nhưng tôi lo lắng trong lòng các anh có quỷ. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì Thiết Mộc Nhi Đạt tôi dùng đầu cũng không có cách nào nhận tội với Tổ Tông. Tướng quân Đức Lý bị dân tộc A Cổ Lạp coi là ma quỷ, các anh ngàn vạn lần đừng để cho người của tộc chúng tôi biết đây là tướng quân Đức Lý sắp xếp. Thiết Mộc Nhi Đạt cười nói. Làm điếm còn muốn lập đền thờ, Diệp Phàm hừ lạnh trong lòng một tiếng, miệng cũng cười nói. Yên tâm, chúng tôi đến từ nền văn minh phương Đông Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc và Congo vẫn là bạn bè, chúng tôi cũng không làm gì tổn hại đến lợi ích của A Cổ Lạp các ông. Chúng tôi là người bạn chân thành nhất của ông. Đương nhiên, đối với tộc người A Cổ Lạp từ xưa chúng tôi cũng cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, ở đây núi xanh nước biếc, không khí rất trong lành. Chúng tôi vất vả xây dựng cuộc sống sau cũng phải nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi đến chơi, hơn nữa, chúng tôi đi tộc người A Cổ Lạp cũng không làm gì cho chúng tôi nhớ thương có phải không? Nói cũng đúng, chỉ cần không phải muốn phá hư thì các anh chính là bạn của Thiết Mộc Nhi Đạt tôi. Nói đến tộc người A Cổ Lạp, nếu như các anh nói không có gì để nhớ thương thì các anh lầm rồi. Một dân tộc có mấy nghìn năm lịch sử không thể không có gì cho các anh cảm thấy hứng thú. Ví dụ như, công nghệ mặt nạ của chúng tôi, cung điện hiến tế thần linh thần bí của tộc người A Cổ Lạp chúng tôi. Ngoài ra còn rất nhiều những điều các anh sẽ thấy hứng thú tìm hiểu. Chỉ cần không phải thông đồng với Đức Lý. Chúng ta chỉ có thể tỏ vẻ cẩn thận hoan nghênh các anh. Bởi vì người A Cổ Lạp không hy vọng tiếp xúc nhiều với người bên ngoài. Cho nên, tôi phải cảnh cáo các anh, không cần gây chuyện, nếu không dù Thiết Mộc Nhi Đạt tôi cũng không giúp các anh được. Ở trong này không nói đến pháp luật như người hiện đại các anh, sống chết đều là số trời. Thiết Mộc Nhi Đạt cười nói ra vẻ tôi cũng không ngu ngốc. Trưởng lão Thiết Mộc, tộc người A Cổ Lạp các ông rất không văn minh có phải không? Tôi gặp nhân dân các ông vẫn thân mật thôi. Chúng tôi cũng không phải đến gây chuyện, việc này yên tâm. Trương Hùng cười nói.
Ha ha, đó là bởi vì các anh không thấy được sự hung ác. Thiết Mộc Nhi Đạt vuốt râu cười nói. Cút ngay cho tôi. Thiết Mộc Nhi Đạt còn chưa nói xong tiếng một người phụ nữ đã vang lên. Dầm một tiếng, mấy người Diệp Phàm quay đầu lại phát hiện một cái roi dài bay từ xa quất về phía Hồng Tà. Hồng Tà là ai? Mặc dù roi kia đến hung mãnh, uy vũ nhưng lại bị Hồng Tà nắm được. Phát hiện một cô gái mặc áo hồng cưỡi trên một con sư tử hùng tráng vểnh miệng lên giống như muốn ăn thịt người. Cô gái áo hồng có khuôn mặt hình trái táo, tuy nói da đen nhưng dáng người rất quyến rũ. Bộ ngực cao được che bởi hai tầu lá phập phồng theo sự tức giận của cô gái, sự phập phồng này rõ ràng nhìn thấy. Bởi vì các cô gái của tộc người A Cổ Lạp đều thích để ngực trần, đặc biệt nghe nói các cô gái đều âm thầm phân cao thấp xem ai to hơn. Có thể có một bộ ngực to làm cho đàn ông rơi tròng mắt cùng với cặp mông yêu kiều đó là vốn của các cô gái, là sự kiêu ngạo của các cô. Cô gái này còn che ngực bởi hai tầu lá coi như đã không tồi. Cô gái cưỡi ngựa đi sau cô gái áo hồng nhìn Hồng Tà, ánh mắt để lộ ra chính là vui cười khi người khác gặp họa. Cút ngay. Cô gái áo hồng trừng mắt kéo kéo roi ở phía Hồng Tà nhưng roi không chút thay đổi. Thánh nữ tôn kính, xin ngài bớt giận. Vị này chính là khách đến từ đất nước Trung Quốc thần bí. Thiết Mộc Nhi Đạt vừa thấy nhanh chóng chạy lên khom người nói, đồng thời nháy mắt với Diệp Phàm. Có lẽ cô gái áo hồng có lai lịch, Diệp Phàm đến làm việc cũng không phải đến tìm hoa, cho nên, dùng tiếng phổ thông nói với Hồng Tà. Bỏ đi cùng một cô gái không biết gì không có gì để so đo có phải không? Thánh nữ, hắn chửi cô là loại gái vô tri. Không thể tưởng tượng được một người đàn ông da đen bên cạnh cô gái áo hồng lên tiếng. Mẹ ơi, người này không ngờ nghe hiểu tiếng phổ thông. Diệp Phàm buồn bực trong lòng một hồi, đang muốn giải thích một chút không thể tưởng tượng được cô gái vừa nghe giận tím mặt, lập tức chụp mông sư tử. Con sư tử gầm lên một tiếng hùng tráng lao về phía Hồng Tà. Khách, nhanh chạy đi, thánh nữ cưỡi không phải sư tử bình thường là sư tử tạp giao với giống khác, cho nên, khó khăn. Sư tử này hung tàn thật sự, người bị nó xé xác không ít. Thiết Mộc Nhi Đạt sắc mặt thay đổi nhanh chóng nói. Hồng Tà, một chưởng đánh chết nó. Diệp Phàm không ngờ thử hừ nói, sợ tới mức Thiết Mộc Nhi Đạt mặt tái xanh. Dầm một tiếng vang lên rất lớn, cô gái áo hồng bị Hồng Tà cho cả roi bay lên không trung. Đầu sư kia không may mắn như vậy, bị Hồng Tà đánh vỡ toang đầu, hơn nữa, bị Hồng Tà xẻ đôi người đập vào giữa đám người. Hơn nữa đập đúng vào người nghe hiểu tiếng phổ thông ban nãy. Nhất thời tên kia kêu thảm một tiếng, máu tươi nhuộm đầy người không nói. Ngoài ra không ngờ cả người nằm dưới nửa người con sư tử. Lúc này mọi người đều khiếp sợ, những người đến cùng cô gái áo hồng đều ngơ ngác nhìn hai mảnh thịt sư tử đang phun máu. Ngay cả cô gái áo hồng biến mất mọi người cũng quên mất. Cô gái áo hồng không ngờ cũng khó hiểu, ngơ ngác nhìn Hồng Tà không lên tiếng. A Lạp A Lạp. Không lâu hai chữ này vang khắp trấn, người ở phố kêu to người của cô gái áo hồng cũng kêu to. Ý là gì? Diệp Phàm hỏi Cung Chí Quân. Không rõ ràng lắm. Cung Chí Quân lắc lắc đầu. A Lạp là người mà tộc người A Cổ Lạp chúng tôi kính trọng. Tộc người A Cổ Lạp rất sùng bái người mạnh mẽ, thủ hạ của cậu có thể đánh thăng sư vương, có thể nhận danh hiệu dũng sĩ của tộc người A Cổ Lạp. Cái này thật ra rất tốt. Thiên Mộc Nhi không ngờ cười ha hả, lập tức thoải mái. Đây đúng là cái Diệp Phàm cần. Tộc người A Cổ Lạp nếu tôn trọng người mạnh mẽ, trốn tránh sẽ làm cho thánh nữ khinh thường. Để cô ghi nhớ một chút cũng làm cho tộc người A Cổ Lạp biết thế nào mới là cường giả chân chính đến từ phương Đông. Quả nhiên hiệu quả, đương nhiên Diệp Phàm cũng liều một phen, nếu sai lầm tuy không lo lắng về tính mạng nhưng tuyệt đối là cụp đuôi chạy trốn. Dù sao người ta nhiều người, lại có súng trong tay. Hơn nữa, quan trọng chính là Cung Khai Hà đã dặn mà việc lớn lại thất bại thì phiền toái. Nhưng lần này Diệp Phàm thành công. Ông dám đánh với chị tôi sao? A Nhĩ Bạo Oa Oa đến trước mặt Hồng Tà khiêu chiến. Hồng Tà nhìn Diệp Phàm một cái, Diệp Phàm gật đầu Hồng Tà khách khí hử nói. Ban đầu ta không muốn đánh phụ nữ, nhưng ngươi đã nói như vậy thì lựa chọn địa điểm đi. Vậy thì ở thần điện thánh nữ. A Nhĩ Bạo Oa nói. Tiên sinh. Việc này tốt nhất thương lượng một chút cho thỏa đáng. Thiết Mộc Nhi Đạt vừa nghe nóng nảy vội nói với Diệp Phàm. Không cần, nếu đồng ý rồi thì ứng chiến. Diệp Phàm khoát tay áo, trưởng lão Thiết Mộc thở dài cũng không nói gì. Cô gái áo hồng vung ba roi lên khiêu khích sau đó cưỡi ngựa đi. Chẳng lẽ chị của Á Nhĩ Bạo Oa rất lợi hại đúng không?
Cung Chí Quân hỏi. Lợi hại, cô chính là thánh nữ thật sự của tộc người A Cổ Lạp chúng tôi. A Nhĩ Bạo Oa là chúng tôi cố ý gọi trước mặt người ngoài. Chị của cô Á Thủy Thanh Thanh mới chính là thánh nữ thật sự, là niềm tự hào của A Cổ Lạp chúng tôi. Là đệ nhất mỹ nữ của tộc A Cổ Lạp chúng tôi. Cậu có biết tộc người A Cổ Lạp chúng tôi là người da đen, nhưng Á Thủy Thanh Thanh dù da đen nhưng cũng làm cho người ta run rẩy. Vẻ đẹp của cô tôi không nói được, khi cậu nhìn thấy cô ấy thì sẽ biết. Thiết Mộc Nhi Đạt nói. Tôi biết Thiết Mộc, cậu còn chưa nói cô lợi hại thế nào. Hồng Tà không kiên nhẫn hỏi. Đương nhiên là lợi hại, nhưng tôi chưa thấy cô thể hiện võ công bao giờ. Các ông chắc chắn bảo tôi nói dối, tôi tuyệt đối không nói dối. Việc này tướng quân Đức Lý rõ ràng nhất. Thiết Mộc Nhi Đạt nói. Tướng quân Đức Lý làm sao lại biết? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, năm đó tướng quân Đức Lý không phải tấn công tộc người A Cổ Lạp chúng tôi 2 lần sao? Kết quả là chết thảm. Đặc biệt lần thứ 2, ngay cả tướng quân Đức Lý cũng bị chúng tôi bắt giữ. Cuối cùng phải bồi thường cho chúng ta 100.000 đô la Mỹ mới chuộc anh ta ra. Nói về việc này Thiết Mộc Nhi Đạt vẫn khá đắc ý. Trở lại khách sạn Diệp Phàm nghĩ cách liên hệ với tướng quân Đức Lý. Lần này thật ra mang đến một thiết bị thông tin quân dụng, nếu không, di động ở đây đã thành vật trang trí. Tướng quân Đức Lý, ông có biết rõ về Á Thủy Thanh Thanh không? Diệp Phàm hỏi. Sao thế, các cậu gặp cô ấy rồi? Đức Lý ra vẻ có chút giận mình. Cũng không phải. Diệp Phàm nói qua mọi chuyện. Phiền toái, các cậu nhanh chóng từ chối, không thể so đấu đâu. Đức Lý nóng nảy nói. Hả, chẳng lẽ Á Thủy Thanh Thanh lợi hại như thế? Diệp Phàm hỏi. Lợi hại, chuyện mất mặt, mấy năm trước lần thứ 2 tiến công vào núi Bối Tây tôi dẫn theo hơn 1.000 người. Cuối cùng ngay cả tôi cũng bị bắt giữ. Người bắt chính là Á Thủy Thanh Thanh. Cô gái này quả thực không phải là người, hơn 300 binh lính bảo vệ tôi. Không ngờ cô vọt đến, giống như là bay đến. Hơn nữa trên đường cô bay đến bị thương trên 100 binh lính. Đức Lý thổn thức nói. Cô có thể bay, không thể nào, người làm sao có thể bay, có phải là khinh công lợi hại không? Diệp Phàm hỏi. Thật sự là bay, lúc ấy dưới chân cô cũng không có đồ vật gì, ngay cả một nhánh cây cũng không có, cứ phập phồng mấy cái đã đến trước mặt tôi. Hơn nữa, tốc độ cực kỳ nhanh, có thể so với xe thể thao. Đức Lý nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3600, biết bay. Anh nói phập phồng mấy cái, có phải là trên đường cô ấy dùng điểm tựa giống như đạp lên đầu binh lính hoặc đạp đất đến trước mặt anh? Diệp Phàm hỏi. No, no. Đức Lý nói 2 từ no liên tiếp sau đó nói. Lúc đó tôi cách cô ấy khoảng 3 km, trên đường tôi rõ ràng thấy cô không đặt chân chút nào. Như là bay trên không trung đến trước mặt chúng tôi. Lúc đó binh lính của tôi sợ choáng váng hết, ngay cả súng cũng quên mở. Đương nhiên. Đối với nữ thần thì các cậu nổ súng cũng vô dụng. Nếu không giẫm chân, thì có phải là trên tay có gì để mượn lực không? Giống như chúng ta dùng đồ để lướt lợi dụng không khí đi về phía trước. Diệp Phàm căn bản là không tin người có thể bay, cho nên, hỏi đặc biệt tỉ mỉ. Không có, tuyệt đối không có. Tôi thấy cô mặc trang phục của dân tộc A Cổ Lạp. Vạt áo nhẹ nhàng bay đến, giống như tiên nữ của người Trung Quốc các cậu bình thường. Đức Lý nói. Mẹ kiếp, người chẳng lẽ thật sự có thể bay sao? Làm sao có thể? Hồng Tà gãi đầu không tin việc này. Có lẽ là lúc đó Đức Lý bối rối nên hoa mắt, người làm sao có thể bay có phải không? Dù là cao thủ thoát thần cảnh cũng chưa nghe nói qua có thể bay. Chỉ là họ có thể di chuyển nhanh, có thể lợi dụng không khí để di chuyển thôi. Một lần lên xuống của bọn họ có thể di chuyển 5-6 cây số, nhìn qua giống như bay vậy. Bao Nghị lắc đầu khó tin việc này. Đúng rồi, khoảng cách giữa Đức Lý với Á Thủy Thanh Thanh là 4-5.000 mét, giữa đó không có lên xuống, xong đời, chẳng lẽ cô ấy là cao thủ thoát thần cảnh? Vẻ mặt Trương Hùng có chút khó coi. Nghe nó Á Thủy Thanh Thanh cũng mới hơn 30 tuổi, dù là bay thì cũng không thể là cao thủ thoát thần cảnh đi. Dù cao thủ thời cổ đại cũng không thể nhanh như vậy. Thời cổ đại người như vậy là người thích hợp để luyện công. Diệp Phàm nói. Thực sự bay được. Thiên Đao lên tiếng. Người này là một người cuồng võ học, không ngờ không chút nhút nhát, vẻ mặt đầy hưng phấn. Hồng Tà, ngày mai gặp rồi. Thật sự không được thì mất mặt, nắm lấy cơ hội nhận thua là được. Chúng ta không thể bỏ mạng ở đây.
Diệp Phàm nói trong lòng cũng có chút bồn chồn. Sợ cái gì, phải chết thì cũng chỉ là một mạng thối giữa. Muốn bảo Hồng Tà tôi đường đường nhận thua, mặt này tôi không nhận được. Cậu cũng không thể nhận, dù tôi chết cũng có mặt mũi quay về. Hồng Tà kiên quyết lắc đầu. Nhất Diệp Đại Sư còn đang chờ ở nhà, không dễ dàng. Người ta đã đợi mấy chục năm, chẳng lẽ ông nhân tâm bỏ bà ấy? Diệp Phàm nói, quả nhiên Hồng Tà lập tức phân vân, xem như là có thể nhận thua. Thật ra, so đấu với Á Thủy Thanh Thanh đối với chúng ta mà nói cũng là một cơ hội. Tôi nghĩ, nếu như nói cô ấy có thể bay là không có khả năng. Nếu như nói cô ấy là cao thủ thoát thần cảnh tôi nghĩ càng không có khả năng. Vậy trong đó nhất định có nguyên nhân, tôi nghĩ nếu như có thể chiến thắng cô thì chúng ta có cơ hội. Cô ấy là con gái của thủ lĩnh tối cao của tộc người A Cổ Lạp. Chúng ta muốn khai thác mỏ quặng đồng bối Tây đây không phải là cơ hội sao? Thủ lĩnh cao nhất của tộc người A Cổ Lạp xưng là vua, phía dưới còn có đại tù trưởng, tiếp theo còn có các tù trưởng nhỏ. Phía dưới tù trưởng còn có những người quản lý sơn trại. Sơn trại này có các trại chủ, như ông nội của A Lạp Hãn chính là trại chủ. Tôi nghĩ, trong địa bàn rộng lớn của người A Cổ Lạp hẳn không chỉ có mấy trăm nghìn, hẳn là phải có mấy triệu người. Chỉ là họ đứng giữa quốc gia, chính quyền cũng không muốn quản lý họ. Diệp Phàm nói. Sáng ngày thứ hai được A Lạp Hãn dẫn đầu mấy người Diệp Phàm đi thẳng đến Đô Sơn Trại. Đi đến Điện Thánh Nữ cũng phải đi qua Đô Sơn Trại, thật ra cùng một đường. Đô Sơn Trại rất hung hiểm, thống trị vùng núi cao hiểm trở, khó trách người ngoại tộc xâm lược họ có thể chặn được. Vẫn là đường đá leo lên trên, tất cả mọi người mồ hôi nhỏ giọt. Bao Nghị, chúng ta đi qua bao nhiêu cấp? Diệp Phàm hỏi, bởi vì Bao Nghị cùng Trương Hùng hiểu rõ nhất. 3.000 cấp. Bao Nghị nói. Không đúng, 3.008 cấp. Trương Hùng nói. Rõ ràng 3.000 cấp, chắc chắn là số sai rồi. Bao Nghị tranh nói. Mẹ kiếp, tuyệt đối hơn 8 cấp, tôi luôn đếm cũng chưa không chú ý bao giờ. Trương Hùng cũng không nhận thua. Ha ha, các cậu xem phía trước chính là thềm đá cuối của sơn trại, số của các cậu còn nhiều hay ít cấp. Thiết Mộc trưởng lão cười nói. 50 cấp. Lúc này Bao Nghị và Trương Hùng năng lực đều tốt liếc mắt một cái nói. Bậc thang lên sơn trại tổng cộng có 3.060 bậc. Thiết Mộc trưởng lão vuốt vuốt râu cười nói. Bao Nghị cùng Trương Hùng nhìn nhau có chút xấu hổ, cuối cùng hai người đều cười to, bởi vì hai vị đều nói sai. Phải chú tâm thêm nhé hai vị. Cung Chí Quân nói đùa. Anh đến thử xem. Chí Quân tất nhiên là lọt vào sự tấn công của hai người. Ở thềm đá cuối cùng có một cổng vòm hình tròn, bên ngoài đầy rêu xanh, khiến cho nó có vẻ rất cũ kỹ thậm chí hơi có vẻ đổ nát. Ha ha, Diệp tiên sinh, đừng nhìn cửa này cũ nát như vậy nhưng nó là nơi thánh nữ nghìn năm tự tay viết tên. Thiết Mộc trưởng lão cười nói. Hả, lợi hại, không ngờ còn khá lâu đời. Diệp Phàm cười cũng không để ý đến cái này ngẩng nhìn vào trong. Lúc này trong đầu Diệp Phàm vang lên một tiếng lanh lảnh, ngây dại. Thế nào? Diệp tiên sinh không tin cổng vòm này có lâu như vậy sao? Thấy Diệp Phàm ngẩn người Thiết Mộc trưởng lão hơi mất hứng. Không phải tôi đang chìm trong lịch sử. Diệp Phàm kịp phản ứng, cười giải thích, trong lòng sóng dậy bốn bề. Bởi vì Diệp Phàm nghe thấy được hương vị thân quen. Huyễn ma, cô xem ba chữ Đô Sơn Trại trên cổng vòm này có phải có chút lạ không? Diệp Phàm đánh thức huyễn ma, lão ma tất nhiên gầm rú tức giận. À, hình như là. Huyễn ma nói đứt quãng khá khiếp sợ. Thiên trọng nguyệt âm chi lộ ngưng tụ thành tên cổng vòm. Diệp Phàm nói, bởi vì lúc trước đã kể cho huyễn ma nghe về Mỹ Nhân Ngư, tuy huyễn ma chưa đến đảo Thủy Tinh nhưng cũng đã nghe nói đến thiên trọng nguyệt âm chi lộ. Nghe nói thiên trọng nguyệt âm chi lộ là sản phẩm đặc biệt của Vũ Vương Sở trên đảo Thủy Tinh, những chỗ khác không thể có. Ba chữ Đô Sơn Trại này là thánh nữ của dân tộc A Cổ Lạp viết từ hơn ngàn năm trước. Nếu như quả thật là thiên trọng nguyệt âm chi lộ thì thánh nữ kia chẳng lẽ đã đến đảo Thủy Tinh sao? Hoặc là thánh nữ có liên hệ với đảo Thủy Tinh? Huyễn ma cũng nghi ngờ. Khi hai người đang trò chuyện đột nhiên nghe tiếng A Lạp Hãn hét to. Chữ đâu rồi, sao không thấy chữ? Sao thế này, thật sự không thấy. Bao Nghị cũng nói, Diệp Phàm ngẩng đầu lên thiếu chút nữa bật cười. Bởi vì hắn phát hiện Mỹ Nhân Ngư đã chạy lên ba chữ to Đô Sơn Trại từ lúc nào. Hơn nữa há miệng rộng răng rắc đem ba chữ hàng nghìn năm của người ta nhai như khoai lang.
vừa nuốt vào thì những chữ này với mỹ nhân ngư hòa làm một nên không nhìn thấy. Ban đầu nhìn thấy là vì thánh nữ khi luyện đã bỏ thêm vật chất. Những vật chất này mỹ nhân ngư đương nhiên không có hứng thú, gặm hết thiên trọng nguyệt âm chi lộ đã vứt những vật chất phối này xuống dưới đất. Mỹ nhân ngư trong suốt, chỉ có Diệp Phàm có thể nhìn thấy. Đương nhiên đây là Tam Hóa Đại Sư bố trí vậy. Đương nhiên, ở đây ngoài Huyễn Ma và Diệp Phàm cả Thiên Đao cũng không nhìn thấy mỹ nhân ngư. Nhưng, Thiên Đao có thể cảm giác được, dù sao người ta chính là cao thủ bán niệm khí. Cho nên, Thiên Đao lập tức dùng tay bằng cảm giác chụp lấy mỹ nhân ngư. Diệp Phàm nhanh chóng kéo tay Thiên Đao về, dùng truyền âm mật thuật nói. Đừng lộn xộn, nơi này rất kỳ lạ, chúng ta đừng gây chuyện. Thiên Đao vừa nghe, thu tay lại tuy trong lòng vẫn nghi ngờ, nhưng lúc này cũng không phải lúc hỏi. Tốt, nếu nhiều hơn một chút thì tốt rồi, cơ thể của tôi có thể khôi phục được một ít. Mỹ nhân ngư hình như được tẩm bổ vậy, còn lè lưỡi liếm môi, da vẻ còn hơi ít. Diệp Phàm hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, nhanh chóng bước lên nhặt mấy chữ đô sơn trại rơi dưới đất nói. Xem ra, thời gian lâu nên bị hỏng. Mọi người xem, có lẽ là gió thổi nên rơi, chỉ còn lại chút tàn ở đây, những thứ khác bị gió thổi hoặc là khí hóa. Bởi vì đây là thánh nữ viết có phải không? Hẳn là vậy, hơn 1000 năm rồi, đá còn có thể mòn chớ nói chi là chữ viết tay có phải không? Thiết Mộc trưởng lão cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của Diệp Phàm. Mỹ nhân ngư ở cách đó không xa lè lưỡi làm ngáo ộp. Không lâu trại chủ Đô Sơn trại Á Kỳ dẫn theo một số người trong trại đi ra. Tất nhiên là A Lạp Hãn đi báo cáo việc này. Nhìn một ít vật rơi dưới đất, Á Kỳ vẻ mặt bi thường. Người của Đô Sơn trại đều quỳ xuống bọn họ nhặt những thứ còn lại giống như là bảo bối, nói là phải đem vào đại điện. Ôi, chẳng lẽ là thánh nữ chừng phải Đô Sơn trại? Đây là thánh nữ muốn giáng tội. Ông nội A Lạp Hãn được cháu trai đỡ ra, người 120 tuổi không ngờ quỳ trên mặt đất khóc. Thánh nữ, Đô Sơn trại chúng tôi vẫn thờ phụng ngài, xin đừng trừng phạt, nếu phạt thì phạt tôi không làm tốt chức trại chủ. Xin đừng giáng tội đến nhân dân Sơn trại. Á Kỳ nói. Trong khoảng thời gian ngắn, người Đô Sơn trại đều nước mắt vòng quanh, liên tục dập dầu xin thánh nữ đừng giáng tội. Mỹ nhân ngư biết mình gây chuyện, đứng rất xa không dám lên tiếng. Đều là những người ngoài này đến chọc giận thánh nữ, nếu không, sao bọn họ đến tên của Sơn trại chúng ta cũng không thấy, giết bọn họ, giết bọn họ. Á Kỳ đột nhiên chỉ vào Diệp Phàm hét lớn. Giết bọn họ. Chương 3601, dám trêu ông đây. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh làm mọi người xúc động. Không thể không nói, mấy người Á Kỳ tuy nói trẻ tuổi nhưng rất có năng lực quản lý trời phú, không ngờ biết trốn tránh trách nhiệm, ngay sau đó đã chuyển sự phẫn nộ của dân chúng lên người Diệp Phàm. Từ ông ta Diệp Phàm thật ra thấy được sự quen thuộc của pháp luật trên quốc đảo này. Đó là khi trong nước thất bại lại hướng ánh mắt của dân chúng ra nước ngoài, do đó mình có được lợi thế. Sau đó mấy trăm người của Đô Sơn trại đều đứng lên. Một số người xúc động đã cầm gậy đá chờ hướng về phía mấy người Diệp Phàm. Giết bọn họ, nếu không thánh nữ sẽ giáng tội cho chúng ta. Á Kỳ hôm nay có vẻ muốn thật sự đấu với mấy người Diệp Phàm, nhất định phải tìm vài người chịu tội thay. Mỹ nhân ngư, hãy xử lý Á Kỳ một chút, ghim cương bọn trêu bố đây. Hãy giả thánh nữ lứa dối bọn không biết gì này. Diệp Phàm tức giận dùng truyền âm mật thuật. Chơi rất khá, tôi đến đây. Mỹ nhân ngư vỗ tay đi đến cổng vòm, bởi vì người khác không nhìn thấy cô dùng giọng nói mờ ảo nói. Nhân dân Đô Sơn trại, vốn hôm nay là phạt tội các anh. Dừng lại, nhanh chóng dừng lại. Diệp Phàm nhanh chóng nữa. Sao thế, không đùa nữa sao? Mỹ nhân ngư không hiểu là sao nhìn Diệp Phàm. Cô rốt lắm, không ngờ nói tiếng phổ thông, thiếu chút nữa thì hỏng bét. Cô xem, bọn bao nghị đều trợn tròn mắt, nếu cô nói thêm mấy câu nữa chắc chắn người khác sẽ nói rằng tôi đang nói. Diệp Phàm nói. Nhưng tôi không biết tiếng Pháp. Mỹ nhân ngư nhìn Diệp Phàm chớp mắt. Cô hãy nói Á Kỳ là tội nhân, muốn dùng hình phạt nghiêm khắc nhất của tộc người A Lạp để trừng phạt y. Còn chúng ta là khách quý nhất của Đô Sơn trại, phải dùng đồ tốt nhất của họ để chiêu đãi chúng ta. Tôi hỏi Chí Quân xem nói như thế nào sau đó truyền âm mật thuật cho cô. Diệp Phàm nói xong truyền âm mật thuật hỏi Cung Chí Quân sau đó truyền cho Mỹ Nhân Ngư. Cái này thì mọi người ở Đô Sơn trại nghe đều hiểu. Nhất thời ồn ào. Giết Á Kỳ. Nhất thời tất cả dân trong trại đều nhằm vào Á Kỳ.
tôi không làm, đừng nghe người khác nói lung tung. Á Kỳ luống cuống. Á Kỳ không ngờ dám nói xấu thánh nữ của chúng ta, lập tức đưa vào thánh điện chịu tội. Có người hét lớn, Diệp Phàm vừa thấy không ngờ là một thanh niên, có lẽ người này muốn thay Á Kỳ làm trại chủ. Tôi không nói xấu thánh nữ, mọi người xem, trước kia tôi có được nước thánh. Đây là thánh nữ cho tôi. Hơn nữa, tôi lấy nước trinh nữ tạo phúc cho toàn bộ nhân dân của trại. Mua súng mua lương thực, tất cả mọi người không đến mức chết đói. Á Kỳ luống cuống nhanh chóng hét lên. Là ông ta nói dối, thánh nữ cho ông ta nước trinh nữ vốn là muốn cho chúng ta. Mà Á Kỳ lại giành lấy phần lớn. Mọi người xem, nếu không sao Á Kỳ lại có nhà ở lớn nhất cả trại. Cưới được ba cô gái xinh đẹp nhất làm vợ. Giết Á Kỳ, tài sản của ông ta lớn nhất trại. Người thanh niên kia hét lớn. Bỗng chốc sự phẫn nộ của nhân dân Đô Sơn trại đều tăng lên. Á Kỳ vừa thấy nguy nhanh chóng muốn chuồn. Nhưng trên không trung bị Mỹ Nhân Ngư bắt được đẩy ngã xuống. Nhất thời người của Đô Sơn trại đều quyền đấm cước đá, mấy trăm người phẫn nộ giống lên một tiếng. Anh hùng Á Kỳ của chúng ta khá thảm. Dám làm khó đại ca, nên, Mỹ Nhân Ngư hét lớn, đương nhiên là không phát ra âm thanh rồi. Không lâu dũng sĩ Á Kỳ của Đô Sơn trại bị người ta trói gô lại dẫn về phía thần điện. Người thanh niên cổ động Diệp Phàm nhanh chóng đi đến trước mặt Diệp Phàm nói. Khách quý, tôi là dũng sĩ Nạp Hán của Đô Sơn trại. Hoan nghênh các anh đến sơn trại của chúng tôi sẽ chiêu đãi các anh đồ tốt nhất. Ha ha, tốt lắm. Diệp Phàm dùng chút ảo ảnh nhỏ của huyễn ma cười nói, sau đó người này ra vẻ vóc dáng thật sự tiều tụy hai tay chắp lại hướng lên trời vái một cái hét lớn. Tôi nhận chỉ thị của thánh nữ một lần nữa viết lại tên Đô Sơn trại. Vừa nói xong Diệp Phàm đi ra xa cổng thành 40 mét. Trạch Tình chỉ bắn ra. Không lâu ba chữ Đô Sơn trại được viết nên bởi một người gà mờ thư pháp như Diệp Phàm. Hắn không ngờ dùng phương pháp nội khí viết trực tiếp lên tảng đá. À có rồi, có rồi. Nhân dân Sơn trại điên cuồng lên, ba chân bốn cẳng giơ Diệp Phàm lên. Diệp Phàm bị mấy thanh niên này tung hô lên cao. Gây sức ép đến mức Diệp Phàm sắp ngất đi mới thôi. Sau đó hơn 10 dũng sĩ của Đô Sơn trại nâng Diệp Phàm đến trước mặt thánh điện. Đương nhiên, đãi ngộ hoàn toàn không giống với. Á Kỳ bị chịu hình phạt tàn khốc, hình phạt khổ ải của A Cổ Lạp không phải là đùa. Không ngờ xả thịt sống, dùng dao xả một mảng thịt của người ta xuống cho đến khi người này chết mới thôi. Cuối cùng miếng thịt của người này được xếp lên đĩa, hai tráng sĩ đưa đến trước mặt Diệp Phàm. Để làm gì? Diệp Phàm nhanh chóng hỏi Thiết Mộc trưởng lão. Đây là lễ tiết chiêu đãi khách long trọng nhất của sơn trại chúng tôi từ xưa đến nay. Chính là đem thịt của nhân vật quan trọng phạm tôi dâng cho khách hưởng thụ. Bọn họ khi còn sống đều là dũng sĩ nổi tiếng của Đô Sơn trại. Máu và da thịt của họ đều là tốt nhất. Người bình thường không có tư cách này. Bởi vì cậu là dũng sĩ mới, cho nên, cho cậu hưởng đầu tiên. Thiết Mộc trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Thủ hạ của tôi đều phải nếm sao? Diệp Phàm hỏi. Phải, mỗi người đều phải thưởng thức. Ăn càng nhiều càng đại diện cho cậu là bản thân của nhân dân Đô Sơn trại. Thiết Mộc trưởng lão nói vẻ mặt không ngờ còn có chút hâm mộ, ra vẻ thịt này không đến phiên ông ta hưởng vậy. Mỹ Nhân Ngư thẻ lưỡi, Diệp Phàm khó xử, làm thế nào cho phải? Ăn thịt người, mẹ ơi, lại còn là ăn sống. Bao Nghị sợ đến mức nhỏ giọng kêu lên, Trương Hùng bịt miệng thiếu chút nữa nôn ra. Thiên Đao nhíu mày, Cung Chí Quân mặt biến sắc. Diệp Phàm cũng không có cách nào. Mấy trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Hắn cắn chặt răng, lấy một mảng thịt đưa vào miệng, hắn nhai tóp tép, ra vẻ rất thơm ngon. Bao Nghị và Trương Hùng cũng không dám nhìn. Cuối cùng mấy người Bao Nghị được phen mở rộng tầm mắt chính là Diệp Phàm ăn một mảnh còn ngại không đủ không ngờ lại ăn tiếp, hơn nữa phải tảng thịt 2-3 cân. Được, anh là người anh em tốt nhất của Đô Sơn trại. Nạp Hán lên tiếng đầu tiên, nhất thời, tiếng vỗ tay vang lên, Diệp Phàm còn khoát tay áo bộ dáng anh hùng. Cuối cùng mấy người Bao Nghị chỉ còn lại những mảnh nhỏ như đầu ngón tay cắn răng nuốt. Nghi lễ xong Bao Nghị nhanh chóng chạy ra ngoài, ngay cả Thiên Đao đều cũng chạy ra ngoài bãi cỏ nôn. Tiếng uẹ uẹ vang lên không dứt bên tai. Quái, chúng ta ăn một chút đã nôn lợi hại như vậy, sao anh không hề gì, chẳng lẽ thịt anh ăn thấy ngon thật? Bao Nghị nôn xong không nhịn được hỏi. Ha ha, thịt người không ăn được các cậu không phải đều đã hưởng qua sao? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Không thể, tôi thấy anh ăn vẻ mặt rất thoải mái, ở đây chắc chắn có vấn đề.
Cung Chí Quân cũng buồn bực nói. Ha ha. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, tay đột nhiên vừa động, hai cân thịt người không ngờ hiện ra. Làm sao có thể, sao anh có thể làm biến mất khối thịt này? Đây là bí pháp gì? Ngay cả Thiên Đao cũng ngây ngốc nhìn Diệp Phàm. Đây là tiên thuật, trước đó không lâu mới học được. Các vị không cần không tin, đây thật sự là tiên thuật. Nhưng cao nhân truyền tiên thuật có tôi có dặn dò, không được để lộ ra ngoài. Nếu không tôi sẽ không hay ho. Các vị thật xin lỗi. Đương nhiên, một khi gặp vị cao nhân kia lần nữa tôi sẽ xin xem có thể dùng chung không. Diệp Phàm nhún vai vẻ mặt cười đắc ý. Tiên thuật, một phong giới nhỏ thôi. Huyễn ma khinh bỉ Diệp Phàm một phen. Cuộc sống của người A Cổ Lạp thật sự là không nên xu nịnh, cái gọi là chiêu đãi đồ tốt nhất đơn giản chỉ là món ăn thôn quê cùng rau dại gì đó. Ngay cả thực phẩm hiện đại cũng không có. Sau khi ăn cơm xong Diệp Phàm đến thăm cụ già A Lạp. Đừng nghĩ ông 120 tuổi, nhưng cơ thể còn rất cường tráng. Tai vẫn thính, nhưng Diệp Phàm hỏi nước thánh ở đâu lão cũng lắc đầu không muốn nói. Diệp Phàm thiếu chút nữa mỏi mồm kết quả vẫn không thể nào tìm được bí mật. Nước trinh nữ là chỗ bí mật tôi không thể nói, nhưng nước trinh nữ tôi thật sự có thể cho cậu xem. A Lạp nói, hả, là bình nhỏ nhiều năm trước ông tìm được có phải không? Diệp Phàm thật ra sửng sốt, gặp niềm vui ngoài ý muốn. Đúng vậy. A Lạp nói xong cẩn thận mở giường, sau đó lấy ra một cục gạch, bên trong là một cái hòm. Mở hòm ra xuất hiện một cái bình. Đây là một bình sứ, cẩn thận bọc ngoài nhiều lớp giấy. A Lạp lấy đưa cho Diệp Phàm nói. Không phải tôi hẹp hòi, trước khi đi vợ tôi có dặn, không thể tùy tiện bán. Phải để lúc nhà thật sự khó khăn mới bán đi. Nhà chúng tôi mấy chục năm nay vẫn thuận lợi, không gặp chuyện gì phải đến mức chết đói. Lạp hãn, con sẽ không trách ông nội chứ? Không ạ, đây là ông nội được thánh nữ cho. Đây là thánh vật, Lạp hãn hiện giờ đã đi làm, tiền lương rất cao. Căn bản không cần bán thánh vật của nhà chúng ta. Hơn nữa, vài năm nữa Lạp hãn kiếm được tiền sẽ đón ông nội đến thành phố hưởng phúc. Đến lúc đó Lạp hãn mua một căn hộ lớn để ông nội ở, bọn họ nói gọi là Dương Lâu. A Lạp hãn vẻ mặt thân thiết nói. Tôi muốn nó. Lúc này, Mỹ Nhân Ngư đã chạy đến trước mặt Diệp Phàm vươn cánh tay nhỏ làm nũng. Đương nhiên là dùng truyền âm mật thuật. Cô dùng cái đó để làm gì? Diệp Phàm không nhìn thuận miệng nói. Ngu ngốc, nó chính là thiên trọng nguyệt âm chi lộ. Hơn nữa, tôi đã nghe về nó, rất thuần khiết, tuyệt không kém so với trên đảo Thủy Tinh. Mỹ Nhân Ngư nói, Diệp Phàm nhìn vừa thấy, quả nhiên là thiên trọng nguyệt âm chi lộ chính tông.